như Mỗ Mỗ Phong Hào Tiên Quân, Phong Hào Tiên Vương, Phong Hào Tiên Đế, Phong Hào Tiên Tôn. Hỗn Nguyên nói tiên lúc sau, tiến vào tiên quân cảnh giới, từ tiên quân bắt đầu liền sẽ có phong hào xuất hiện. Cái gọi là phong hào, chính là đại biểu mỗi một cái cảnh giới chung thực lực tu vi các phương diện nhất đứng đầu đỉnh cấp người xuất sắc. Là toàn bộ tiên giới công nhận ra tới cường giả chung cường giả, từ tiên quân cảnh giới khởi, mỗi một cái cảnh giới chung đều có phong hào tồn tại. Không nhiều không ít, mỗi một cái cảnh giới 10 cái phong hào. Được xưng 10 đại phong hào cường giả. Như 10 đại tiên quân phong hào cường giả, 10 đại tiên vương phong hào cường giả, 10 đại phong hào tiên đế cường giả, 10 đại phong hào tiên tôn cường giả. Phong hào chi xưng là thiên đạo vận chuyển sản vật, đều không phải là tự phong hoặc là ai có thể đề cử. Ở cảnh giới trung thực lực đạt tới phong hào cấp bậc, thiên đạo sẽ có hiện tượng thiên văn hiện hóa, chiêu cáo toàn bộ tiên giới, Mỗ Mỗ trở thành nào đó cảnh giới trung phong hào cường giả. Là thiên đạo tán thành cường giả. Xưa nay đều tồn tại phong hào, trừ phi có ai bị khiêu chiến hoặc là ngã xuống, người sau thay thế, trở thành tân phong hào cường giả. Này đó đều là thiên đạo hiện hóa. Mỗi một cái cảnh giới chung phong hào cường giả, đều là trong đó cảnh giới chung đứng đầu. Đương nhiên 10 đại phong hào cũng là có mạnh yếu chi phân. Bất luận cái gì một cái có thể trở thành phong hào cường giả, đều có đặc thù lực lượng hoặc là thần thông từ từ tồn tại, bởi vì không chỉ có ở cùng cảnh giới chung vô địch. Càng là có thể vượt cấp khiêu chiến. Tỷ như tiên quân cảnh giới trung phong hào tiên quân, là có thể đủ nháy mắt hạ gục nghiền áp cùng cấp bậc tiên quân, càng là có thể chém giết bình thường tiên vương. Dù sao chính là thiên vô địch. Tiên quân lúc sau tứ đại tu luyện cảnh giới, mỗi một cái cảnh giới chung mới 10 cái phong hào. Cuồn cuộn tiên giới người tu tiên vô số nhiều, nhưng mới 10 cái phong hào, đủ để thuyết minh phong hào cường giả phân lượng. Mà Lạc Dương biết phong hào cường giả việc. Nhưng lại không biết ai là cái kia cảnh giới chung phong hào, không nghĩ tới Phương Đông Hạo Thiên cư nhiên là một vị phong hào cường giả, hơn nữa vẫn là tiên đế cấp bậc phong hào cường giả. Trách không được Tây Môn liền ở hôm nay nhận túng. Đích xác một vị phong hào tiên đế, liền tính là tầm thường tiên tôn cũng không dám dễ dàng trêu chọc, càng đừng nói Tây Môn gia tộc, cũng lý giải hôm nay Phương Đông Hạo Thiên đối Dương Nghị Vân nói những lời này đó. Lại là không biết Phương Đông Hạo Thiên là 10 đại phong hào tiên đế trung danh liệt đệ mấy tồn tại. Lạc Dương trong lòng nghĩ quay đầu lại phải hảo hảo đi tia, tiên giới phong hào bảng, trước kia nàng là cảm thấy phong hào khoảng cách nàng quá xa xôi, không nghĩ tới đi tìm hiểu, nhưng hiện tại nàng cư nhiên như thế tiếp xúc gần gũi cho rằng phong hào tiên đế, nói thật trong lòng là thực kích động. Dương Nghị Vân thật là được lợi không ít, ở cùng Phương Đông Hạo Thiên thỉnh giáo tu luyện việc sau. Hắn liền tiến vào hiểu được trạng thái. Thời gian nhoáng lên, lại là đi qua 10 ngày. Ngày này Dương Nghị Vân thân thể run lên, mở hai mắt, từ hiểu được trung tỉnh lại. Lại phát hiện hắn như cũ vẫn duy trì bưng chén trà tư thế ngồi ở đình trung, trên người rơi xuống một tầng cho bụi. Nghĩ lại hắn liền minh bạch sao lại thế này. Thấy được nơi xa Phương Đông người sát cùng Lạc Dương, Tuyết Hương, Cảnh Sán còn có Tiểu Lục Tử mang theo chính là cái quỷ tiên. Dương Nghị Vân nở nụ cười, đứng dậy đi đến. Cách thật xa Phương Đông người sắt liền cười nói, ha ha, quả nhiên không hổ là ta Phương Đông người sắt huynh đệ, chúc mừng bước vào tiên quân cảnh giới. Dương Nghị Vân cười cười nói, chỉ là tâm cảnh bước vào tiên quân, tu vi còn là hỗn nguyên, không đáng giá nhắc tới. Dương Mỗ Nhân rất khó đến khiêm tốn một hồi. Phương Đông người sắt cười nói, ngươi cũng đừng khiêm tốn, tu tiên cảnh giới chung hỗn nguyên cùng tiên quân, nghe tới một bước xa. Nhưng lại khác nhau như trời với đất, là thật lớn đường ranh giới, hỗn nguyên dưới chú trọng lực lượng nhiều một ít, nhưng tiên quân lúc sau mặc kệ yêu cầu khổng lồ lực lượng chống đỡ, càng quan trọng là hiểu được thiên địa đại đạo, tâm cảnh tu vi mới trọng trung chi trọng, tiểu tử ngươi hiện tại cảnh giới thượng đạt tới tiên quân, tu vi thượng chỉ cần lực lượng đuổi kịp. Bước vào tiên quân tùy thời đều có thể, chúc mừng. Dương Nghị Vân biết Phương Đông người sắt nói không sai, hiện tại giai đoạn tu luyện trọng ở thiên địa hiểu được. Thật đúng là chính là như vậy, hắn đã chịu Phương Đông Hạo Thiên chỉ điểm, bất chi bất giác tiến vào tâm cảnh hiểu được, cảnh giới đột phá tới rồi tiên quân, tương đương là nắm chắc tiên quân. Trong tay hắn nhưng còn có luyện chế tốt Mỹ Kim Hỗn Nguyên Tiên Đan, không kém lực lượng, nếu hắn nguyện ý dùng Mỹ Kim Hỗn Nguyên Tiên Đan tùy thời đều có thể bước vào thật đánh thật tiên quân chi cảnh. Lần này đến thật là cảm tạ Phương Đông Hạo Thiên, làm hắn tu luyện được đến một lần đại trải vuốt, ý niệm hiểu rõ. Thật sự là không nghĩ tới Phương Đông Hạo Thiên như thế lợi hại. Một phen nói chuyện với nhau được lợi không ít.
chúc mừng tiểu sư thúc bước vào tiên quân chi cảnh giới. Vân Tử chúc mừng. Ngay sau đó Lạc Dương cùng Tuyết Hương, Cảnh Sán tam nữ tiến lên chúc mừng. Tiểu Lục Tử chúc mừng gia chủ. Chúc mừng chủ thượng tu vi đánh tiến. Ở Tiểu Lục Tử dẫn dắt hạ là cái quỷ tiên cũng cùng kêu lên chúc mừng. Cái này Dương Nghị Vân ngược lại ngượng ngùng lên nói, được rồi, một cái cảnh giới tiên quân mà thôi, các ngươi không cần phải như vậy gióng trống khua chiêng, ha ha. Lời tuy khiêm tốn, nhưng Dương Mẫu Nhân cũng cao hứng, bất quá ở trong lòng hắn tiên quân mà thôi, khoảng cách cường giả chân chính còn kém điểm thật xa đâu, cũng không có gì quá lớn cảm giác. Chẳng qua lúc này Phương Đông người sắt lại là cười mắng, tiểu tử ngươi quá mức khiêm tốn chính là kiêu ngạo, có biết hay không tiên quân chi cảnh có bao nhiêu khó khăn. Tiên giới hỗn nguyên hàng tỷ vạn nhiều, nhưng có thể từ hỗn nguyên bước vào tiên quân giả, trăm triệu chi nhất mà thôi, có rất nhiều hỗn nguyên nói tiên cả đời liền dừng bước ở nơi này. Hỗn nguyên cùng tiên quân chi gian, thật lớn đường ranh giới cũng thật không phải nói, ngươi liền vụng trộm nhạc đi ngươi. Dương Nghị Vân cười cười nói, thật lại nói tiếp, ít nhiều Phương Đông ra ra, nếu không phải hắn chỉ điểm, ta lời nói không biết khi nào mới có thể thể ngộ tiên quân cảnh giới. Đó là, ông nội của ta chính là Phong Hào Tiên Đế, có thể được hắn chỉ điểm, là tiểu tử ngươi phúc khí, ha ha ha. Phương Đông người sắt cười mở miệng. Phong Hào Tiên Đế, Dương Nghị Vân kinh ngạc. Đối với Phong Hào nói đến, hắn trước kia nghe chết lão nhân đề qua một miệng, nhưng chưa cho hắn nhiều ít, dù sao lúc ấy ở lão nhân ngữ khí Phong Hào chính là khó lường tồn tại. Người khác không biết, nhưng Dương Nghị Vân biết chết lão nhân liền được xưng là Thiên Tà Chí Tôn, là một vị Phong Hào cường giả tán tiên, là 12 Chí Tôn tán tiên đứng đầu, Phong Hào Thiên Tà Chí Tôn. Không nghĩ tới Phương Đông người sắt cư nhiên nói hắn ra ra Phương Đông Hạo Thiên chính là cho rằng Phong Hào Tiên Đế. Cái này gợi lên Dương Nghị Vân hứng thú, vội vàng nói cho ta nghe một chút đi Phong Hào việc. Lạc Dương nhìn xuống không mở miệng nói, tiểu sư thúc ta tới nói đi. Hành, người tới nói. Phương Đông người sắt rất có hứng thú. Kế tiếp Lạc Dương đem nàng biết về tiên quân lúc sau mỗi một cái cảnh giới Phong Hào việc nói cho Dương Nghị Vân. Xong rồi bổ sung nói, mỗi một cái cảnh giới chung Phong Hào đều có ai. Cái gì thứ tự ta lại không biết. Dương Nghị Vân nghe xong, lại là nhìn không được trong lòng có chút sôi trào, bị thiên đạo thừa nhận Phong Hào A, tiên quân lúc sau, mỗi một cái cảnh giới chung toàn bộ tiên giới mới 10 cái người, đây là kiểu gì thưa thớt? Càng là kiểu gì vinh quang, thân là nam nhi, thân là tu tiên hạng người, ai không ảo giác bực này thiên đại vinh dự? Phong Hào cường giả, nghe liền đã ghiền, nhìn xuống nói, chiếu nói như vậy, mỗi một cái cảnh giới chung Phong Hào đều là có thể khiêu chiến. Nói chuyện chung Dương Mẫu Nhân đôi mắt tỏa ánh sáng. Phương Đông người sắt ha ha cười, tiếp thượng nói, đúng đúng đúng, thật là có thể khiêu chiến, ta mục tiêu chính là muốn khiêu chiến một vị Phong Hào tiên vương, ha ha, Vân Tử ngươi cũng có thể, xa không nói tiên quân cảnh giới chung hỗn loạn tiên thành độc cô gia tộc liền có một vị Phong Hào tiên quân, ngươi có thể khiêu chiến hắn. Hỗn trướng tiểu tử, Phong Hào tiên quân há là như vậy hảo khiêu chiến. Tiểu tử ngươi muốn cho đi chịu chết, đừng mê hoặc tiểu Vân Tử. Lúc này một tiếng mắng vang lên, giữa sân nếu trước mắt không gian rung chuyển, lại là Phương Đông Hạo Thiên xuất hiện ở giữa sân. Phương Đông ra ra Dương Nghị Vân trước tiên chắp tay hành lễ, hắn là thiệt tình cảm tạ, lần này Phương Đông Hạo Thiên chỉ điểm tri ân. Ra ra, người không cổ vũ ta liền tính, như thế nào hủy đi ta đài A, nam tử hán đại trượng phu chính là phải có lý tưởng có mục tiêu sao, mục tiêu của ta chính là khiêu chiến hỗn loạn tiên vực ma tộc Lê Sơn gia vị nào danh liệt thứ 5 Phong Hào tiên vương. Lê Sơn Tiên Vương. Hắc hắc, Vân Tử thân là ta huynh đệ, cũng nên có mục tiêu, hỗn loạn tiên thành độc cô vạn năm ra một cái danh liệt đệ tam Phong Hào tiên quân độc cô cửu kiếm tiên quân, tuy mạnh, ta huynh đệ Vân Tử cũng không yếu, chờ hắn tu luyện đến tiên quân đỉnh, chưa chắc liền so cửu kiếm tiên quân nhược, ha ha. Phương Đông người sắt vì tiện nói chuyện. Lăn một bên đi, tiểu tử ngươi cho ta đánh mất cái này ý niệm, ngươi cho rằng Phong Hào đều là ăn chay. Mỗi một cái cảnh giới chung Phong Hào, đều nhưng đều là tiên giới mạnh nhất, ngươi còn khiêu chiến Lê Sơn Tiên Vương, nằm mơ đi thôi, hảo hảo tu luyện đi, hôm nay khởi ngươi cũng bế quan, chờ tiểu Vân Tử từ trong thành ra tới, liền cùng hắn cùng đi nguyền rủa nơi. Phương Đông Hạo Thiên đối cái này tôn tử cũng là thực bất đắc dĩ. Lúc này từ đã biết tiên giới Phong Hào việc sau, liền đem mục tiêu đặt ở hỗn loạn tiên vực ma tộc Lê Sơn nhất tộc, được xưng vạn năm mới xuất hiện một thiên tài Lê Sơn Tiên Vương trên người. Kia chính là tiên vương chung Phong Hào,
càng là danh liệt tiên vương phong hào vị thứ 5, thực lực có thể nói toàn bộ hỗn loạn tiên vực đệ nhất. Đi khiêu chiến người như vậy, chẳng phải là tìm chết. Không có người so Phương Đông Hạo Thiên rõ ràng hơn, mỗi một cái cảnh giới chung phong hào đáng sợ. Cư nhiên còn xúi dục Tiểu Vân Tử cũng khiêu chiến một vị phong hào, thật sự hỗn trướng. Đau đầu a. Phương Đông Hạo Thiên đối cái này tôn tử đối với chuyện này thực sự thực bất đắc dĩ, bởi vì đây là tiểu tử này mục tiêu, đối người tu tiên tới nói, mục tiêu cũng là đạo tâm. Không chơi thành, đối ngày sau tu luyện không có chỗ tốt. Thậm chí chỗ hỏng rất lớn. Phương Đông người sắt cổ dương lên tùy tiện nói, ra ra, đây là mục tiêu của ta, ngài đừng đả kích ta, nói nữa, ngài đều là tiên đế cấp bậc chung, danh liệt thứ 9 phong hào tiên đế, ta làm ngài tôn tử, tự nhiên cũng không thể kém, khiêu chiến một cái danh liệt thứ 5 phong hào tiên vương, hắc hắc, thực thích hợp. Đi đi đi, mang Lạc Dương bọn họ an bài nơi đi, ta mang Vân Tử đi nội thành. Phương Đông Hạo Thiên phất tay làm tôn tử rời đi, hắn thực ái đau cái này tôn tử, nhưng lại duy độc tại đây chuyện thượng, luôn là ý kiến không hợp. Phương Đông người sắt, đối Dương Nghị Vân trong chớp mắt vừa đi vừa nói chuyện nói, Vân Tử ta chờ ngươi từ trong thành ra tới, đến lúc đó chúng ta huynh đệ đi khiêu chiến phong hào, ha ha ha. Dứt lời Phương Đông người sắt chạy ra. Dương Nghị Vân nói thật đối Phương Đông người sắt đề nghị thực cảm thấy hứng thú, chỉ là ngại với Phương Đông Hạo Thiên ở đây khó mà nói đồng ý, tu đạo theo đuổi cường giả chi lộ, đây là mỗi một cái tu luyện giả mục tiêu, tuy rằng phong hào cường giả lợi hại, nhưng cùng thuyết minh vấn đề, ai đều có một viên theo đuổi cường giả tâm, khiêu chiến phong hào hắn thực động tâm. Nếu không hắn tu chính là càn khôn tạo hóa công, tu chính là thần đạo, nếu là không đi khiêu chiến một chút phong hào cường giả, kia tính cái gì siêu việt tiên giả. Chẳng phải là có phụ càn khôn thần đạo chi danh. Dù sao Dương Mỗ Nhân giờ phút này trong lòng xác định mục tiêu của chính mình, nếu hỗn loạn tiên thành có một cái độc cô gia tộc phong hào tiên quân, vậy phóng, chờ hắn đi khiêu chiến khiêu chiến. Xuất thần hết sức, Phương Đông Hạo Thiên đạo, Tiểu Vân Tử đi thôi, ta mang đến đi nội thành. Hảo, đa tạ Phương Đông ra ra. Ngay sau đó Phương Đông Hạo Thiên vung tay lên cuốn lên Dương Nghị Vân biến mất tại chỗ, trở lại lần nữa xuất hiện. Dương Nghị Vân lại là phát hiện đã nói một chỗ cổ xưa tường thành trước. Nghĩ đến đây là thần ma điểu nói qua nội thành, nhìn không thấy cửa thành, nhưng đích đích xác xác có cửa thành tồn tại, bình thường dưới tình huống muốn đi vào này tòa nội thành, liền yêu cầu ba loại khảo nghiệm, bất quá thần ma điểu nói qua, rất khó đi vào. Nhưng hiện tại có Phương Đông Hạo Thiên ở, nhưng thật ra tỉnh đi khảo nghiệm, nhưng trực tiếp đưa hắn đi vào. Dương Nghị Vân đánh giá tường thành thời điểm, Phương Đông Hạo Thiên trong tay xuất hiện một vật. Nhìn như là một sơn môn, phi thường tinh xảo, ở hắn trong lòng bàn tay bùng nổ vạn đạo quang mang. Bỗng nhiên ném cao lớn cổ xưa, thả có che kín khắc văn tường thành, ngay sau đó một tòa môn hộ xuất hiện ở trên tường thành. Hình dạng đúng là vừa mới Phương Đông Hạo Thiên trong tay xuất hiện tường thành. Tiểu Vân Tử đi vào này đạo môn hộ, đi vào chính là chân chính hỗn loạn nội thành, nhớ kỹ ra tiểu tâm bên trong sinh linh, càng phải cẩn thận người, tứ đại gia tộc đều có thể tiến vào trong đó. Đều có thể đưa hậu bối con cháu đi vào, minh bạch ta nói sao? Dương Nghị Vân gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, Phương Đông Hạo Thiên là sợ Tây Môn gia tộc người làm hại. Ở bên trong chỉ có 10 năm thời gian, 10 năm lúc sau nội thành trong vòng lực lượng sẽ tự động đưa ngươi ra tới, đúng rồi, đây là ngươi đồ vật, đương nhiên Tây Thành ở ngoài, trịnh lũ lụt trên người, có hơi thở của ngươi, ngày ấy ta thuận tay lấy về tới, chuẩn bị giao cho ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi tiến vào hiểu được trạng thái. Khối này xương cốt thực đặc biệt, lão nhân ta thuận tay nghiên cứu một phen, lại là cảm giác tràn ngập tà khí trí âm, có thể thiếu dùng vẫn là thiếu dùng đi. Phương Đông Hạo Thiên nói chuyện trung tướng một khối màu đỏ người cốt đưa cho Dương Nghị Vân, đúng là hắn u minh cốt khí, ngày ấy bị đại chiến bị trịnh lũ lụt cầm đi, chiến hậu hắn muốn nhận lấy, lại là bị Phương Đông Hạo Thiên vung tay lên trực tiếp đưa tới Đông Phương gia. Bất quá hắn cũng cảm giác được hơi thở ở Phương Đông Hạo Thiên trên người, lại cũng không chủ động mở miệng muốn. Hiện tại xem ra là Phương Đông Hạo Thiên tò mò u minh cổ đích xác đi nghiên cứu, chỉ là không thấy ra cái gì tới. Đây là chiến lợi phẩm, đều cầm, tiến vào nội thành trên người nhiều điểm tu luyện tài nguyên là chuyện tốt, vào đi thôi. Phương Đông Hạo Thiên bổ sung lấy ra tam cái chứa đựng nhẫn. Đa tạ Phương Đông ra ra Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ, không khách khí. Rồi sau đó bước vào môn hộ chung, tiến vào nội thành. Môn hộ lúc sau là cái gì quang cảnh Dương Nghị Vân thực chờ mong. Này tòa môn hộ thực hiển nhiên là Phương Đông Hạo Thiên lấy đặc thù chi lực mở ra, hoặc là nói chính là cái bảo bối.
dù sao vào được, cũng đối hỗn loạn tiên thành tứ đại gia tộc có một cái một lần nữa định vị. Nghĩ đến tứ đại gia tộc đều không đơn giản đi. Đông Phương gia tộc chủ sự người cư nhiên là một vị phong hào tiên đế, thật sự là vượt quá Dương Nghị Vân tưởng tượng. Nói thật hắn trong lòng là thực khiếp sợ. Phong hào tiên đế, toàn bộ tiên giới liền 10 cái, Phương Đông Hạo Thiên đó là danh liệt thứ 9 tồn tại. Tuy rằng là thứ 9, nhưng cũng tuyệt đối là nhất đẳng nhất cường giả. Phương Đông Hạo Thiên tuy rằng không bày ra quá cái gì vũ lực, nhưng Dương Nghị Vân cảm giác thượng chỉ có thể dùng sâu không lường được tới hình dung. Mà dựa theo vừa mới Phương Đông người sắt kia tiểu tử nói, còn có cái Độc Cô gia, cư nhiên có một cái danh liệt thứ 9 cửu kiếm tiên quân. Tây Môn gia đã tiếp xúc qua, không hề nghi ngờ trở thành địch nhân, muốn phòng bị, có Tây Môn Trường Giác là tiên đế lúc đầu, ngày đó tuy rằng không giao thủ, nhưng có thể thân là hỗn loạn tiên thành tứ đại gia tộc, tất nhiên không phải đèn cạn dầu. Ngoài ra chính là Tư Không gia tộc, Dương Nghị Vân chỉ là nghe qua, cũng không hiểu biết. Lần này tiến vào nội thành, dựa theo Phương Đông Hạo Thiên ý tứ, muốn cho hắn tiểu tâm mặt khác tam gia, đích xác Phương Đông Hạo Thiên có thể đưa hắn tiến vào nội thành, mặt khác tam gia tự nhiên cũng có thể. Gia tứ đại gia tộc có thể đi vào nội thành ở ngoài, Dương Nghị Vân còn nghĩ có phải hay không có mặt khác liền ở có thể đi vào hỗn loạn nội thành. Rốt cuộc hỗn loạn nội thành, đều không phải là tứ đại gia tộc, mà tứ đại gia tộc chỉ là khống chế tiến vào hỗn loạn nội thành phương pháp mà thôi. Chân chính hỗn loạn nội thành, dựa theo lúc trước tạp mao điểu cách nói, nhưng lại là phi thường cổ xưa, từ có hỗn loạn tiên vực liền có này tòa nội thành. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ những việc này nhi, lại là tại hạ một khắc, chỉ cảm thấy đến dưới chân một thật, chói mắt vầng sáng tan đi, lại mở mắt ra, đã xuất hiện ở một cái khác hoàn cảnh chung. Phía sau môn hộ biến mất không thấy. Hắn chính là nhớ kỹ Phương Đông Hạo Thiên lời nói, nơi này có thể đợi 10 năm, 10 năm lúc sau nội thành lực lượng sẽ tự động đem hắn đưa ra tới. Nói cách khác thời gian là quý giá, không thể lãng phí, hắn phải nhanh một chút tìm kiếm đã có ngũ sắc thần quang địa phương, đi tìm hiểu đi hấp thu, nghĩ cách tăng lên tu vi. Dựa theo Phương Đông Hạo Thiên cách nói, ngũ sắc thần lực đều không phải là cố định, mà là có linh tính tồn tại, có thể hay không tìm được liền xem chính mình cơ duyên, cho nên Dương Nghị Vân biết chính mình chỉ có 10 năm thời gian mà thôi. Cần thiết muốn ở 10 năm trong vòng tìm được ngũ sắc thần lực, nếu không hắn liền đến không. Ngũ sắc thần lực là một loại cao hơn tiên nguyên lực lượng, Phương Đông Hạo Thiên nói qua, là ngũ sắc, nhưng đến tột cùng trông như thế nào, chỉ có tìm được mới biết được. Dương Nghị Vân cũng tràn ngập chờ mong. Tuy rằng hắn hiện tại cảnh giới thượng bước vào tiên quân, nhưng còn cần năng lượng tới tăng lên tu vi, làm tu vi cùng cảnh giới ngang hàng, mới có thể tuy rằng là chân chính tiên quân. Nghiêm khắc tới nói hiện tại hắn như cũ là hỗn nguyên nói tiên đại viên mãn tu vi, chỉ là cảnh giới trước tiên một bước tiến vào tiên cảnh, mặt sau muốn cho pháp lực tu vi cũng bước vào tiên quân, lúc này mới chân chính tiên quân cảnh giới. Đương nhiên Dương Nghị Vân trên người còn có Mỹ Kim hỗn nguyên đan 3 viên, cũng đủ chống đỡ hắn pháp lực tu vi bước vào tiên quân chi cảnh, nhưng không giống nhau. Nếu vào được nội thành, có trong truyền thuyết ngũ sắc thần lực, hắn tự nhiên muốn đi tìm, 3 viên Mỹ Kim hỗn nguyên đan, lưu trữ ở mấu chốt nhất thời điểm sử dụng, đây mới là chính xác lựa chọn. Hơn nữa nếu có thể tìm được ngũ sắc thần lực hấp thu luyện hóa, dùng Phương Đông Hạo Thiên nói không chừng có thể làm hắn lại tiến thêm một bước, chỗ tốt pha đại. Trong lòng nghĩ những việc này nhi, Dương Nghị Vân nhìn chung quanh bốn phía hoàn cảnh. Đích xác đây là một tòa thành, nhưng lại là một tòa phế tích chi thành. Đập vào mắt cảnh tượng nơi nơi đều là tàn phá. Sập cung điện, tựa hồ liền không có hoàn chỉnh kiến trúc tồn tại. Đương nhiên hiện tại nhìn lại này tòa nội thành cũng không nhỏ, dù sao mắt thường dưới nhìn không tới đầu. Nơi này cùng bên ngoài nhìn lại phía chân trời phía trên đều là sương mù, một bộ mờ ảo cảnh tượng, bất quá cũng là có chút khác nhau. Dương Nghị Vân buông ra tiên thức đi xem xét lại là bị phía chân trời phía trên sương mù cấp cản trở, hoặc là nói trời cao cây số, không hề nghi ngờ là có kết giới, nơi này bị vô hình lực lượng cấp bao vây lên. Ở bên ngoài thời điểm chỉ có thể nhìn đến cao lớn tường thành, ở bên trong nhìn không tới tường thành, nhưng lại có kết giới lực lượng. Từ hoàn cảnh thượng xem, nơi này kiến trúc cũng có hỗn loạn cảm giác, nhưng lại càng như là bát quái trận pháp như vậy loạn, nghĩ đến nơi này kiến trúc ở hoàn hảo thời điểm. Chính là nào đó trận pháp kiến trúc. Phế tích chung cũng có thảm thực vật tồn tại, lớn lớn bé bé đều có, bất quá lại cho Dương Nghị Vân một loại dày nặng tang thương cảm, hắn di động tới bước chân về phía trước đi đến, ngẫu nhiên dưới chân sẽ đoán được tàn khuyết mái ngói,
nhìn kỹ đi mặt trên cư nhiên có khắc văn tồn tại. Hơn nữa có loại quen thuộc cảm, Dương Nghị Vân ngẫm lại tựa hồ loại này tàn khuyết khắc văn cùng hắn chuông Đông Hoàng thượng hiện lên tựa hồ là một cái chiêu số. Thực huyền ảo cổ xưa. Chỉ tiếc là tàn khuyết. Không chỉ có như thế, hắn thế nhưng ở chỗ này cỏ cây thượng cũng thấy được có ẩn ẩn khắc văn, đúng vậy thiên nhiên cái loại này, chỉ là mỗi một cái khắc văn sinh trưởng đều không phải thực toàn diện. Mơ hồ là nhất trực quan thị giác cảm. Đối này, Dương Nghị Vân càng thêm cảm thấy này nội thành không đơn giản, có lẽ thật như là tạp mao điều giảng thuật như vậy, nơi này chính là thiên giới lưu lại tới văn minh một góc. Hắn từ chuông Đông Hoàng vế trên tường, một cái thời đại hoa hoa thảo thảo đều là có khắc văn, có thể nghĩ khi đó một cái dạng gì thời đại, bộ dáng gì thiên giới. Nhất định là một cái hoành huy đại khí thả lại văn minh phồn thịnh thời đại, tràn ngập thần bí. Dựa theo tạp mao điều cách nói, ở hồng hoang thời đại căn bản là không có gì tam giới chi phân, toàn bộ thế giới chính là nhất thể thế giới, sau lại mới diễn biến thành hiện tại tam giới. Đối với thiên giới, hậu nhân chỉ có thể từ một ít cổ tích di lưu nhìn đến băng sơn một góc bóng dáng. Hắn chuông Đông Hoàng đủ thần bí cường đại rồi ngươi đi. Sự thật dựa vào chính là những cái đó sáu chuyển khắc văn, hoặc là nói là một loại văn tự. Một loại tràn ngập lực lượng văn tự, hình như có ma lực hấp dẫn người. Mà hiện tại hắn ở chỗ này thấy được nơi nơi đều là khắc văn, hoa hoa thảo thảo vạn vật đều có khắc văn tồn tại, đáng tiếc chính là đều là tàn khuyết không được đầy đủ. Này khả năng với hoàn cảnh hoàn chỉnh có quan hệ đi. Rất khó tưởng tượng tạp mao điều trong miệng cái loại này hồng hoang thời đại là cái bộ dáng gì, hoặc là nói thiên giới là cái bộ dáng gì, nhất định phi thường khó lường. Mang theo cảm thán Dương Nghị Vân đi bước một muốn chạy đi, hắn cũng không sốt ruột đi tìm ngũ sắc thần lực, đệ nhất mới vừa tiến vào. Cũng không có mục tiêu, quen thuộc hoàn cảnh cũng hảo. Đệ nhị hắn hiện tại ngược lại đối với nơi này một gạch một ngói một thảo một mộc đều cảm thấy hứng thú. Cũng không biết vì cái gì, hắn nhìn nơi này này đó tàn phá khắc văn trong lòng không lý do một trận bi thương. Tìm kiếm ngũ sắc thần lực là một loại cơ duyên, hắn tận lực liền hảo, cũng không đi có thể cưỡng cầu. Lần này tiến vào có thể nhìn xem nơi này một thảo một mộc cũng là một loại thu hoạch. Ít nhất hắn thấy được một cái cường đại mà thần bí văn minh một góc. Mỗi một khắc bất chi bất giác hắn đi tới một chỗ có sơn có thủy nơi, bỗng nhiên dừng lại. Nơi này bên hồ bốn phía có tàn phá kiến trúc dấu vết, tựa hồ trước kia là một tòa hoa viên bộ dáng. Dương Nghị Vân quay người lại nhìn về phía một gốc cây cùng cây liễu tương tự nhưng lại là toàn thân ngân bạch, cành lá tốt tươi đại thụ phương hướng, quát, người nào, ra tới. Dừng lại là hắn cảm giác được rõ ràng có một đạo hơi thở chợt lóe rồi biến mất, nhưng bị hắn bắt giữ tới rồi, liền tại đây cây ngân bạch đại thụ mặt sau. Đương nhiên cũng có khả năng là ảo giác, hắn khẽ quát một tiếng chính là chá một chút. Lại không nghĩ rằng thật là có người từ đại thụ mặt sau đi ra. Ha ha tiểu tử còn nhạy bén a. Một tiếng mang theo rõ ràng diễn ngược vang lên, ở cuối cùng một chữ lạc bế lúc sau, đại thụ lúc sau đi ra ba người. Tiên quân hậu kỳ tu vi tiên nhân. Nhìn như đều là trung niên, kỳ thật Dương Nghị Vân biết có thể đạt tới cái này cấp bậc tiên nhân chưa chừng đều là vài thiên tuế lão quái vật. Dương Nghị Vân nhìn ba người xuất hiện, lại là nheo lại đôi mắt, thực rõ ràng là nhằm vào hắn tới, có lẽ từ hắn tiến vào nội thành trước tiên đã bị theo dõi. Không cần hỏi là địch nhân. Hắn ở hỗn loạn tiên thành địch nhân, chỉ có hai nhà, Chợ Đen thế lực, cùng Tây Môn gia tộc. Người trước không nói. Là vô tôn người, cũng không có khả năng dễ dàng tiến vào nội thành, kia chỉ có thể là người sau, này ba người là Tây Môn gia tộc người. Các ngươi là Tây Môn gia tộc người. Dương Nghị Vân điều chỉnh toàn thân trạng thái nhìn chằm chằm ba người mở miệng. Ha ha, tiểu tử ngươi này không phải vô nghĩa sao? Cầm đầu người là cái đại cao cái, nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân âm ngoan nói chuyện. Ngay sau đó bên trái chú lùn trầm giọng nói, đang lo đi ra ngoài tìm tiểu tử ngươi. Không nghĩ tới chính mình đưa tới cửa tới, giết ta Tây Môn gia tộc con cháu, lạc nhà ta chủ thể diện, còn thỉnh phương Đông Hạo Thiên cái kia lão bất tử áp nhà ta lão tổ, tiểu tử ngươi đương sát. Đều mẹ nó đừng vô nghĩa, gia chủ mệnh lệnh là hợp lực chém giết, sư tử vồ thỏ xuất toàn lực, tiểu tử này tại gia chủ đưa tin chung cũng không phải cái đèn cạn dầu. Cái thứ ba nói, sợ cái gì, một cái nho nhỏ hỗn nguyên nói tiên mà thôi, còn có thể tại chúng ta tam huynh đệ trong tay phiên thiên không thành. Ngày đó hắn có thể sát tam thiếu gia, nghe nói là có kia chỉ yêu hầu nguyên nhân, hôm nay chúng ta tam huynh đệ liên thủ diệt hắn 100 lần đều được. Lão nhị đừng đánh giấm, gia chủ có lệnh, hai tay trực tiếp xử lý hắn. Ách,
Lão đại, ngươi làm chúng ta đường đường tiên quân hậu kỳ liên thủ sát một cái tiểu bối, này nếu là truyền ra đi còn không bị người chê cười chết. Nhị ca ngươi loại tính cách này sớm muộn gì muốn có hại, cùng địch nhân còn nói thí đạo nghĩa. Chỉ chớp mắt ở Dương Nghị Vân trong mắt ba người cư nhiên tranh luận lên, nhưng thật ra có chút buồn cười. Ba cái đậu bỉ. Bất quá này với hắn mà nói vừa lúc có thể lợi dụng điểm này thời gian tới làm điểm chuyện này. Ngày đó hỗn loạn tiên thành Tây Môn ở ngoài một trận chiến, hắn dùng ra U Minh cốt khí, nhưng lại bị Trịnh lũ lụt đánh tan U Minh heo, giờ phút này muốn một lần nữa dùng U Minh cốt khí liền phải một lần nữa triệu hoán U Minh sinh vật. Thừa dịp này ba cái đậu bỉ huynh đệ tranh luận, Dương Nghị Vân lặng lẽ lấy ra U Minh cốt khí, bắt đầu một lần nữa triệu hoán U Minh sinh vật. Ngày đó một trận chiến, hắn có thể chém giết tiên vương lúc đầu Tây Môn Thanh, hôm nay tự nhiên có thể chém giết tam đại tiên quân. Bất quá chính như ba người lời nói, sư tử vồ thỏ đương dùng toàn lực. Ngày ấy chém giết Tây Môn Thanh cũng thật là bởi vì có Lục Nhĩ ở đây uy hát yêu ta nguyên nhân, càng bởi vì có Lạc Dương ở một bên tùy thời mà động, cho nên Tây Môn Thanh cái kia tiên vương kỳ thật là đạo tâm không xong. Ở cái loại này dưới tình huống, hắn cũng là hao hết tính kế cuối cùng lấy ong đuôi châm đánh lén giết Tây Môn Thanh. Hiện giờ đối mặt chính là tam đại tiên quân hậu kỳ người, nhìn qua trước mắt này tam huynh đệ có chút đậu bỉ, tính cách cùng ý kiến đều ngươi hợp. Nhưng cảm giác thượng Dương Nghị Vân đối tam huynh đệ có kiêng kỵ, tổng cảm giác này ba cái tiên quân hậu kỳ không giống tầm thường tiên quân đơn giản như vậy. Chung quy hắn tu vi kém một cái cảnh giới, vận dụng thực lực thủ đoạn, không thể buông ra tay chân chính diện đi dỗi. Cho nên hắn muốn so người khác càng tiểu tâm vạn phần, cái gì thủ đoạn có thể sử dụng liền dùng cái gì thủ đoạn, chỉ có một mục tiêu xử lý ba cái tiên quân. Quả nhiên vẫn là bị Phương Đông Hạo Thiên cấp nói chúng rồi, Tây Môn gia tộc trước tiên đã biết hắn hướng đi, hơn nữa phái ra người chém giết hắn. Không đúng, nghe tới này tam huynh đệ là đã sớm ở bên trong thành, là đã chịu gia tộc đưa tin tới giết hắn, mặc kệ là cái gì, Dương Nghị Vân biết bọn họ hai bên đều phải xử lý đối phương, mới có thể kết thúc. Giờ phút này hắn một lần nữa triệu hoán U Minh sinh vật, chính là làm tốt toàn lực chém giết chuẩn bị, trong lòng vừa động, hắn cảm giác tới rồi U Minh môn hộ tồn tại, lần này so lần trước dễ dàng nhiều, có lẽ nhiều là ngựa quen đường cũ, quen tay hay việc nguyên nhân đi. Thực mặt khác lần này hắn có thể triệu hồi ra tới một cái dạng gì U Minh sinh vật tới. Là hy vọng không cần ở là U Minh heo liền hảo. Vận dụng U Minh cốt khí triệu hoán mà ra U Minh heo hắn thử qua đối thượng tiên quân cấp bậc. Đích xác có trợ giúp, nhưng cũng liền giới hạn tiên quân trình tự, hơn nữa hậu kỳ cùng đại viên mãn đều trước mặt. Đối mặt tiên vương trình tự cao thủ, U Minh heo kháng đả kích năng lực sẽ đại đại giảm xuống, ngày đó Trịnh lũ lụt kia chờ trình tự tiên vương, trực tiếp liền nhất chiêu diệt U Minh heo. Cũng may, có chỗ tốt là, chỉ cần U Minh cốt khí ở, liền tính triệu hoán mà đến U Minh sinh vật bị giết, hắn như cũng có thể một lần nữa triệu hoán tân U Minh sinh vật. Triệu hoán U Minh sinh vật mạnh yếu. Quyết định bởi ở thần hồn trình tự, hiện giờ hắn cảnh giới đạt tới tiên quân trình tự, luân lý thượng lần này triệu hồi ra tới U Minh sinh vật muốn so lần đầu tiên triệu hồi ra tới U Minh heo cường đại. Đối U Minh môn hộ, Dương Nghị Vân chỉ có thể mượn dùng U Minh cốt khí mở ra triệu hoán, môn hộ trong vòng sinh vật chính là không xác định, có thể triệu hồi ra mặt trên dạng sinh vật, hoàn toàn xem thiên ý. Trong lòng liên tiếp khẩn cầu đầy trời thần ma phù hộ, lần này triệu hồi ra tới U Minh sinh vật cường đại hơn một ít a. Ong! Trong tay U Minh cốt khí phát ra run minh thanh. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, thành công, hắn cảm nhận được môn hộ mở ra, một cổ chí âm chí tà lực lượng bùng nổ dựng lên. Bị luyện hóa khống chế sau U Minh cốt khí, hiện tại có thể tùy tâm sở dục sử dụng, hết thảy đều ở hắn nhất niệm chi gian, cho nên ngay từ đầu cũng không có ở xuất hiện U Minh cổ bùng nổ khắc văn trận pháp, môn hộ hiện lên tình huống. Triệu hoán nhưng ở nháy mắt hoàn thành. Ba cái tiên quân tranh luận hết sức, Dương Nghị Vân liền câu thông thành công. Lúc này U Minh cốt khí phát ra run minh, 30 mét ở ngoài tam huynh đệ rốt cuộc phát hiện Dương Nghị Vân trên người không thích hợp, đình chỉ tranh luận. Đều con mẹ nó đừng xảo, mau xem kia tiểu tử trong tay là thứ gì, tựa hồ không thích hợp lão đại mắng thoạt nhìn. Đại ca tựa hồ có một cổ chí âm chí tà hơi thở ở kia tiểu tử trong tay a, ta như thế nào cảm giác có chút phát mau đâu. Lão nhị tựa hồ tương đối nhị. Nhưng chi giác rất cao. Lão tam nhíu mày nói, chúng ta đừng tranh luận, chạy nhanh ra tay, miễn cho có cổ quái, gia tộc nếu đưa tin tự mình dặn dò, như vậy tiểu tử này tất nhiên liền không phải cái đơn giản hỗn nguyên nói tiên, đừng nhiều lời giết đi.
giờ phút này ba người cảm thấy không thích hợp, nhưng lại đã chậm. Dương Nghị Vân thành công triệu hồi ra tới tần U Minh sinh vật, hơn nữa lúc này đây hắn rõ ràng cảm nhận được, so U Minh heo cường đại nhiều. Trong tay U Minh cốt khí màu xám đại tác phẩm. Ầm vang. Ngay sau đó hắn đem U Minh cốt khí đối với Tam Huynh vứt qua đi. Ở giữa không trung, quay cuồng màu xám năng lượng đại tác phẩm, nháy mắt che trời, ầm vang một tiếng nổ tung. Lại là rừng ở đại địa thượng, hóa thành một gốc cây loanh quanh lòng vòng đại thụ. Một gốc cây cao ước mười mấy mét, cành rậm rạp, nhưng không có một mảnh lá cây đại thụ, như là đằng thụ bộ dáng. Ách! Dương Nghị Vân mở to hai mắt nhìn, vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện cái gì u minh thú, ai ngờ đến xuất hiện cư nhiên là một gốc cây đằng thụ. Đây là cái tình huống như thế nào? Một gốc cây u minh đằng thụ có thể chiến đấu. Giờ phút này liền Dương Nghị Vân trong lòng đều bắt đầu hoài nghi, thực mất mát, không nghĩ ra vì cái gì năm đó đụng tới cốt yêu hoa nương là có thể triệu hồi ra vô cùng cường đại u minh thú. Cố tình tới rồi trong tay hắn, cứ như vậy nhược kê. Lần đầu tiên là một đầu đại phì heo. Hiện tại lần thứ hai, lại là một gốc cây u minh đằng thụ. Này mẹ nó không phải ở đậu ta đi. Giờ phút này hắn trong mắt hoài nghi, này cây u minh đằng thụ có thể hay không chiến đấu. Đối diện tiên quân tam huynh đệ, lại là như lâm đại địch. Bởi vì ở bọn họ cảm giác chung, đây là một gốc cây tản ra trí âm trí tà đằng thụ, chưa từng có tiếp xúc quá bực này lực lượng hơi thở. Đối với không biết lực lượng hoặc sinh vật, liền tính là người tu tiên đều sẽ có bản năng sợ hãi chi tâm. Lão nhị lão tam các ngươi thử xem này cây thụ, trước đừng tới gần, bảo trì khoảng cách công kích, ta đi chém giết kia tiểu tử. Là, đại ca. Chỉ chớp mắt huynh đệ ba người tản mở ra phát động công kích. Lão nhị cùng lão tam đối với che ở phía trước đằng thụ tả hữu khởi công, trong tay pháp khí bùng nổ cường đại pháp lực mà động. Lão đại chợt lóe trực tiếp xuất hiện ở Dương Nghị Vân trước người, lại là trong tay thế nhưng có lôi điện lập lòe, giống to, bôn lôi trường. Dương mẫu nhân há có thể đứng bị động. Lúc này cũng mặc kệ U Minh đằng thụ có tác dụng hay không, tưởng thúc giục thử xem đang nói. Trong lòng vừa động lúc sau, sử dụng U Minh đằng thụ động lên. Ầm vang. Một tiếng nổ vang. U Minh thần thụ lại là tại hạ một khắc màu xám vầng sáng đại tác phẩm dựng lên. Nháy mắt vô số dây mây như là từng điều đằng xà vũ động nổ tung, bỗng nhiên đại trướng, hướng về tam huynh đệ cuốn tịch mà đi. Kỳ tích một màn xuất hiện. Ở Dương Nghị Vân cùng thời gian triệu hồi ra phun đồ long kiếm chuẩn bị vận dụng ngự kiếm chi thuật thời điểm, lại thấy U Minh đằng thụ cư nhiên nhẹ nhàng đánh bại lão nhị cùng lão tam pháp lực công kích, trực tiếp tia chớp nghĩ hai người quấn quanh mà đi. Hai người kinh hoàng vội vàng huy động pháp lực đối với dây mây công kích, lại là chống đỡ không được dây mây nhiều, khó lòng phòng bị, dựng lên bọn họ phát hiện pháp lực công kích tựa hồ đối dây mây tác dụng không lớn, lớn nhất chính là ngăn cản một chút chậm chạp. Nháy mắt vô số dây mây đem hai người quấn quanh lên. Bất quá này hai người đảo cũng có chút thủ đoạn, cũng không biết vận dụng kiểu gì bí pháp, lại là ở nháy mắt toàn thân kim quang đại tác, quanh một chút, đem quấn quanh bọn họ u minh dây mây dập nát. Nhưng làm Dương Nghị Vân cao hứng chính là, cứ việc này hai người dập nát dây mây, nhưng mà đệ nhị sóng dây mây tiếp tục cuốn tịch, xa xa không ngừng. Đến nỗi đi đầu lão đại, cũng gặp tương đồng tình huống, bị dây mây cuốn tịch lúc sau, hừ lạnh chung trong tay kết ấn, bùng nổ cường đại tiên nguyên, đem dây mây tấc nứt từng khúc nứt. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, tuy rằng dây mây đối ba người không có tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng lại đã làm hắn mừng rỡ như điên. Bởi vì thực rõ ràng dây mây đối ba người có liên lụy vây khốn năng lực, bọn họ muốn ứng phó cuồn cuộn không ngừng dây mây. Như thế tình huống lại là cấp Dương Nghị Vân cung cấp tốt nhất công kích không gian. Khóe miệng một liệt liệt, ngự kiếm, đoạn thủy, đồ long kiếm bị hắn thao tác ngự kiếm hướng về lão đại chém xuống mà đi. Một kích đoạn thủy thiên biến vạn hóa, kiếm khí bồng bột, phi hành nhanh như tia chớp, trực tiếp chém về phía lão đại. Người sau cảm giác nhạy bén. Trước tiên phát hiện phi kiếm chém giết mà đến, trên mặt đại biến, lại là trong tay vũ động bạo giống một tiếng, tiên nguyên hội tụ, thành sơn thành hải, nứt. Chạm vào. Một tiếng nặng nề lúc sau, lão đại đôi tay bỗng nhiên căng ra, một trường phách về phía dây mây, một trường đối với Dương Nghị Vân nhất kiếm bùng nổ. Thiên địa chi gian không khí rung chuyển vặn vẹo, uy thế cường đại, thanh thế to lớn. Lần này, dây mây tạc nứt diện tích mở rộng, Dương Nghị Vân ngự kiếm một kích. Bị hắn một trưởng đánh bay. Ngay sau đó lão đại thân hình chợt lóe, trực tiếp đi tới lão nhị cùng lão tam trước người,
lại là trong tay một khối ngọc phù đau đầu bạo liệt. Ầm vang. Lần này lúc sau, U Minh Đằng Thụ đều mới thôi một trận, lại là có hai đại vô cùng ngọn lửa nổ tung, rồi sau đó vô số dây mây rụt trở về, có chút huệ oải lên. Dương Nghị Vân lúc này có chút giật mình, không nghĩ tới lão đại thủ đoạn nhưng thật ra đâm tay. Bất quá hắn cũng không quá rốt cuộc, bởi vì U Minh dây mây sức chiến đấu còn ở. Chẳng qua hắn tiêu hao đại lượng nguyên thần chi lực, lại lần nữa phát động công kích như cũ có thể. Chính là ở thời điểm này, chỉ nghe cái kia lão đại đối với hắn hai cái huynh đệ nói, lão nhị lão tam tiểu tử này quá đâm tay, hợp thể chiến đấu. Dứt lời lúc sau, Dương Nghị Vân lại là không nghĩ tới, huynh đệ ba người từng người lưng tựa lưng, thành ba mặt núi vây quanh chi thế, trong tay véo nổi lên cổ quái tay quyết, trong miệng nhắc mãi tối nghĩa âm phù, do đó toàn thân bạch quang đại tác phẩm dựng lên. Chói mắt ở vô cùng, lại là bạch quang bỗng nhiên mở rộng, ngay lập tức chi gian tận trời trăm mét. Ngay sau đó tại hạ một khắc, hóa thành một tôn ba đầu sáu tay trăm mét người khổng lồ. Tam tiên kim cương. Bất quá nghiêm khắc lại nói tiếp, vẫn là cùng ba đầu sáu tay có chút khác nhau. Bởi vì trong mắt hắn, tam huynh đệ hóa thành người khổng lồ, có nửa người dưới hai chân, từ bên hông bắt đầu rồi lại có độc lập thượng thanh thân mình, tương đương là ba người xài chung một đôi chân. Giống. 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 Ba tiếng giống giận lần lượt vang lên. Tuy rằng hóa thành trăm mét chi cao người khổng lồ, nhưng bọn họ hình tượng đảo cũng không biến hóa. Giờ phút này xác thật toàn thân các có khắc văn lưu chuyển, hóa thành ngân bạch khôi giáp. Khí thế cũng cường đại rồi không biết nhiều ít lần, cấp Dương Nghị Vân cảm giác cư nhiên so ngày đó Tây Môn Thanh, tựa hồ còn cường đại một ít. Như thế tình huống tới xem, tam huynh đệ hợp thể lúc sau, có được ít nhất tiên vương lúc đầu đỉnh thực lực. Dương Nghị Vân này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thần thông có thể độc lập thượng ba người hợp thể, hóa thành tam đầu tam thân sáu tay thần thông. Giờ phút này hắn túc mục. Hiển nhiên này ba người hợp thể lúc sau, thực lực tất nhiên không giống bình thường, đây là đại thần thông. Tam tiên kim cương. Tên nghe cũng là bất phàm. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động thúc dục pháp tướng. Luận hóa thân, hắn nhưng không sợ. Chí tôn pháp tương. Dương Nghị Vân bạo giống một tiếng. Toàn thân kim quang đại tác. Chỉ chớp mắt hóa thân, trăm mét pháp tướng, chút nào không cần ba người hình thể kém. Đông. Một tiếng to lớn vang dội tiếng chuông vang vọng phía chân trời. Chuông đông hoàng phù phiếm bên ngoài thân, phù văn lưu chuyển hình thành phòng ngự. Ý niệm vừa động, đồ long kiếm ngân quang lộng lẫy, huyền phù trong người trước. Ngay sau đó Dương Nghị Vân vung tay lên, U Minh Đằng Thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng hóa thành trăm mét đại thụ. Tiểu tử có loại, có điểm môn đạo, bất quá pháp tương mà thôi, ở chúng ta tam huynh đệ tam tiên kim cương trước mặt, còn chưa đủ xem, kế tiếp chúng ta muốn đem tiểu tử ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lão đại âm trầm tiếng động nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân hóa thành pháp tương vang lên, ở hắn xem ra Dương Nghị Vân pháp tương chính là tầm thường tiên nhân thủ đoạn, tiên nguyên ngưng tụ mà thành pháp tương mà thôi. Nhưng Dương Nghị Vân sau khi nghe được, trong lòng cười lạnh, ngay sau đó nhìn ba người chậm rãi mở miệng nói, kim cương. Ha ha, tiểu gia hôm nay đảo yếu lĩnh giáo, nhìn xem các ngươi kim cương chi thân lợi hại, vẫn là ta pháp tương cứng rắn. Hắn đây là tầm thường pháp tương sao? Tự nhiên không phải, đây chính là lão nhân chí tôn thần thông pháp tướng, kỳ thật tầm thường tiên nhân tiên nguyên ngưng tụ phát hiện có thể so. Muốn nói khác có lẽ hắn còn kiêng kỵ một vài, nhưng là so pháp tương chi thân, hắn thật đúng là chưa sợ qua. Tam tiên kim cương. Nghe tựa hồ rất mạnh. Lại là không biết cùng hắn chí tôn pháp tương tương va chạm, là cái dạng gì quang cảnh, Dương Nghị Vân nheo lại dạng có chút chờ mong. Đương nhiên đối phương là ba người nhất thể, từ số lượng thượng tương đối, có lẽ hắn không chiếm ưu thế, nhưng này không phải thủ thắng mấu chốt. Hắn bên người có U Minh Đằng Thụ, có đầu long vần quanh đãi ra, có chuông đông hoàng hộ thể, có rất nhiều thủ đoạn thần thông. Tự tin 10 phần, mà đối với Tây Môn gia tộc này tam huynh đệ tới nói, đồng dạng là định liệu trước. Tam thể hợp nhất, tam tiên kim cương thần thông, chính là bọn họ huynh đệ ba người thành danh thủ đoạn, làm cho bọn họ khác hẳn với tầm thường tiên quân, hợp thể lúc sau thực lực thẳng tắp sánh vai tiên vương lúc đầu đỉnh, bay lên vài cái trình tự, liên thủ dưới ở cùng cảnh giới còn trước nay không ăn qua mệt. Liên tính là đối thượng tiên vương cấp bậc, cũng có thể tự bảo vệ mình. Đối mặt Dương Nghị Vân cái này không đến tiên quân tu sĩ, tuy rằng ngạc nhiên Dương Nghị Vân thủ đoạn, nhưng lại chung quy ở bọn họ trong lòng. Dương Nghị Vân còn kém một mảng lớn. Tiểu tử đi tìm chết đi.
giờ phút này tam huynh đệ Trung lão tam tương đối táo bạo trực tiếp đối Dương Nghị Vân động thủ. Một tay quát lớn chung, bỗng nhiên một quyền đột kích. Cường đại thiên địa nguyên khí hóa thành thực chất hóa, làm không gian vặn vẹo mà động, mang theo tiếng sấm gào thét, thẳng lấy Dương Nghị Vân bề mặt. Ở Dương Nghị Vân trong mắt này một quyền có ẩn ẩn phù văn chấp động, lại cũng không thể coi khinh. Dương Nghị Vân không thì ra đại, đối mặt đối phương một quyền mà đến, hắn đầu tiên là sử dụng U Minh đằng thụ mà động, ngay lập tức có vô số dây mây bay lên trời, hướng về này tôn hợp thể kim cương mà đi. Là con la là mã giờ phút này thấy rốt cuộc. Hô hô hô, U Minh dây mây quất đánh mà đi thời điểm, vang lên từng tiếng phá không, đối với trăm mét chi cự tam tiên kim cương quấn quanh quất đánh mà đi. Lúc này chỉ nghe lão đại một tiếng cười lạnh, lão nhị lão tam xé nát này cây phá cây cối. Lão đại nhìn hảo đi. Mặt khác hai người trong giọng nói tràn ngập tự tin. Ngay sau đó Dương Nghị Vân thấy được tam huynh đệ cánh tay vũ động dựng lên, lại cũng không cần cái gì tiên khí, sáu tay, pháp quyết không ngừng, toàn thân ngân giáp phủ văn lưu động, rất có khí thế. Ngay sau đó lại nghe bọn họ bạo giống, tiên quân chấn sát. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên chi gian, Dương Nghị Vân đồng tử co rút lại, lại là thấy được này tôn tam tiên kim cương hoặc là nói là tam huynh đệ hợp lý dưới, sáu thủ pháp quyết kết ấn, bỗng nhiên đối với U Minh đằng thụ hoặc là chỉ hoặc trưởng cũng hoặc quyền trảo. Vốn dĩ chính là trăm mét thật lớn hình thể, hiện giờ lần này bùng nổ, làm ba người hợp nhất thật lớn kim cương chi thân, càng ra lộng lẫy, sáu tay phía trên bùng nổ mà ra cột sáng thẳng tắp hướng về dây mây mà đi. Khoảnh khắc chi gian có tiếng sấm nổ vang vang vọng phía chân trời. Dương Nghị Vân trong mắt này đó bạch quang lại là hóa thành thực chất hóa, như là một chi chi mũi tên nhọn sắc bén xuất kích. Kế tiếp một màn lại là Dương Nghị Vân có chút kinh ngạc, càng ngưng trọng vài phần. Lại thấy tam tiên kim cương này một đợt công kích cư nhiên trực tiếp làm U Minh dây mây tấc nứt từng khúc nứt, nháy mắt liền hóa giải. Dương Nghị Vân trong lòng hít hà một hơi, thật là có chút môn đạo. U Minh sinh vật lẽ ra ở trình độ nhất định thường là đúng pháp lực có miễn dịch. Nhưng lần này tam tiên kim cương công kích, tuy là pháp lực thủ đoạn, lại là làm pháp lực ngưng tụ thành thật, như thế liền có cường đại thuần túy lực lượng. Lần này liền dập nát U Minh thụ công kích. Như thế cũng làm Dương Nghị Vân thấy được, U Minh sinh vật ưu khuyết điểm. Khuyết điểm thực rõ ràng, pháp lực miễn dịch đều không phải là tuyệt đối, mà là ở thừa nhận trong phạm vi miễn dịch, vượt qua lúc sau, lực lượng tuyệt đối hoặc là nói thực chất hóa công kích liền sẽ mất đi pháp lực miễn dịch ưu thế. Đương nhiên cũng có ưu điểm tồn tại, đó chính là tuy rằng lần này bị phá hủy công kích dây mây, nhưng lại ở theo sau lại một lần sinh trưởng ra tới. Này liền thuyết minh hắn có thể trong thời gian ngắn nhất lại lần nữa sử dụng U Minh thụ. Bất quá lúc này Dương Nghị Vân tự nhiên biết không cần thiết, hắn kiến thức đã đến tam tiên kim cương hợp thể lúc sau thủ đoạn, lại đi sử dụng U Minh thụ công kích không cần thiết, chỉ biết lại lần nữa bị phá hủy. Kế tiếp chiến đấu U Minh cây mây nhất thích hợp phụ trợ kiềm chế. Cái thứ nhất hiệp Dương Nghị Vân rơi xuống hạ phong, nhưng lại không chút nào để ý. Hắn trong lòng nhất định, ngự kiếm đổ long. Chảm. Một niệm lúc sau, trong lòng chém ra 10 kiếm. Liền mạch lưu loát ngự kiếm mà ra. Cùng thời gian nhẹ thở ra tiếng, kim cương chí tôn. Một tiếng giống ra, Dương Nghị Vân trăm mét thật lớn pháp tương chi thân, huy động nắm tay, mang theo tiếng sấm nổ mạnh xuất kích. Cối xay đại trên nắm tay mơ hồ có một tầng màu xanh lục hiện lên ở nắm tay mặt ngoài. Thật là hắn thúc dục thanh liên tiên hỏa. Đồng thời thân thể chi lực, cũng toàn lực xuất kích. Nếu đối phương được xưng là tam tiên kim cương, kia hắn liền lĩnh giáo, hắn chí tôn pháp tương chi thân, hơn nữa càn khôn thân thể rốt cuộc ai mạnh ai yếu. So đấu lực lượng Dương Nghị Vân không sợ chút nào. Càng có nhất chiêu âm nhu Dương Nghị Vân cũng chuẩn bị ổn thỏa. Liền chờ tìm kiếm cơ hội một kích xử lý này ba người. Âm nhu chuẩn bị ở sau đương nhiên là ong đuôi châm. Tạm thời lưu tại chuẩn bị ở sau, chỉ cần có cơ hội xuất hiện, hắn là có thể tận dụng mọi thứ, xử lý này tôn tam tiên kim cương nghĩ đến là không thành vấn đề. Dương Nghị Vân một quyền mà đi, tam tiên kim cương lại là hừ lạnh. Này tam huynh đệ đối Dương Nghị Vân này một quyền rất là khinh thường. Ngay sau đó sáu chỉ nắm tay đồng thời đối với Dương Nghị Vân đón nhận. Cứng đối cứng. Đương nhiên tam tiên kim cương công kích lại là Dương Nghị Vân toàn thân các đại góc chết. Hơn nữa ở Dương Nghị Vân trong mắt bọn họ cánh tay cư nhiên có thể ở thời điểm này biến trường, sáu chỉ tay đối với hắn bề mặt, yết hầu, ngực, bụng nhỏ, thiên linh cùng nắm tay xuất kích. Đều là yếu hại.
đối này Dương Nghị Vân còn lại là tăng lớn thúc dục chuông Đông Hoàng phù văn lưu chuyển. Hắn tin tưởng Tam Tiên Kim Cương này một kích liền tính đánh vỡ hắn chuông Đông Hoàng phòng ngự, hắn còn không làm gì được hắn. Bản thân thân thể liền cường đại, có thể chịu nổi. Mà hắn một đấm xuất ra đi, chỉ cần gặp phải Tam Tiên Kim Cương, tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá. Bởi vì hắn này một quyền lực lượng chính là không nhỏ ở ngoài, còn cất giấu Thanh Liên Tiên Hỏa chi lực. Chỉ cần hắn nguyên nhân, Thanh Liên Tiên Hỏa hơi thở liền sẽ nội liếm đến mức tận cùng nông nỗi, đối phương tuyệt đối phát hiện không được. Trọng điểm là có thể hay không gặp phải vấn đề. Bất quá hiện tại xem ra, 100%. Tam Tiên Kim Cương kiêu ngạo biểu lộ không bỏ sót, có lẽ bọn họ tự nhận là chính mình cái này nho nhỏ hỗn nguyên đây là so tầm thường hỗn nguyên cường đại một ít mà thôi đi. Hiện tại bọn họ ba người hợp thể lúc sau, hóa thành 100 mét thật lớn Tam Tiên Kim Cương thực lực thẳng bức Tiên Vương Trung Kỳ, có tự đại cũng là không thể tránh được. Cũng đúng là như thế, Dương Nghị Vân biết chính mình này một quyền đi xuống, chỉ cần làm Tam Tiên Kim Cương gặp phải tuyệt đối có thể làm cho bọn họ uống một hồ. Chỉ chớp mắt, song phát đối thượng. Dương Nghị Vân khóe miệng lộ ra ý cười. Oanh! Ầm vang! Đinh tai nhức óc tiếng động vang lên. Răng rắc! A! Ngay sau đó lại là cốt cách đứt gãy tiếng động cùng kêu thảm thiết. Giờ phút này kêu thảm thiết lại là Tam Tiên Kim Cương cùng kêu lên kêu thảm thiết vang lên. Tuy rằng là một cái nắm tay, nhưng lúc này ba người hợp thể lúc sau, chính là nhất thể một người, một cái nắm tay bị nhục, đau chính là toàn thân. Mà tiếng thứ hai nổ vang, lại là Dương Nghị Vân chuông Đông Hoàng bị đánh vỡ. Này cũng ở trong dự liệu, rốt cuộc Tam Tiên Kim Cương là tam đầu tam thân hợp thể công kích. Hơn nữa đích xác lực lượng cường đại, có chút ra ngoài Dương Nghị Vân đoán trước. Chẳng những nháy mắt phá hắn chuông Đông Hoàng phòng ngự, ngay sau đó trực tiếp dừng ở trên người hắn. Cũng may chuông Đông Hoàng đến là tầng thứ nhất phòng ngự, hắn còn có pháp lực phòng ngự hộ thể, càng là càn khôn thân thể, này một kích làm thừa nhận rồi xuống dưới. Nhưng trong cơ thể cũng từng đợt khí huyết quay cuồng. Cổ họng một hàm, một búng máu dịch làm thượng thoán. Lúc này Dương Nghị Vân mạnh mẽ đè ép xuống dưới, giờ phút này không lùi mà tiến tới một bước, khoảng cách đạt tới Tam Tiên Kim Cương 10 mét chỗ. Nghe cốt cách đoạn thanh cùng kêu thảm thiết, nhìn ba người thần sắc biến hóa Dương Nghị Vân biết giờ phút này chính là chém giết cơ hội. Thanh Liên Tiên Hỏa dính vào Tam Tiên Kim Cương trên tay, nhất thời khó có thể tắt, làm ba người khẩn trương hoảng loạn. Thật là bực này cơ hội Dương Nghị Vân quyết đoán ra tay, trong lòng vừa động, trong miệng quát nhẹ, định. Lại là ở vận chuyển định thân thuật đồng thời, Dương Nghị Vân một niệm lúc sau, ong đuôi châm quyết đoán xuất kích. Kim thêu hoa giống nhau nho nhỏ ong đuôi châm, chính là tiên vương cấp bậc yêu tiên ong tiên bản thể chi vật, không gì chặn được sắc bén, mang theo kịch độc, ở Dương Nghị Vân một niệm dưới, vèo một tiếng vô thanh vô tức ở Tam Tiên Kim Cương ngực chỗ chợt lóe rồi biến mất. Định thân thuật đối tiên vương cấp bậc thực lực tới nói định không được bao lâu, nhưng lại đồng dạng hữu hiệu. Dương Nghị Vân không cần quá nhiều thời gian. Một tức thời gian đã đủ rồi. Trên thực tế hắn thúc dục ong đuôi châm nửa tức thời gian đều không đến, liền thành công. Mà đối với Tam Kim Cương tới nói, ở bị Dương Nghị Vân định thân thời điểm, liền biết không diệu, cũng ở trước tiên đi thúc dục lực lượng, tranh cởi định thân thuật, nhưng chung quy yêu cầu thời gian. Vừa lúc một tức thời gian, nhưng đối Dương Nghị Vân tới nói cũng đủ. Bởi vì ở Tam Thiên Kim Cương tránh thoát định thân thuật thời điểm, hắn ong đuôi châm đã từ Tam Tiên Kim Cương ngực chợt lóe rồi biến mất. Thực không thích hợp. Đây là Tam Tiên Quân lúc này ý niệm. Nhưng lại phát hiện Dương Nghị Vân giờ phút này mang theo ý cười đứng ở bọn họ 10 mét ở ngoài, chút nào không nhúc nhích, vẻ mặt diễn ngược. Theo sát sau đó, một trận thứ đau lòng nhập linh hồn. Lại là Tam Tiên Kim Cương kêu thảm thiết lên. Giờ khắc này bọn họ cho tới nay lấy làm tự hào Tam Tiên Kim Cương chi thân. Lại là có phân giải cảm giác. Bọn họ biết là Dương Nghị Vân hạ âm tay, nhưng lại không biết là chuyện như thế nào. Phía trước ra quyền chính là Lão Tam một quyền, giờ phút này hắn nắm tay màu xanh lục ngọn lửa đại tác phẩm căn bản tắt không được, phế bỏ. Sát, tiểu tử này có quỷ. Lão đại bộ mặt dữ tợn giống giận. Tức khắc Tam Tiên Kim Cương toàn thân hơi thở bùng nổ hướng về Dương Nghị Vân xông tới. Mà Dương Nghị Vân lúc này chính là định liệu trước. Bởi vì hắn đem ong đuôi châm lưu tại Tam Tiên Kim Cương trong cơ thể, hiện tại thu thập Tam Tiên Kim Cương chỉ là thời gian vấn đề. Ong đuôi châm lưu tại Tam Tiên Kim Cương trong cơ thể càng dài, đối hắn liền càng có lợi, bởi vì ong đuôi châm có kịch độc, có thể phá hư bọn họ hợp thể Kim Cương chi thân.
Đối mặt Tam Tiên Kim Cương phát lại đây, Dương Nghị Vân khóe miệng mang theo ý cười bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, trường sinh, ầm vang. Đấu chuyển, oanh, a, à, đốt thiên, ầm vang, lôi đình, răng rác, a. À. Mỗi ra một kích chí tôn thần thông dừng ở Tam Tiên Kim Cương trên người, đối phương liền phát ra hét thảm một tiếng, một hơi bốn chiếu chí tôn thần thông vững chắc dừng ở Tam Tiên Kim Cương chi thân. Có thanh liên tiên hỏa đốt cháy, có ong đuôi châm bên trong phá hư, Tam Tiên Kim Cương kỳ thật đã mất đi ưu thế, đã sớm đã không có Kim Cương khả năng. Cuối cùng một kích lôi đình thần thông rơi xuống. Tam Tiên Kim Cương ở kêu thảm thiết chung ngã xuống trên mặt đất. Ầm vang một chút hóa thành ba đạo lưu quang, lăn xuống trên mặt đất. Lại là bị Dương Nghị Vân ngạnh sinh sinh đánh tan hợp thể. Phốc phốc phốc, ba người hộc máu. Không còn có bất luận cái gì cơ hội, hoàn toàn không có. Ngã trên mặt đất oa oa hộc máu. Mà giờ phút này Dương Nghị Vân nâng lên pháp tương chi thân thật lớn vô cùng chân to, vận chuyển toàn thân sở hữu pháp, tia chớp một chân dẫm đi xuống. Oanh! Một tiếng nổ vang, toàn bộ đại địa đều mới thôi đại chấn. Ba cái tiên quân lần này lại là kêu thảm thiết đều không có phát ra, đã bị Dương Nghị Vân một chân dẫm bẹp. Đại địa thượng chỉ là xuất hiện một cái dài chừng mười mấy mét, bề rộng chừng ba mét có thừa thật lớn dấu chân. Pháp tương chi thân tan đi, Dương Nghị Vân nhìn chính mình một chân dẫm ra tới thật lớn dấu chân có tam than đỏ thắm, rốt cuộc hộc ra một ngụm chọc khí. Vung tay lên một đạo tiên hỏa qua đi trực tiếp đem ba người đốt cháy thành cho tàn. Đương nhiên Dương Nghị Vân không phải hủy thi diệt tích, dù sao đều đã chết, không cái kia tất yếu, hắn chỉ là muốn tìm ra ba người chứa đựng tiên khí tới mà thôi, rốt cuộc như vậy quá ghê tởm. Cho tàn chung xuất hiện tam cái chứa đựng nhẫn, hư không một chảo liền đến Dương Mỗ Nhân trong tay. Hắn sở dĩ trước tiên tìm ba người chứa đựng nhẫn là bởi vì đang ở nội thành hoàn cảnh nguyên nhân. Không hề nghi ngờ này ba người tiến vào nơi này tự nhiên cũng là tìm kiếm ngũ sắc thần lực tới, hơn nữa thực hiển nhiên so với hắn tiến vào muốn sớm. Này cũng khiến cho Dương Nghị Vân suy đoán ba người có phải hay không có cái gì manh mối. Mỗi cái tiên nhân đều có chứa đựng không gian, tình hình chung có tất cả đồ vật đều sẽ đặt ở chứa đựng không gian nội, Dương Nghị Vân liền muốn thử xem vận khí mà thôi, nhìn xem có thể hay không từ ba người chứa đựng nhẫn chung tìm được một ít manh mối. Cũng chính là thử thời vận. Không có cũng không có quan hệ, dù sao tam cái tiên quân chứa đựng nhẫn chung tin tưởng tiên thạch tuyệt đối có, đây chính là tiên giới đồng tiền mạnh, kia đều có thể dùng. Giết là Tây Môn gia tộc người, đáng chết cũng nên sát. Dương Nghị Vân nghĩ tới Tây Môn Trường Giác cái kia lão Đông Tây sẽ không đối chính mình thiện bãi cam hưu, lại là không nghĩ tới như vậy nóng vội. Đối với Tây Môn gia tộc, Dương Nghị Vân trong lòng biết rõ ràng, sớm muộn gì muốn liều mạng. Tạm thời ở hỗn loạn tiên thành có phương đông hạo ông trời tử áp chế không có việc gì, nhưng là chưa chừng ngầm hạ ám chiêu, ra khỏi thành hù chết tay. Hôm nay ở bên trong thành chính là tốt nhất vẽ hình người. Sớm muộn gì có một ngày diệt các ngươi Tây Môn gia. Dương Mỗ Nhân nói thầm một câu. Theo sau cường đại thần hồn lực thô bạo tiến vào chứa đựng nhẫn chung. Xôn xao. Ba chiếc nhẫn đồ vật toàn bộ đều bị hắn toàn bộ đổ ra tới. Ngẫm lại sau. Trong tay một phen có xuất hiện 7-8 cái chứa đựng nhẫn. Này đó đều là hắn chiến lợi phẩm, kỳ thật tiên vương cấp bậc nhẫn liền có 3 cái. Vẫn luôn cũng chưa sửa sang lại quá, hôm nay vừa lúc cùng nhau sửa sang lại một chút, cũng thuận tiện phan bàn của cải. Sở hữu chứa đựng nhẫn cũng chưa quét sạch. Dương Nghị Vân trước mặt xuất hiện một làm tiểu đồi núi. Đương nhiên kỳ thật cũng không như vậy khoa trương, chính là cảm giác có nhà giàu mới nổi ảo giác cảm. Này đó chứa đựng nhẫn đồ vật đôi cùng nhau, nhìn qua là thực khả quan. Đầu tiên là tiên thạch, thượng trung hạ đều có. Thượng phẩm rốt cuộc chân quý thêm lên cũng mới 2.000 có thừa. Trung phẩm tiên thạch 1.000.000 viên. Hạ phẩm tiên thạch liền tương đối khả quan, tiên thức đảo qua có ước chừng 8.000.000 viên. Chỉ cần này đó tiên thạch thêm lên, cũng đã là một số tiền khổng lồ. Dư giả các loại tiên dược cao thấp đoan thêm lên ước chừng 10.000.000 cây trở lên. Thật sự làm Dương Nghị Vân trong lòng sảng khoái vô cùng, này đó tiên dược lót nền, hắn có thể luyện chế ra tương đương khả quan tiên đan tới. Chẳng qua đa số là cấp thấp tiên dược, đối với hắn cái này trình tự dùng đã miễn cưỡng, bất quá cao giai tiên dược thêm lên cũng đủ hắn chống đỡ tiên quân toàn bộ cảnh giới. Đảo cũng không tồi. Còn có một ít hiếm thấy luyện khí tài liệu một đống lớn, mấy thứ này tạm thời lưu trữ, Dương Nghị Vân cảm giác không dùng được, bởi vì hắn có đổ long ra cũng đủ. Hơn nữa luyện khí chi đạo,
tới rồi tiên giới lúc sau hắn còn chưa thế nào tiếp xúc quá, nếu là đi nghiên cứu, cũng không phải là một sớm nửa tức là có thể có thành tựu. Trong lòng nghĩ này đó luyện khí tài liệu hoặc là bán đi, hoặc là chính là lưu trữ tìm một cái cao cấp luyện khí đại sư, cho chính mình luyện chế một ít phi kiếm. Từ kiến thức quá Lạc Dương có thể dùng một lần ngự kiếm 6 đêm lúc sau, Dương Nghị Vân cũng nghĩ tới chính mình có thể nhiều ngự mấy cái phi kiếm. Này đó luyện khí tài liệu liền lưu trữ, nếu là có thích hợp luyện khí đại sư liền cho chính mình nhiều luyện chế mấy cái phi kiếm, dù sao hoa sen đen ngự kiếm chi đạo rất cường đại, hắn cảm giác chính mình còn có thể nhiều ngự mấy cái kiếm. Cái này xem như Dương Nghị Vân tích lũy giết người cướp của. Nga không phải, là tích lũy chiến lợi phẩm. Đương nhiên còn có mấy cái hộp nhỏ. Dương Nghị Vân nhất nhất mở ra, bên trong có các loại tiên đan, còn có bản đồ. Tiên đan hắn không nhìn thượng mắt, không có gì cao giai tiên đan, đến là bản đồ đối hắn có trọng dụng. Có một chương toàn bộ tiên giới đại địa đồ. Chỉ cần này một chương đại địa đồ với hắn mà nói đều đã là bảo bối, đúng là từ Trịnh Lũ Lụt trên người được đến. Tiểu Tâm thu lên. Còn có cuối cùng một cái hộp không có mở ra, Dương Nghị Vân mở miệng lúc sau lại là hai tròng mắt sáng ngời. Đây là. Đồng dạng là một chương bản đồ, nhưng lại là nhìn qua quen mắt, càng là mới vừa vẽ không bao lâu ra thú bản đồ. Thực rõ ràng và. Mặt trên là một tòa phế tích chi thành. Cũng không phải là hỗn loạn nội thành sao. Ngay cả mặt trên hắn trước mắt vị trí nơi liền rõ ràng thể hiện rồi ra tới. Trọng điểm là. Dương Nghị Vân phát hiện loại này bản đồ tổng thể hai cái nhan sắc. Màu đỏ cùng kim sắc. Hắn hiện tại vị trí nơi chính là màu đỏ mảnh đất, lần đầu ở ngoài, toàn bộ bản đồ có 7 thành một tiếng nhan sắc là màu đỏ, còn lại tam thành hoặc là nói ba cái khu vực địa phương là ảm đạm kim sắc. Bản đồ là từ tam tiên kim cương thi thể cho tàn tìm được, nói cách khác, này ba người đi qua địa phương đánh dấu thành màu đỏ, mà dư lại ba cái địa phương là đạm kim sắc, chính là bọn họ không đi qua địa phương. Có thể tiến nội thành mục đích chỉ có một là tìm kiếm ngũ sắc thần lực. Không khó suy đoán, tam tiên kim cương đang tìm kiếm ngũ sắc thần lực, đã đi khắp nội thành 7 thành địa phương, dư lại ba cái địa phương còn chưa có đi liền nhận được Tây Môn gia chủ mệnh lệnh, tiến đến tìm được hắn phiền toái. Chỉ tiếc trái lại bị hắn cấp xử lý. Nhưng này trương bản đồ lại là cho hắn để lại tìm kiếm ngũ sắc thần lực manh mối. Còn thừa ba cái địa phương, lúc này tỉnh đi hắn rất nhiều sức lực cùng thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngũ sắc thần lực tất nhiên sẽ tại đây ba cái địa phương. Dương Nghị Vân mừng rỡ như điên. Được đến lại chẳng phí công phu. Nhưng cũng là cơ duyên, càng là ý trời. Có này trương bản đồ, hắn tại đây nội thành có minh xác mục tiêu. Tìm kiếm ngũ sắc thần lực mục tiêu. Trời cũng giúp ta là. Dương Mỗ Nhân có chút đắc ý tự nói. Ba chỗ địa phương mục tiêu đường bộ rõ ràng, ngay sau đó hắn lựa chọn một chỗ liền đi. 10 ngày lúc sau Dương Nghị Vân xuất hiện ở trên bản đồ biểu thị ra tới cái thứ nhất địa phương. Đây là nội thành một chỗ vứt đi cung điện. Chỉ tiếc hắn tìm kiếm 3 ngày cũng không có phát hiện có cái gì ngũ sắc thần lực xuất hiện. Tiếp theo một tháng sau, đến đệ nhị chỗ địa điểm. Đệ nhị chỗ địa điểm là một tòa nhìn như miếu thờ giống nhau địa phương. So sánh với địa phương khác, không xem như phế tích, nhiều lắm có thể xem như rách nát. Có đại môn, nhìn qua như là đầu gỗ kiến trúc. Kỳ thật dùng tay đi chạm đến mới phát hiện, là cùng loại cục đá tài chất. Mặt trên có khắc văn, bất quá lại tàn khuyết không đồng đều. Đại môn không có môn, trực tiếp liền đi vào. Đi vào lúc sau là cái ước có 300 bình phương đại viện. Bốn chính phía trước có tòa đại điện, tả hữu là thiên điện, giống nhau xem qua đi nơi nơi đều là phá động. Như là bị người khổng lồ ngạnh sinh sinh tạp ra tới lực phá hoại. Không cần đi vào đều có thể giống nhau nhìn đến chủ điện cùng tả hữu thiên điện bên trong hoàn cảnh. Cái gì đều không có. Chỉ có thật dày cho bụi. Sân bốn phía cũng là cỏ dại mọc thành cụm. Trừ cái này ra, không còn có cái gì kỳ lạ chỗ. Bất quá Dương Nghị Vân vẫn là nhẫn nại tính tình đi vào đại điện đi xem xét, rốt cuộc ngũ sắc thần lực không giống bình thường, càng là có linh tính lực lượng, dựa theo phương Đông Hạo ông trời tử nói, như vậy là một tia một hào. Phương pháp tối ưu có thể tìm được đều có thể được lợi không ít. Đương nhiên cũng không tốt tìm. Lão đều tới, tự nhiên muốn nghiêm túc đối đãi. Này đã là đệ nhị chỗ địa phương, còn dư lại cuối cùng một chỗ không đi qua. Tâm linh nghĩ này một chỗ địa phương cẩn thận tìm kiếm xong, không hề nghi ngờ ngũ sắc thần lực liền sẽ ở nơi thứ ba địa phương, cũng chính là cuối cùng một chỗ. Dương Nghị Vân đi vào chủ điện.
ở tiến tả hữu thiên điện. Đoán trước bên trong ba tòa chủ yếu và thứ yếu đại điện chung, không có bất luận cái gì có thể đồ vật tồn tại. Nơi này không có. Vậy chỉ có thể ở cuối cùng một chỗ địa phương. Dương Nghị Vân thở dài một tiếng, đi ra hữu thiên điện, chuẩn bị rời đi, đi trước cuối cùng một chỗ địa phương. Nhưng ở hắn muốn bước ra đại môn thời điểm, lại là bỗng nhiên lại ngừng lại. Quay đầu lại nhìn về phía bên trái thiên điện một chỗ góc. Toàn bộ đại viện đều cỏ dại mọc thành cụm, góc tự nhiên cũng không ngoại lệ đều là cỏ dại, nhìn qua một mảnh hoang vắng tang thương. Nhưng là, Dương Nghị Vân dừng lại là bởi vì hắn phát hiện, bên trái thiên điện góc nơi nào cỏ dại so bất luận cái gì một chỗ cỏ dại muốn sinh trưởng rậm rạp, cao hơn một đầu đi. Đây là hắn dừng lại nguyên nhân. Xem địa hình toàn bộ đại viện tử đều giống nhau, mọi nơi đều là cỏ dại. Nhưng cố tình kia địa phương cỏ dại muốn so địa phương khác sinh trưởng rậm rạp, sinh cơ bừng bừng. Liền như vậy một cái chi tiết, khác biệt liền rất lớn. Đồng dạng sân, đồng dạng cỏ dại, vì cái gì liền này vừa ra cùng địa phương khác không giống nhau. Bất đồng chính là cổ quái. Liền có nguyên nhân. Dương Nghị Vân xoay người hướng về nơi này đi đến. Một bước hai bước. Trong lòng nhắc mãi 90 nện bước sau, hắn tiến vào tươi tốt cỏ dại, một người rất cao. Nơi khác cỏ dại mới lớn nhất ở hắn bên hông, nơi này xác thật vượt qua hắn cái đầu. Vung tay lên thanh liên tiên hỏa đi ra ngoài. Oanh! Một đạo thanh liên tiên hỏa lúc sau, rậm rạp cỏ dại hóa thành cho tàn. Nhưng Dương Nghị Vân lại là hai tròng mắt đại lượng. Bởi vì 10 mét ở ngoài tả thiên điện xuất hiện một ngụm giếng nước. Nhìn qua là xám xịt tầm thường cục đá, mặt trên mọc đầy rêu xanh. Này thuyết minh này nước miếng giếng đến nay đều là có thủy tồn tại. Cũng khó trách nơi này cỏ dại so địa phương khác rậm rạp cao lớn. Nhưng càng là như thế liền càng nói minh, này nước miếng giếng tồn tại không bình thường. Êm đẹp nơi này đại điện cái gì đều rách nát, này khẩu cổ xưa giếng nước lại bảo lưu lại xuống dưới. Hơn nữa Dương Nghị Vân còn đang suy nghĩ, thật lâu xa trước kia cổ tu sĩ, chẳng lẽ còn muốn uống thủy. Này sợ là không có khả năng đi. Người tu chân đều có thể không ăn không uống làm được tích cốc. Tiên nhân càng là được xưng trường sinh tiên. Này tòa nội thành thực rõ ràng là không thuộc về tiên giới trình tự di tích, là càng vì xa xăm hồng hoang thời đại, cũng hoặc là thần ma sinh tồn địa phương, chẳng lẽ còn yêu cầu thủy không thành. Hoặc là đích xác yêu cầu thủy, nơi này cũng có thủy tồn tại. Nhưng này khẩu nước giếng tuyệt đối không phải giống nhau giếng cùng thủy. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân hứng thú bị gợi lên. Hay là này nước miếng giếng cất giấu ngũ sắc thần lực. Cái này Dương mẫu nhân trong lòng kích động lên, hai ba bước liền đến giếng nước trước, hướng về giếng nước bên trong nhìn lại. Ánh mắt đầu tiên nhìn lại, chỉ cho hắn một loại cảm giác, sâu thẳm, đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy, như là một cái đi thông vực sâu giếng nước. Dương Nghị Vân phóng thích tiên thức nhìn lại, lại là bị vô hình chung một cái lực lượng cách trở tiên thức lực, nhập khẩu đi xuống một thước đều không thể đi xuống, tiên thức không có hiệu quả. Cái này hắn càng tò mò lên. Này nước miếng giếng tuyệt đối không bình thường. Dương Nghị Vân đứng ở miệng giếng quan sát, mắt thường nhìn không tới bên trong tình huống, một mảnh đen nhánh, tiên thức lực bị ngăn cách. Theo sau hắn vận chuyển càn khôn chi mắt thấy đi, cái này rốt cuộc có biến hóa. Ở hắn càn khôn chi trước mắt, đầu tiên nhìn đến chính là nhập khẩu thạch tài biến hóa, xuyên thấu qua một tầng rêu xanh bụi đất, thấy được miệng giếng một vòng đều là khắc văn, hơn nữa là hoàn chỉnh khắc văn. Lại đi xem giếng. Dương Nghị Vân lại là ở mấy ngàn mét sâu độ địa phương, thấy được mơ hồ có nhàn nhạt sương mù tồn tại, là đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Hắn trong lòng vừa động lẩm bẩm, chẳng lẽ là ngũ sắc thần lực? Lần này Dương Nghị Vân trong lòng có chút kích động. Hắn phán đoán 8 phần là ngũ sắc thần lực. Bởi vì trên bản đồ ba chỗ địa phương, hắn hiện tại nơi chính là cái thứ hai địa phương. Tam tiên kim cương huynh đệ lưu lại trên bản đồ, ba chỗ không có đi qua địa phương tất nhiên có ngũ sắc thần lực. Đây là đệ nhị chỗ, hiện tại tìm được rồi này khẩu cổ quái giếng nước, thấy được bên trong 5 màu sương mù, Dương Nghị Vân kết luận bên trong chính là ngũ sắc thần lực. Dựa theo phương Đông Hạo ông trời tử cách nói, ngũ sắc thần lực chính là cái này nhan sắc. Hắn xem như vận khí không tồi. Tại đây một ngụm giếng nước tìm được rồi ngũ sắc thần lực. Chẳng qua tìm được là một chuyện, hiện tại muốn được đến lại là một chuyện khác. Thực hiển nhiên, này khẩu khắc văn gắn đầy giếng nước là có cổ quái. Muốn hạ giếng đi. Giếng nước có cái gì, hắn cũng không biết. Bất quá mặc kệ thế nào, có thể tìm được liền không tồi, đến nỗi có hay không nguy hiểm, kia đến đi xuống mới biết được.
Dương Nghị Vân quan khán trong chốc lát, ở mặt trên cũng nhìn không ra cái gì tới, quyết định hạ giếng đi. Ngũ sắc thần lực có linh tính, không đi xuống hắn đừng nghĩ được đến. Hít sâu một hơi, Dương Nghị Vân nhảy giếng. Này khẩu cổ xưa giếng nước nhìn như cùng tầm thường giếng nước lớn nhỏ giống nhau, miệng giếng đường kính cũng chính là một người dung hạ bộ dáng. Bất quá đường Dương Nghị Vân nhảy vào đi thời điểm, lại là phát hiện dần dần càng là đi xuống càng là rộng mở, thực rõ ràng là đặc thù kiến tạo một ngụm giếng nước, ánh sáng tối tăm, Dương Nghị Vân vung tay lên lòng bàn tay ngọn lửa dâng lên, chiếu sáng giếng hoàn cảnh. Hình tròn không gian, từ thượng mà xuống kéo dài mà đi càng ngày càng rộng mở. Gắn đầy khắc văn. Ở chỗ này, Dương Nghị Vân cảm nhận được một cổ năng lượng tồn tại, đích xác bất đồng với tiên nguyên lực lượng. Hắn toàn thân khiếu huyệt tự động mở ra, càn khôn tạo hóa tự chủ vận chuyển lên. Hô hấp chi gian đều thực thoải mái. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, không cảm giác được thâm nhập thâm giếng nặng nề, ngược lại ở chỗ này có loại muốn bay lên cảm giác. Hắn nhớ rõ năm đó mới vào Sơn Hải giới thời điểm, lần đầu tiên hô hấp đến thiên địa linh khí thời điểm từng có loại này thoải mái cảm giác. Lần đầu tiên tiến vào tu chân giới, phi thăng tiên giới tiến vào phi thăng chỉ thời điểm cũng là từng có bực này muốn bay lên sảng khoái cảm giác. Cũng biết, đây là lần đầu tiên tiếp xúc đến nồng hậu thả lại cao giai lực lượng thời điểm mới có cảm giác, hiện tại tới rồi này khẩu thâm trong giếng lại một lần cảm nhận được loại này sảng khoái, này thuyết minh giếng tồn tại lực lượng chính là ngũ sắc thần lực không chạy. Bất quá hắn yêu cầu chính là có linh tính ngũ sắc thần lực. Bởi vì Phương Đông Hạo ông trời tử nói qua, chỉ có được đến một tia có chứa linh tính ngũ sắc thần lực hấp thu, mới có thể đối tu vi cảnh giới tăng lên có trợ giúp. Mà hiện tại hắn hấp thu này đó có lẽ chỉ là linh tính ngũ sắc thần lực phát ra dư ba năng lượng mà thôi. Cứ việc như thế, Dương Nghị Vân Tân trong lòng cũng cao hứng. Ở chỗ này hấp thu tu luyện so với ngoại giới mau nhiều. Hắn cũng không sốt ruột trực tiếp đi xuống, cứ như vậy chậm rãi đi xuống rời đi, một bên hấp thu trong giếng năng lượng tu luyện, một bên quan sát hoàn cảnh tình huống. Rốt cuộc nơi này cổ quái, vẫn là muốn đề cao cảnh giác, nhưng đừng cống ngầm lật thuyền. Một đường chậm rãi đi xuống rơi đi, tới rồi cây số sâu thời điểm, Dương Nghị Vân hấp thu năng lượng cũng làm hắn tu vi tăng lên, cảm giác thượng lại đến một đợt là có thể bước vào tiên quân lúc đầu. Cái này làm cho hắn có chút kích động. Cảnh giới mắc mưu ngày được đến Phương Đông Hạo ông trời tử chỉ điểm, vào tiên quân chi cảnh, tu vi còn lại là vẫn là ở Hỗn Nguyên đại viên mãn, lúc này sắp đạt tới đỉnh điểm. Bất quá hắn cũng biết phá đỉnh điểm cái chắn cũng không phải dễ dàng như vậy, chung quy Hỗn Nguyên cảnh giới tiên quân là cái rất lớn đường ranh giới. Mà hiện tại hắn cũng không nóng nảy, từ từ tới đó là, có cảm giác lần này bước vào tiên quân chạy không được. Kém một cái cơ hội mà thôi. Cái này cơ hội chính là tìm được có linh tính ngũ sắc thần lực. Thâm nhập đến cây số chiều sâu lúc sau, Dương Nghị Vân cho rằng có lẽ sẽ đến đáy giếng. Nhưng không nghĩ tới hắn đi xuống nhìn lại như cũ vẫn là sâu không thấy đáy bộ dáng. Này có thể hắn nhíu mày. Bất quá càng là đi xuống năng lượng liền càng là nồng hậu, tốt xấu có này đó năng lượng hấp dẫn hắn như cũ hướng về phía dưới rơi đi. 1000m, 2000m, 3000m lúc sau, tuy rằng như cũ nhìn không tới đáy giếng. Nhưng bốn phía hoàn cảnh lại là có đại biến. Hoặc là nói là năng lượng có rất lớn biến hóa. 3000m chiều sâu thời điểm. Giếng không gian đường kính rốt cuộc thống nhất, thành vuông góc bộ dáng, đường kính đạt tới 30m, rất là to rộng. Mà năng lượng còn lại là đạt tới gần như trăng sương mù hóa trạng thái, có thể sử dụng mắt thường nhìn đến, hơn nữa là năm màu chi sắc. Tuy rằng như cũ không có phát hiện có linh tính ngũ sắc thần lực, nhưng Dương Nghị Vân lại được đến thật lớn chỗ tốt. Lúc này hắn cũng không đi có thể đi theo đuổi muốn tìm được có linh tính ngũ sắc thần lực. Mà là toàn lực bắt đầu hấp thu này đó năng lượng dùng để đánh sâu vào quan khẩu đột phá. Rốt cuộc hắn tới nơi này mục đích chính là vì đột phá tu vi, mới tìm kiếm có linh tính ngũ sắc thần lực, nhưng hiện tại này đó năng lượng đều nồng hậu tới rồi sương mù hóa trạng thái, cũng đủ chống đỡ hắn đánh sâu vào đột phá quan khẩu, cũng liền không cần thiết đi có thể cưỡng cầu có linh tính ngũ sắc thần lực, cứ như vậy hấp thu đột phá mới là chính đạo. 3000 mễ lúc sau, Dương Nghị Vân huyền phù ngừng lại. Hắn chuẩn bị bắt đầu đánh sâu vào quan khẩu, nhất cử đột phá Hỗn Nguyên đại viên mãn cái chắn, bước vào tiên quân chi cảnh, dù sao năng lượng đều vậy là đủ rồi. Huyền phù mà đứng lúc sau, Dương Nghị Vân ra tốc vận chuyển càn khôn tạo hóa công. Đại lượng giếng năng lượng bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể, lớn nhỏ chu thiên lưu chuyển lúc sau, hóa thành càn khôn chi lực, tiến vào càn khôn nói nguyên. Giờ phút này, nếu có người ngoài ở đây,
nhất định có thể nhìn đến một cái kỳ cảnh phát sinh ở Dương Nghị Vân trên người. Chỉ thấy giếng nồng hậu năm màu năng lượng, điên cuồng tiến vào Dương Nghị Vân trong cơ thể, từ toàn thân các nơi khiếu huyệt chen chúc mà nhập. Dương Nghị Vân thân thể lúc này giống như là một cái hắc động giống nhau ở hấp thu này đó năng lượng. Hóa thành một cái hắc động lốc xoáy. To rộng trong giếng năng lượng hóa thành một cái năm màu dao long giống nhau xoay quanh ở Dương Nghị Vân quanh thân, chui vào hắn trong cơ thể. Dương Nghị Vân lúc này thúc giục công nội coi, càn khôn nói nguyên trung lực lượng cơ bản viên mãn, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được nói nguyên trong vòng như là xuất hiện một bức tường giống nhau chặn hắn, kỳ thật hắn biết đây là tu vi cái chắn, là tu luyện quan khẩu. Nếu muốn đột phá đến tiên quân chi cảnh, liền phải phá tan một đổ nói nguyên trung vô hình vách tường. Đây là tu sĩ trong miệng thường xuyên nhắc tới, phá vách tường, hướng quan, cái chắn. Một bức tường chính là một tầng phía chân trời, đánh sâu vào nói nguyên nội tầng này phía chân trời, mới có thể tiến vào tiếp theo cái tu luyện thiên địa, nói nguyên sẽ liền lớn hơn nữa càng rộng lớn, đến lúc đó chính là tu vi lên núi một tầng lâu, hút lấy chứa đựng pháp lực càng nhiều, thực lực tự nhiên càng cường đại. Giờ khắc này Dương Nghị Vân bắt đầu toàn lực đánh sâu vào cái chắn quan khẩu. Oanh! Toàn bộ càn khôn nói nguyên đều vì này chấn động. Lần đầu tiên thất bại. Bất quá lại có buông lỏng. Dương Nghị Vân chứa đựng lúc sau lại đến. Ầm vang. Răng rắc. Một tiếng tựa pha lê rách nát thanh âm vang lên. Ngay sau đó toàn bộ nói nguyên rộng mở thông suốt trống trải. Đột phá. Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ. Quả nhiên có cũng đủ năng lượng phá tan quan khẩu liền không thành vấn đề. Rộng lượng năng lượng tiến vào trong cơ thể. Du tẩu chu thiên lúc sau hóa thành càn khôn chi lực, tiến vào càn khôn nói nguyên. Đến tận đây hắn từ hỗn nguyên nói tiên bước vào tiên quân lúc đầu cảnh giới, pháp lực tu vi cùng cảnh giới ngang hàng, thật thật tại tại tiên quân tu vi. Trong cơ thể lực lượng nháy mắt bạo lều, có loại cảm giác là, Dương Nghị Vân cảm thấy hiện tại hắn gặp phải tiên quân hậu kỳ là có thể một cái tát chụp chết. Lực lượng cường đại thể hội rõ ràng vô cùng. Ở đột phá trong nháy mắt. Rộng lượng năng lượng ngay lập tức chi gian tiến vào trong cơ thể chen chúc như nói nguyên. Toàn bộ nói nguyên mở rộng gấp 10 lần. Nếu nói trước kia nói nguyên pháp lực viên mãn yêu cầu một đại lưu thủy viên mãn, như vậy hiện tại còn lại là yêu cầu 10 đại lưu thủy mới có thể viên mãn. Nguyên bản viên mãn lực lượng đạt tới đỉnh điểm, hiện tại còn lại là ở nói nguyên mở rộng lúc sau, lại một lần thành trống không. Dương Nghị Vân hít hà một hơi, như thế khổng lồ không gian muốn đột phá tiến giai. Này đến yêu cầu nhiều ít thiên địa năng lượng. Tu vi cảnh giới càng là đến hậu kỳ càng là khó có thể đột phá, càng là gian nan, những lời này hiện tại xem ra không phải lời nói suông. Bất quá, cũng may hắn đang ở này khẩu thâm trong giếng, năng lượng cũng đủ khổng lồ, đủ hắn mỹ mỹ hấp thu một hồi. Xà nuốt kình giống nhau bắt đầu hấp thu thâm trong giếng năng lượng dùng để củng cố tiên quân lúc đầu tu vi. Nháy mắt, vốn dĩ mắt thường có thể thấy được năng lượng. Tại đây một khắc lấy mắt thường thấy được tốc độ ở giảm bớt. Toàn bộ thâm giếng năng lượng nguyên lai xem khởi là nồng đậm sương mù hóa trạng thái, bất quá theo Dương Nghị Vân tu luyện hấp thu, nhanh chóng giảm bớt. Cũng đã xảy ra biến hóa. Bất quá giờ phút này Dương Nghị Vân lại là không thấy được này đó biến hóa. Cũng không biết qua đi bao lâu, mỗi một khắc chờ hắn dừng lại sau, mở hai mắt lúc này mới phát hiện giếng có tân biến hóa. Mà lúc này Dương Nghị Vân còn lại là đem tu vi củng cố lúc sau, đạt tới tiên quân lúc đầu đỉnh. Này đến ích với hấp thu nơi này khổng lồ năng lượng biết, đến lúc đó làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên ngoài ý muốn chính là, phía trước như vậy nhiều năng lượng cư nhiên toàn bộ bị hắn hấp thu, kia chính là phi thường khổng lồ năng lượng. Hiện tại mở to mắt vừa thấy, một tia đều không còn. Cái này làm cho hắn càng thêm giật mình, hiện tại tu vi đề cao lúc sau. Lần sau ở đi tăng lên yêu cầu năng lượng càng nhiều. Tiên quân lúc sau tu luyện, còn không đơn giản là yêu cầu năng lượng đơn giản như vậy, còn cần đối đại đạo hiểu được, cũng chính là cảnh giới thượng lĩnh ngộ. Đây cũng là mỗi một cái người tu tiên nhất định phải đi qua chi lộ, chẳng qua Dương Nghị Vân biết hắn hấp thu tăng lên năng lượng sẽ là cùng cảnh giới người chung mấy lần thậm chí càng nhiều. Nói cách khác hắn muốn tăng lên một lần, so người khác càng thêm gian nan. Bất quá mặt khác, đây cũng là hắn ưu thế. Bởi vì căn cơ so người khác đại, tương ứng thực lực liền cường đại, đây cũng là vì cái gì hắn có thể vượt cấp chiến đấu nguyên nhân. Tóm lại lần này hắn là kiếm được, tu vi thật đánh thật đạt tới tiên quân lúc đầu đỉnh. Cuối cùng là tiến vào mại hướng cao thủ ngạch cửa chung. Từ nay về sau hắn liền có đi hướng cường giả hàng ngũ tư cách.
cảm thụ một chút chính mình hiện tại tu vi, đích xác cùng hỗn nguyên chi cảnh là có rất lớn bất đồng. Tuy rằng là kém một cái cảnh giới, nhưng sở mang đến lực lượng biến hóa còn lại là chân chính khác nhau như trời với đất. Pháp lực cường đại gấp 10 lần, nguyên thần lực lượng tự nhiên cũng cường đại gấp 10 lần. Nếu hiện tại làm hắn ngự kiếm, hắn có thể từ trăm mét vượt qua cây số đi. Lần này tu luyện sở mang đến biến hóa là vô cùng lộ rõ. Dù sao cũng phải tới nói biến hóa thật lớn. Từ giờ khắc này khí, Dương Nghị Vân cảm giác thượng giống như là đột nhiên nhanh trí giống nhau, dĩ vãng rất nhiều tu luyện phương diện sự đều có manh mối. Nhất rõ ràng tỉ như pháp tắc lực lượng. Cho tới nay hắn kỳ thật có là mơ hồ, lúc trước lão nhân cũng chỉ là cho hắn đơn giản giảng giải quá, những người khác cũng không có nói được rất rõ ràng. Hiện tại hắn minh bạch, không phải người khác nói không rõ, mà chân chính pháp tắc, là yêu cầu chính mình lĩnh ngộ. Chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền. Thiên địa pháp tắc, chân chính pháp lực là lực lượng, khá vậy không phải lực lượng, là tồn tại, xem lại thấy không rõ sở không được. Đây là Dương Nghị Vân giờ khắc này hiểu được, chẳng qua chỉ là có như vậy một ý niệm, hoặc là nói khái niệm. Dù sao thiên địa pháp tắc cao hơn pháp lực thiên địa năng lực, lại cùng pháp lực hỗ trợ lẫn nhau. Chuyện này muốn đi tìm hiểu, cưỡng cầu không được. Cũng may hắn hiện tại có phương hướng, chờ ngày sau chậm rãi lại lĩnh ngộ đi. Luôn là có thể tìm được biện pháp, đương nhiên cũng có thể đi dò hỏi người khác, làm một ít tham khảo. Hắn nghĩ chờ từ nơi này sau khi ra ngoài, liền đi tìm Phương Đông Hạo ông trời tử hỏi một chút. Vị nào phong hào tiên đế tất nhiên có thể chỉ điểm hắn. Đêm này đó ý niệm thu hồi sau, Dương Nghị Vân nhìn về phía dưới. Hiện tại hắn tiến vào nơi này mục đích đã đạt tới hoàn thành, tìm không ra có linh tính ngũ sắc thần lực đã không sao cả, có phải hay không muốn xuống chút nữa đi đến nhìn xem, với hắn mà nói là cái lựa chọn. Đi thôi, tu vi đột phá mục đích đạt tới, cũng có thể xuống chút nữa thâm nhập mà đi, sẽ có nguy hiểm tồn tại. Không đi thôi, có cảm giác có điểm không cam lòng. Rốt cuộc đều xuống dưới. Ngẫm lại Dương Nghị Vân liền làm ra quyết định, tiếp tục đi xuống dưới. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là hắn hấp thu này đó khổng lồ năng lượng là nơi nào tới. Dương Nghị Vân nghĩ đến tất nhiên là từ thâm giếng nông nỗi chuyển đến, không còn hắn chỗ. Nói cách khác ở cái này thâm giếng nông nỗi nhất định có cái gì thiên tài địa bảo tồn tại. Sẽ là cái gì? Là trong truyền thuyết có linh tính ngũ sắc thần lực sao? Mặc kệ có phải hay không, Dương Nghị Vân kết luận thâm đáy giếng bộ tất nhiên có cái gì tồn tại. Cân nhắc một phen hắn tiếp tục đi xuống rơi đi. Tới cũng tới rồi, cũng được đến rất tốt chỗ, tu vi đột phá, nếu là cứ như vậy đi rồi chẳng phải là tiếc nuối. Mặc kệ có hay không nguy hiểm đều hẳn là đi xuống nhìn kỹ hãng nói. 4.000 mễ, 5.000 mễ, 6.000 mễ. Vẫn luôn đi xuống mà rơi. Dương Nghị Vân không nghĩ tới này khẩu giếng thế nhưng như thế thâm, đều thâm nhập 6.000 nhiều mễ còn không có nhìn đến cái đáy, phía dưới như cũ đen nhánh một mảnh. Như thế quỷ dị, ngược lại làm hắn trong lòng càng thêm tò mò, thâm giếng nông nỗi rốt cuộc có cái gì, thông hướng phương nào. Hiện tại toàn bộ thâm giếng cảm thụ không đến năng lượng tồn tại, toàn bộ bị hắn cấp hấp thu hầu như không còn. Tiếp tục rơi đi, thẳng đến 9.900 mễ thời điểm, Dương Nghị Vân rốt cuộc thấy được biến hóa. Hoặc là nói thấy được nông nỗi. Không nhiều không ít, từ mặt đất tính khởi vừa lúc 1 vạn mễ. Đủ thâm. Nhưng là ở nhìn đến cái đáy hoàn cảnh sau, Dương Nghị Vân lại là cả người chấn động. Hắn vốn dĩ cho rằng thâm đáy giếng bộ sẽ là nước giếng gì đó hoàn cảnh, lại là không nghĩ tới là một tòa tế đàn. Cách trăm mét nhìn lại, này tòa tế đàn cùng hắn dĩ vãng chứng kiến tế đàn đều bất đồng. Là một tòa Ai Cập kim tự tháp hình dạng tế đàn. Mặt trên khắc văn gắn đầy, ở đứng đầu địa phương có một môn hộ. Phi thường thật lớn một tòa tế đàn, từ trên cao nhìn xuống đi xuống. Tế đàn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cái đáy chiếm cứ ước 300 mễ, một tầng tầng thu nhỏ lại tới rồi đỉnh chóp thời điểm, đỉnh chóp có cái 30 mét tiểu ngôi cao thượng có cái tiểu môn hộ. Hẳn là có thể tiến vào tế đàn môn hộ. Sở dĩ nói là tế đàn, là bởi vì Dương Nghị Vân nhìn đến có trước kia gặp qua những cái đó nếu tồn tại khắc văn, tuy rằng không phải giống nhau như đúc nhưng thực cùng loại, hắn liền cho rằng là tế đàn. Bất quá cũng là loại cảm giác này. Có lẽ còn sẽ là một tòa phần mộ cũng nói không chừng. Bởi vì cực kỳ giống một tòa Ai Cập kim tự tháp tạo hình. Đáp xuống, Dương Nghị Vân đứng ở tháp đỉnh, nhìn càng có 3 mét khoan cao nguyệt 9 mét môn hộ, có chút nhíu mày.
bởi vì cái này môn hộ là giống hầm giống nhau, dừng ở tháp đỉnh, cũng chính là sẽ thẳng tắp đao thông đi xuống. Kiến tạo tài liệu nhưng thật ra có chút đặc biệt, như là cục đá tài chất nhưng lại không giống, nói ngươi không lên, dù sao Dương Nghị Vân chưa thấy qua. Mà môn hộ sơn có từng điều thật lớn khắc văn, nhìn qua thực cổ quái, cho Dương Nghị Vân một loại quỷ dị cảm giác. Có chút do dự, muốn hay không mở ra này phiến môn. Hoặc là nói, đi đụng chạm một chút thử xem. Tới rồi nơi này lúc sau phi thường đen nhánh yên tĩnh, Dương Nghị Vân lòng bàn tay có ngọn lửa chiếu sáng lên, như cũ cảm giác âm chắc chắc. Đối mặt này phiến môn hộ hắn chung quy một đạo lực lượng đánh vào mặt trên. Oanh! Một tiếng nặng nề lúc sau, ngay sau đó quang mang đại lượng. Lại là cả tòa tháp thân như là bậc lửa cây đuốc giống nhau, từng đạo khắc văn phát ra lấp lánh ngân quang. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân nhìn đến cả tòa tháp cư nhiên biến thành bạch ngọc nhan sắc cư nhiên có chút thần thánh lên. Mà liền ở hắn ngây người công phu, môn hộ bùng nổ bóng loáng, oanh một chút mở ra, càng vốn là không có bất luận cái gì phản ứng, hắn đã bị một cổ thật lớn hút xả chi lực hút xả đi vào. Trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy bốn phía không gian đều ở xoay tròn, hơn nữa thân thể hắn là ở hướng tương phản rơi xuống cảm giác. Cũng phát không ra người bất luận cái gì lực lượng tới ổn định thân thể. Không hề pháp kháng. Hút xả nơi vượt quá hắn tưởng tượng thật lớn. Cái gì đều làm không được, chỉ có thể tùy ý chi. Cũng may loại này xoay tròn liên tục không bao lâu, hắn liền cảm giác thân thể bỗng nhiên dừng ở cứng rắn vật thật thượng. Chạm vào. A, T. Tuy là hắn thân thể cường đại, nhưng lần này cũng là bị quăng ngã không nhẹ, cảm giác cả người đều tan thành từng mảnh giống nhau. Làm hắn đảo hút khí lạnh. Chờ phục hồi tinh thần lại vừa thấy. Lại là hoàn cảnh cùng phía trước đại không giống nhau, vừa mở mắt sáng ngời vô cùng, không có một chút đen nhánh. Nhưng là hắn phát hiện, chính mình tựa hồ rơi xuống ở một tòa bạch ngọc đại điện chung, trách không được nơi nơi đều sáng ngời vô cùng. Đương nhiên tài chất tuyệt đối không phải bạch ngọc, thực khắc văn tồn tại. Nhìn qua nơi này chính là tháp nội. Bởi vì ngẩng đầu nhìn lại, vì thế hướng lên trên không gian càng nhỏ, thành dần dần thu nhỏ lại tầng tầng mà thượng bộ dáng. Hắn từ phía trên rơi xuống tới, hoặc là nói là bị nào đó hút xả lực lượng trực tiếp lôi kéo xuống dưới thẳng tắp rơi xuống tới rồi tháp nội địa bước không gian chung. Hình vuông tháp nội không gian, Dương Nghị Vân thấy được có hai điều từ trên xuống dưới thô tráng khắc văn, vẫn luôn kéo dài tới rồi cái này không gian trung ương. Theo hai điều thật lớn khắc văn nhìn về phía trung ương, Dương Nghị Vân thấy được hai tòa một mét cao, thu nhỏ lại bản hình thoi tháp. Trong tháp có tháp, nhưng thật ra kỳ lạ. Liền ở Dương Nghị Vân đại lượng thời điểm, trống trải không gian vang lên một cái và chói tai thanh âm. Cạc cạc cạc, trăm vạn năm lâu, rốt cuộc chờ tới một cái tu thần tiểu gia hỏa, oa ha ha ha. Chói tai, nghe làm Dương Nghị Vân lông tơ đứng chổng ngược. Lại là cũng phát hiện thanh âm ngọn nguồn, tựa hồ đúng là từ trung ương hai tòa tiểu trong tháp trong đó một tòa tháp nội phát ra. Ngay sau đó có một thanh âm vang lên. Oa, trăm vạn năm, rốt cuộc chờ đã có người vào được. Ta hảo đáng thương a, oa o o o. Cùng cường giả hoàn toàn tương phản, cường giả thanh âm cười to. Người sau lại là khóc lớn. Dương Nghị Vân bị này hai thanh âm cấp lộng mao. Đây là cái quỷ gì? Thình lình nhớ tới, cho dù là hắn cũng khiếp sợ. Hướng về phía trước nhìn lại, chính là hai tòa một mét có thừa tiểu tháp truyền ra tới thanh âm, bởi vì toàn bộ không gian đều là trống trải, chỉ cần này hai tòa tiểu tháp tồn tại. Quả thật có cái gì sinh linh tồn tại với trong đó. Dương Nghị Vân xem qua đi cái gì cũng chưa nhìn đến, nhưng là nghe thanh âm đối phương lại là có thể nhìn đến hắn, cho nên hắn mới bị dọa nhảy dựng. Ai, ai đang nói chuyện, Dương Nghị Vân đánh bạo giống lên một tiếng. Cũng không phải nói hắn nhát gan, mà là nơi này hoàn cảnh chú định, có thể xuất hiện ở chỗ này sinh linh tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Đầu tiên là hỗn loạn nội thành nơi, trong truyền thuyết thiên giới lưu lại địa phương. Hồng hoang thời đại thành trì, mà hiện tại hắn vị trí nơi càng là một chỗ thần bí quỷ dị nơi. Ai có thể nghĩ đến, ở bên trong thành nào đó phế tích sân một góc, sẽ có một ngụm giếng nước. Đương nhiên giếng nước tồn tại tựa hồ cũng không kỳ quái, kỳ quái chỗ là này nước miếng giếng phía dưới, sẽ có ngũ sắc thần lực, sẽ ở thâm nhập ngầm vạn mét địa phương tồn tại một tòa thật lớn cổ quái tháp, hơn nữa là trong tháp tháp. Hiện tại đâu? Cái này trong tháp tháp, cư nhiên có hai cái một nam một nữ. Cười vừa khóc thanh âm truyền ra tới. Đủ loại đều là cổ quái. Dương Nghị Vân có chút phát mao cũng đúng là bình thường.
Kỳ thật nói đến cùng, để cho hắn phát mao chính là này hai cái bệnh tâm thần nói ra nói. Nói, trăm vạn năm, rốt cuộc có người tiến vào. Rất đơn giản một câu, trọng điểm lại ở thời gian thượng. Trăm vạn năm, này mẹ nó khủng bố. Có thể sống trăm vạn năm sinh linh, không phải yêu liền ma, dù sao không phải người. Hơn nữa là các loại nhân tài kiệt xuất. Nghĩ lại vừa rồi ở mặt trên, hắn đụng vào một chút đại môn, ngay sau đó liền không hề sức phản kháng bị hút xả tiến vào tình huống, đều đủ để chứng minh rồi cùng này hai thanh âm thoát không được can hệ. Mấu chốt là Dương Nghị Vân không biết bọn họ sâu cạn a. Hoàn toàn cảm thụ không đến có bất luận cái gì hơi thở tồn tại, liền mắt thường có thể nhìn đến hai tòa một mét cao điểm tiểu tháp. Liền ở hắn hỏi ra lời nói sau. Thực mau liền có đáp lại. Có chút tà ác giọng nam vang lên, oa ha ha, tiểu gia hỏa, nhanh lên lại đây, phóng chúng ta đi ra ngoài. Trong giọng nói tràn ngập gấp không chờ nổi. Cũng tràn ngập một cổ tử không dung phản bác bá đạo. Nghe đến đó Dương Nghị Vân tức khắc có chút khó chịu nói, các ngươi. Ở tước tiểu trong tháp mặt. Đúng vậy, tiểu gia hỏa mau mau phóng chúng ta đi ra ngoài, này hai tòa tháp ngầm có thần thạch, ngươi thả rời đi tiểu tháp là có thể được đến thần thạch. Nhanh lên đi, đáng thương chúng ta đi, ô ô ô. Lần này nói chuyện chính là cái giọng nữ, giọng nói toàn bộ quá trình đều mang theo khóc nức nở, nghe vào Dương Nghị Vân trong tai tâm phiền ý loạn. Bất quá Dương Nghị Vân giờ phút này lại là cảm giác không thích hợp. Nghe tới bọn họ là bị người nào trấn áp ở tiểu trong tháp. Đến nỗi thần thạch, ha ha, tuy rằng là lần đầu tiên nghe nói thần thạch, nhưng Dương Nghị Vân lại không khó lý giải, bởi vì hắn tu luyện thần đạo. Tự nhiên biết tiên giới có tiên thạch, tu thần đạo chính là thần giới tự nhiên sẽ có thần thạch. Chẳng qua tồn tại chưa thấy qua thần thạch, đây cũng là lần đầu tiên nghe được thần thạch nói đến. Nhưng ngay sau đó hắn lại tin tưởng có thần thạch, bởi vì hắn liên tưởng đến ngũ sắc thần lực. Ngũ sắc thần lực có thể hay không chính là thần thạch chung phát ra. Cho nên toàn bộ thâm trong giếng 3.000 mễ nơi có như vậy nồng đậm năng lượng. Rất lớn dụ hoặc bãi ở trước mặt hắn. Nhưng Dương Nghị Vân không phải tay mơ. Càng là cực đại dụ hoặc liền càng là có đại nguy hiểm. Hai người kia hiện tại có thể xác định ở tiểu trong tháp ra không được, là bị người trấn áp hoặc là phong ấn tại bên trong. Làm hắn lại dọn khai tiểu tháp. Kỳ thật dễ dàng như vậy. Lại nói Dương Nghị Vân cũng không phải ngốc tử không phải. Trong lòng hồi tưởng này hai thanh âm nói chuyện, hắn lại nhớ tới một câu, ban đầu cái kia cười to giọng nam nói một câu nói. Rốt cuộc chờ tới một cái tu thần tiểu gia hỏa. Những lời này hiện tại nghĩ đến, đối với Dương Nghị Vân tới nói vô tình với thạch phá kinh thiên, đất bằng khởi sấm sét. Bởi vì toàn bộ tiên giới, bao gồm hắn sư phụ trời cao tà cũng không biết hắn tu luyện chính là thần đạo công pháp. Tu thần đạo là lúc trước lão nhân rời khỏi sau, Càn Khôn Chi Linh nói cho hắn. Nói cách khác ở tiên giới hiện tại chỉ có chính hắn biết hắn là cái tu thần đạo tu sĩ. Nhưng mà cười to nói mạnh miệng thần linh, một mở miệng câu đầu tiên liền nói phá hắn chi tiết. Há có thể không thể làm Dương Nghị Vân trong lòng cảnh giác. Như thế hắn càng không dám qua đi rời đi tiểu tháp. Hoặc là nói không biết rõ ràng tình huống phía trước đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không động một chút tiểu hai tòa tiểu tháp. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng cũng có chỗ tốt là, hai cái cổ quái gia hỏa là bị trấn áp ở tiểu tháp trong vòng ra không được. Cho nên Dương Nghị Vân cho rằng tạm thời chính mình là nguy hiểm. Cũng cho nên hắn trong lòng chính vài phần. Trong óc vừa chuyển động, mở miệng hỏi, muốn cho ta tha các ngươi ra tới, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã lại nói cái khác sự. Lời này lạc bế. Bực xấu hổ giận dữ thanh âm vang lên, tiểu gia hỏa ngươi ở tìm chết biết sao. Nói chuyện lại là giọng nam. Đương gia, ngươi phát cái gì giận a? Nói cho tiểu gia hỏa cũng không sao, dù sao hắn tiến vào nơi này sau. Cũng ra không được, trừ phi phóng chúng ta ra tới, nếu không hắn cũng đem bị giam giữ ở phong thần trong tháp, bằng hắn điểm này điểm tu vi, cả đời cũng đừng nghĩ phá tháp mà ra đi, ô ô ô, ta như thế nào như vậy mệnh khổ a, ô ô, nói chuyện chung nữ có khóc thượng. Nhưng này một phen lời nói nghe vào Dương Nghị Vân trong tai quả thực, nghe ý tứ chính mình đều ra không được. Nơi này là cái gì phong thần tháp? Trong lòng căng thẳng, Dương Nghị Vân bất chấp bọn họ. Lập tức nhảy dựng lên liền tưởng bay vọt đi lên. Ầm vang. A phốc. Không nghĩ tới hắn bay vọt lên 100 mét lúc sau, vô hình chung một đạo cường đại lực lượng trực tiếp đánh ở trên người hắn, giống như là bị một tòa cự thạch nện ở trên người, một chút đem hắn tạp hạ xuống. Hung hăng dừng ở,
hét thảm một tiếng phun ra một ngụm lão huyết tới. Nửa ngày Dương Nghị Vân toàn thân đều cảm giác chết lặng, vừa động đều không động đậy. Là cái gì lực lượng tập kích hắn, hắn đều không có nhận thấy được, nhưng là Dương Nghị Vân biết bực này lực lượng lại đến hai hạ hắn sẽ quải rớt. Quỳ dạp trên mặt đất thống khổ rên, ngâm hết sức, trong tai vang lên diễn ngược tiếng động, oa ha ha, tiểu gia hỏa đừng tìm chết, nơi này là thần văn trận pháp, nếu không phải năm tháng sói mòn, thần văn lực lượng tan đi còn thừa không đủ một phần ngàn, tiểu tử ngươi đã sớm thành cho tàn, toàn thắng thời kỳ thần trận chi lực, liền tính là thần nhân vậy một chút có thể chém thành cho tàn, ngươi cái này tiểu gia hỏa, ha ha, tiến vào lúc sau cũng đừng phản kháng, nghĩ ra đi chỉ có một cái lộ, đó chính là trợ giúp chúng ta đi ra ngoài. Đến lúc đó tiểu tử ngươi chính mình có thể đi ra ngoài. Kỳ thật nói cho tiểu tử ngươi cũng không có gì, chúng ta chính là hồng hoang thần ma, là thánh kiếm giả, ta vì phong thánh, ta phu nhân vì vân thánh, phong vân kiếm đạo thánh nhân, tu chính là kiếm đạo, nhưng lại là bởi vì chém giết ngộ sát người nào đó, đã bị hủy diệt thần thể, phong ấn thần hồn trấn áp ở nơi đây, thừa nhận thần văn trận không ngừng ti a tấn, trường tới rồi trăm vạn năm lâu. Chỉ tiếc a. Chúng ta thần hồn đã sớm như thánh kiếm nói, càng là trời sinh kiếm bôi thần hồn, kỳ thật như vậy hảo diệt. Thiên không dứt cũng, vô tận năm tháng trung thiên địa đại kiếp nạn hồng hoang phân liệt, diễn biến tam giới mà ra, chúng ta như cũ bị nhốt ở chỗ này, xa xăm năm tháng trung cũng không phải không có người tiến vào quá. Chỉ tiếc, này nước miếng trong giếng gắn đầy thần văn chi lực, càng có ngũ sắc thần lực tồn tại, không phải thu thần đạo giả, căn bản là hạ không tới, đều sẽ bị cường đại thần văn thần lực treo cổ. Tiểu tử ngươi có thể xuống dưới, thật sự cũng là ý trời như thế, năm tháng sói mòn, thần văn thần lực vốn là song không tồn một, hơn nữa ngươi cư nhiên là cái tu thần đạo, như thế mới có thể xuống dưới, đến phong thần tháp, đúng rồi, ở môn hộ ra ngươi kích phát thần văn cũng là chúng ta vợ chồng dùng tới thần lực lôi kéo ngươi tiến vào, nếu không tiểu tử ngươi còn vào không được. Hiện tại bãi ở ngươi trước mặt chỉ có một cái lộ, dùng ngươi tinh huyết cùng miễn cưỡng nhưng dùng ngụy thần lực trợ giúp chúng ta phá phong ấn. Đến lúc đó tiểu tử ngươi tự nhiên có thể từ phong thần tháp đi ra ngoài, nếu không ngươi đem vĩnh sinh bị nhốt ở chỗ này, hơn nữa ngươi nếu là không phối hợp chúng ta vợ chồng tuy rằng bị trấn áp tại đây, chính là diệt sát ngươi lại là dễ như trở bàn tay, thế nào tiểu tử lúc này đã hiểu đi. Ngươi thả yên tâm, ta phu nhân có ngôn, chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta phá phong ấn, hai cái phong hồn tháp nội có cường đại thần thạch đến lúc đó tự nhiên cho ngươi lưu trữ, hiện tại mau mau lại đây. Dùng ngươi tinh huyết hiến tế tiểu phong hồn tháp, toàn lực thúc giục ngươi ngụy thần hồn, chúng ta vợ chồng hai người bên trong pháp lực, tự nhiên bài trừ phong ấn. Dương Nghị Vân nghe sau này cái gì chó má phong vân thánh nhân nói chuyện, trong lúc nhất thời mục trừng trợn mắt há hốc mồm. Dùng hắn tinh huyết cùng ngụy thần lực, trợ giúp bọn họ vợ chồng phá phong ấn mà trừ. Ha ha, gảy bàn tính tìm lầm đối tượng. Dương Nghị Vân trong lòng cười lạnh lên. Hai cái sắp dầu hết đèn tắt chó má phong vân kiếm đạo thần nhân mà thôi, hảo không biết xấu hổ, còn tự xưng thánh nhân, ta phi. Mẹ nó thật đương tiểu ra ta là ngốc tử đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liền ở Dương Nghị Vân trong lòng mắng chung, mang theo khóc nức nở giọng nữ, thúc giục lên. Tiểu gia hỏa nhanh lên tiến lên đây ô ô, ta hảo đáng thương oa. Thanh âm này lọt vào tai thật sự là làm Dương Nghị Vân tâm phiền ý loạn. Hận không thể một trưởng chụp chết nàng. Nổi giận gầm lên một tiếng, người mẹ nó cấp tiểu ra câm miệng. Giữa sân không khí nháy mắt đọng lại. Có lẽ hai cái phong vân thánh kiếm giả, trước nay không nghĩ tới có người dám làm cho bọn họ câm miệng đi. Lại hoặc là bọn họ vợ chồng không nghĩ tới, một cái ở bọn họ trong mắt con kiến đều không tính là nhóc con, sẽ giống bọn họ. Ngắn ngủi bình tĩnh lúc sau. A, à, người cái nho nhỏ con kiến dám làm càn. Ô ô, bổn thánh sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Này đối vợ chồng bạo nộ dựng lên, đối Dương Nghị Vân bắt đầu rồi các loại uy hát yêu ta mắng thanh. Mà Dương mẫu nhân đâu, liền đứng ở một đôi tiểu tháp đối diện, cười ngâm ngâm nghe. Hắn xác định địa điểm chọc giận hai cái đại thánh giác ngộ, ngược lại mang theo diễn ngược. Này không phải hắn tự đại, mà là. Dương mẫu nhân vừa mới có tự tin. Cái này tự tin nơi phát ra có hai cái phương diện. Đệ nhất. Hắn trừ bỏ ngay từ đầu đến nơi đây sau hoảng loạn, ngay sau đó ổn định tâm thần ý nghĩ sau, nghĩ thông suốt nhìn thấu một vấn đề này chính là này hai cái gì chó má phong vân thánh kiếm giả, căn bản liền ở hù dọa hắn. Hai cái bị người trấn áp ở sửa sang lại trăm vạn năm người, đều đã là tàn hồn trạng thái, dầu hết đèn tắt hóa, nếu là thực sự có năng lực đã sớm đi ra ngoài,
há có thể bị trấn áp tại đây. Nói nữa, bọn họ nếu là thực sự có thủ đoạn, lúc này đã sớm đối hắn động thủ, mà không phải giống như bây giờ người đàn bà đanh đá chửi đồng. Cho nên ở Dương Nghị Vân xem ra chính là hai cái hổ giấy mà thôi. Không có gì sợ quá. Liền tính như bọn họ vừa rồi lời nói, bọn họ bị trấn áp phong ấn tại tiểu trong tháp, cũng như cũng có năng lực đối phó chính mình, Dương Nghị Vân cũng không sợ. Bởi vì ở vừa mới, hắn cánh tay trái có dị thường. Đây là cái thứ hai làm hắn có nắm chắc nguyên nhân. Trên cánh tay trái có cái gì? Tự nhiên là càn khôn hồ. Vừa rồi càn khôn hồ nóng lên lên, loại cảm giác này Dương Nghị Vân quá quen thuộc. Như cũ thật lâu không có cảm thụ càn khôn hồ có loại cảm giác này, liền ở vừa rồi cư nhiên nóng lên mà động. Càn khôn hồ nóng lên chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đụng phải đối nó có trợ giúp lực lượng, muốn cắn nuốt bực này lực lượng. Đến nỗi lực lượng nơi phát ra, không hề nghi ngờ chính là trước mắt một đôi phong thần tiểu tháp. Bất quá là tiểu tháp bản thân, vẫn là nói tiểu tháp nội bị trấn áp phong vân thánh kiếm giả, Dương Nghị Vân không thể hiểu hết. Nhưng lại không sao cả, hai người đều giống nhau, chỉ cần càn khôn hồ cắn nuốt bọn họ, hết thảy đều vạn sự đại cát. Cho nên Dương Nghị Vân không có sợ hãi, tùy ý hai người ở mắng uy hát yêu ta. Bởi vì hắn rõ ràng càn khôn hồ đối cao giai lực lượng tham lam cùng càn khôn hồ cắn nuốt khủng bố. Hai cái tàn hồn mà thôi, có lẽ cấp càn khôn hồ đương điểm tâm cũng không tồi. Một lát sau, Dương Nghị Vân rốt cuộc nghe đủ, hoặc là nói càn khôn hồ đã có loại gấp không chờ nổi cảm giác, hắn cánh tay trái đều run rẩy, khát vọng hướng về hai tòa tiểu tháp mà đi. Càn khôn hồ cũng nên thăng cấp. Dương Nghị Vân trong lòng nhắc mãi một tiếng. Hắn nội tâm cũng áp chế không được kích động. Nếu càn khôn hồ lần này cắn nuốt hai tòa tiểu tháp lực lượng, thượng một lần đại chiến hắn hao tổn ngũ lôi tím thụ có lẽ là có thể bổ sung trở về, càng thêm có thể lại tiến thêm một bước. Sinh mệnh chi thủy, linh đào thụ từ từ, toàn bộ càn khôn hồ sẽ phát sinh biến hóa, có lẽ sẽ xuất hiện một khác chỉ trí bảo cũng chưa chắc không có khả năng. Còn có chính là, một khi càn khôn hồ thăng cấp, có lẽ tạp mao điểu là có thể thức tỉnh lại đây. Thói quen tạp mao điểu mỗi ngày ở bên tai lải nhải, hiện tại tạp mao điểu vì liền tuyết hương mà lâm vào ngủ say, hắn thật là có điểm không thói quen. Mặt khác hắn bước vào tiên quân chi cảnh, sở tiếp xúc đến địch nhân cũng càng ngày càng cường đại, bên người luôn là yêu cầu một người cho hắn ra chủ ý, được thêm kiến thức gì đó, nếu là tạp mao điểu có thể tỉnh lại, kia thật đúng là chuyện tốt. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân khóe miệng một liệt bỗng nhiên bạo giống, đừng ồn ào. Ầm vang. Một tiếng lạc bế, hắn đối với hai cái tiểu tháp cách không một trường. Nổ vang qua đi, hai cái gọi là phong vân kiếm thánh, tức khắc không có tiếng động. Bất quá, hắn một trường đánh ra đi, hai tòa tiểu tháp không hề cảm giác, thật giống như đánh vào không khí thượng giống nhau, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đây cũng là Dương Nghị Vân muốn thử xem hai tòa tiểu tháp có thể hay không có cái gì phản phệ chi lực. Kết quả chứng minh không có bất luận cái gì phản phệ lực lượng. Nhưng là phong vân kiếm thánh vợ chồng lại là bị dọa tới rồi. Quả thật hai người đối Dương Nghị Vân chính là ở vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhưng hiện tại bọn họ phát hiện, tựa hồ tiểu tử này cũng không tốt lừa. Tức khắc giận dữ, tiểu tử ngươi là đang ép chúng ta giết ngươi. Lăn, giết ta, các ngươi hai cái tàn hồn sợ là còn làm không được, tiểu gia cũng cho các ngươi được thêm kiến thức, chờ, thực mau tiểu gia ta liền tha các ngươi ra tới. Dương Nghị Vân một bên mắng, một bên trực tiếp nghĩ hai tòa tiểu tháp đi đến. Giờ khắc này phong vân kiếm thánh vợ chồng ngược lại cảm giác có chút không thích hợp. Tiểu tử này, rõ ràng mắng bọn họ, tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng lúc này có chủ động đến gần rồi đi lên, là cái tình huống như thế nào? Vốn dĩ đi, bọn họ vợ chồng mục thực minh xác, lừa Dương Nghị Vân hơn 1000 tới, dùng Dương Nghị Vân tinh huyết cùng ngụy thần lực cấp tới tiểu tháp, hắn tự nhiên là có thể phá phong ấn mà ra, đến lúc đó Dương Nghị Vân tự nhiên là tử lộ một cái, tương đương là bị hiến tế mà thôi. Nhưng vừa rồi xem tiểu tử này mắng bọn họ, tựa hồ cũng không ngốc không phải như vậy hảo lừa, nhưng hiện tại lại chủ động tiến lên đây, cái này làm cho phong vân kiếm thánh vợ chồng có chút không tìm đầu óc, không biết Dương Nghị Vân đây là có ý tứ gì. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là muốn giúp bọn hắn? Không giống a, đoán không ra có Dương Nghị Vân tâm tư, vợ chồng hai người cũng mặc kệ, dù sao ở bọn họ xem ra, Dương Nghị Vân chính là một cái tiểu con kiến, chỉ cần hắn tiến lên đây tiếp xúc đến tiểu tháp. Đối bọn họ vợ chồng tới nói như vậy đủ rồi, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn hút khô Dương Nghị Vân tinh huyết, đến lúc đó tự nhiên có thể phá phong ấn mà ra.
ẩn ẩn có chờ mong, nhìn Dương Nghị Vân đi bước một tiến lên mà đến. Đến nỗi Dương Nghị Vân, lúc này cũng là cười lạnh, hắn không cần đi suy xét bất luận vấn đề gì, ở Càn Khôn Hồ cắn nuốt hạ, hắn tin tưởng bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy, đồng dạng hắn chỉ cần cánh tay trái đến tiểu tháp thượng, liền vạn sự đại cát. Hết thảy giao cho Càn Khôn Hồ hắn đều không cần đi quản. Đảo mắt chỉ thấy Dương Nghị Vân tới rồi tiểu tháp trước. Một đôi tiểu tháp phía trước, Dương Nghị Vân vươn tay trái mà đi. Hai tòa tiểu tháp là liên tiếp ở bên nhau, chỉ cần tay đặt ở bất luận cái gì một tòa thượng đều chỉ là có thể. Oanh! Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là hắn tay trái hướng về bên trái tiểu tháp phóng đi, lại là không nghĩ tới cánh tay trái Càn Khôn Hồ đồ án bỗng nhiên kim quang đại tác dựng lên, căn bản là xuống dốc đi lên, mà là tay trái phòng ở hai tòa tiểu trong tháp ương vị trí. Tại hạ một khắc bắt đầu bùng nổ kim quang, nháy mắt hình thành một cái kim sắc màn hào quang, đem hai tòa tiểu tháp hoàn toàn bao phủ đi vào. Ngay sau đó Dương Nghị Vân liền cảm nhận được tới hai cổ cường đại lực lượng tiến vào Càn Khôn Hồ. Ngay sau đó hoảng sợ vô cùng thanh âm cũng trước sau vang lên. Tiểu tử ngươi làm gì? Oa ô ô, sao lại thế này, tiểu tử này làm cái gì, tiểu tháp trong vòng lực lượng ở nhanh chóng sói mòn, chúng ta thần hồn lực lượng cũng ở sói mòn. Tiểu tử này ở cắn nuốt chúng ta lực lượng. Tiểu tử mau dừng lại. Phong Vân Kiếm Thánh vợ chồng hoảng sợ hét lên lên. Bọn họ đi phản lại là căn bản là vô lực phản kháng. Giờ khắc này Dương Nghị Vân ngược lại như là một cái người ngoài cuộc giống nhau, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn nhếch miệng cười nói, hắc hắc các người vợ chồng không phải được xưng kiếm thánh giả sao, nhưng thật ra phản kháng a còn tưởng lừa gạt tiểu gia huyết tế phong ấn tháp, sợ là chờ tiểu gia huyết tế lúc sau cũng không sống được đi. Đáng tiếc a, các ngươi đánh sai bàn tính rồi, tiểu gia ta trên người có rất nhiều thủ đoạn thu thập các ngươi, chờ hút khô hai tòa phong ấn tiểu tháp, hút khô các ngươi thần hồn, đến lúc đó này cái gì chó má thần văn trận pháp tự nhiên sẽ phá vỡ, tiểu gia ta là có thể đi ra ngoài. Mà các ngươi chuẩn bị tan thành mây khói đi, ha ha ha. Giờ khắc này Dương Mỗ Nhân trong lòng thực sảng. Phong Vân Kiếm Thánh vợ chồng còn lại là hoảng sợ mắng, khi bọn hắn cũng chỉ có thể mắng mắng, ở Càn Khôn Hồ cắn nuốt dưới. Căn bản là không hề biện pháp, chỉ có thể chờ thần hồn tiêu tán kết quả. Kế tiếp Dương Nghị Vân không hề để ý tới Phong Vân Kiếm Thánh vợ chồng, từ Càn Khôn Hồ cắn nuốt bắt đầu, bọn họ kết cục cũng đã chú định. Dương Nghị Vân còn lại là ý thức tiến vào Càn Khôn Hồ không gian, hắn muốn đi quan sát Càn Khôn Hồ biến hóa, nếu là Càn Khôn Hồ cắn nuốt tiểu tháp lực lượng, đến lúc đó Càn Khôn Hồ tất nhiên thăng cấp, thần ma điểu cùng ngũ lôi tím thụ đều có thể khôi phục đi. Đối Càn Khôn Hồ thăng cấp hắn là thực chờ mong. Ý thức nhập Càn Khôn Hồ không gian, Dương Nghị Vân liền phát hiện có biến hóa. Đây là cảm giác biến hóa. Hắn phát hiện Càn Khôn Hồ không gian bốn phía nơi những cái đó hỗn độn sương mù giống như ở hướng ra phía ngoài khuếch tán chung. Này vẫn là một cái vui sướng phát hiện, thuyết minh Càn Khôn Hồ không đem ở biến hóa biến đại chung. Ngắn ngủn 10 tức thời gian, Dương Nghị Vân nhắm mắt lại cảm thụ, không gian lớn gấp đôi. Hiện tại không gian đã tới phạm vi trăm dặm. Mà nguyên bản xuất hiện ba cái địa phương đồng dạng mở rộng một vòng. Ngũ Lôi Sơn cất cao tới rồi 300 mễ, Linh Đào Sơn cùng Long cùng Hổ đồng dạng như thế. Trong lòng vừa động đi xem ngũ lôi tím thụ, quả nhiên có biến hóa, nguyên bản khô héo ngũ lôi tím thụ một lần nữa sinh trưởng ra màu tím lá cây, thực mau ở ngọn cây mọc ra 5 phiến ngũ sắc lá cây, ngũ lôi tím thụ khôi phục lại đây. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng kích động mạc danh, hơn nữa hắn phát hiện 5 phiến lá cây tựa hồ lớn một vòng, như thế tất nhiên là uy lực tăng lên, đây là rất tốt sự, biểu thị hắn thực lực tăng lên. Theo sau là Linh Đào Sơn Linh Đào, Dương Nghị Vân cảm thụ chung, Linh Đào trung linh khí tựa hồ biến dị, biến càng thêm thuần tịnh cùng tiên nguyên lực một cái cấp bậc. Từ nay về sau hắn là có thể lấy Linh Đào tới thay thế tiên thạch tu luyện, đương nhiên mẫu thụ Linh Đào liền một gốc cây. Nhưng mặt trên 9 viên linh đào chất chứa năng lượng Dương Nghị Vân đánh giá có thể rốt cuộc thượng phẩm thiên thạch. Rất muốn đi nếm một viên, lại là nghĩ sinh mệnh chi thủy bên kia, Dương Nghị Vân nhìn xuống. Sinh mệnh chi thủy xuất từ Long Ngư trong hồ sinh mệnh chi thạch thượng, hắn đem thần ma điểu phòng ở mặt trên, lần này Càn Khôn Hồ thăng cấp, hy vọng tạp mao điểu có thể khôi phục thức tỉnh. Một năm lúc sau Dương Nghị Vân trực tiếp xuất hiện ở Long Ngư hồ sinh mệnh chi thạch thượng. Tới rồi lúc sau lại là sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện giờ phút này sinh mệnh chi thạch, lập lòe xanh biếc ánh sáng, chỉnh khối sinh mệnh chi thạch đều bị bao phủ ở lục quang trong vòng, tạp mao điểu như cũ ở sinh mệnh chi cục đá một góc ngủ say chung.
Bất quá Dương Nghị Vân phát hiện sinh mệnh chi thạch thượng ba đạo văn lạc lại là vầng sáng lưu chuyển, có điểm điểm màu xanh lục tinh quang lập lòe tiến vào tạp mao điểu trong cơ thể. Thấy như vậy một màn, Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, hắn cảm giác có môn, có lẽ tạp mao điểu thực mau là có thể tỉnh lại. Càn khôn hồ không gian biến hóa rất lớn. Dương Nghị Vân cảm giác được ở vào phát sinh thay đổi. Hắn không có lại đi chú ý nơi khác, mà là canh giữ ở sinh mệnh chi thạch trước, liền chờ tạp mao điểu có thể tỉnh lại. Mà sinh mệnh chi thủy như cũ là tam tích, bất quá Dương Nghị Vân có cảm, lần này lúc sau sinh mệnh chi thủy cũng chắc chắn sẽ công hiệu tăng nhiều. Chỉ chớp mắt ước chừng một phút thời gian trôi qua sau, toàn bộ càn khôn hồ không gian đột nhiên bùng nổ một tiếng trầm mặc rung động. Lúc này đám mây phía trên càn khôn hồ thần điện, một đạo kim quang như sao băng rơi xuống mà xuống, dừng ở càn khôn hồ không gian tây bắc mây mù ra. Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được, hắn nhìn thoáng qua, lại là mây mù quay cuồng dựng lên. Khoảnh khắc chi gian một tòa núi lớn xuất hiện. Lại nhiều một ngọn núi, đây là Linh Đào Sơn cùng Ngũ Lôi Thương lúc sau đệ tam tòa núi lớn. Dương Nghị Vân nhìn kích động không thôi. Hắn thực chờ mong ngọn núi này chung sẽ có cái gì chí bảo xuất hiện. Linh Đào Sơn có Linh Đào Thụ, Ngũ Lôi Sơn có Ngũ Lôi Thụ, lại là không biết này tòa tân ra đời thượng tướng sẽ có cái gì chí bảo xuất hiện. Vừa mới chuẩn bị ý thức bơi lội đi xem hết sức, lại là tại đây một khắc sinh mệnh chi thạch có biến hóa. Chuẩn xác mà nói là sinh mệnh chi thạch thượng tạp mao điểu động lên. Chỉ thấy tạp mao điểu chớp động cánh chim dựng lên. Hắc hắc nhược kê Dương Nghị Vân, lão tử thức tỉnh. Tạp mao điểu tỉnh lại câu đầu tiên chính là một câu nhược kê, làm vốn dĩ lo lắng cùng cao hứng tạp mao điểu thức tỉnh Dương Mỗ Nhân sắc mặt nháy mắt thành đáy nồi. Cái này tạp mao điểu nhất tiện tật xấu xem như không đổi được. Tiểu gia ta liền chờ ngươi cái tạp mao điểu miệng khi nào lạn rớt, ta mẹ nó hiện tại là tiên quân chi cảnh, đừng nhiều lời, nghĩ ra đi, ta có việc tìm ngươi. Dương Nghị Vân là một cổ ý niệm ngưng tụ chi thân, đối với thần ma điểu nói xong chung, cuốn tịch thần ma điểu, nháy mắt liền ra càn khôn hồ. So sánh với quan khán càn khôn hồ không gian phát sinh biến hóa, hắn càng để ý chính là ngoại giới, phong vân kiếm thánh vợ chồng vấn đề. Hơn nữa cánh tay trái phía trên năng lượng như cũ tồn tại. Này liền thuyết minh, càn khôn hồ đối hai tòa tiểu tháp cắn nuốt còn ở liên tục chung, không có dừng lại. Dựa theo cái dạng này đi xuống, cũng không phải là Dương Nghị Vân muốn kết quả. Mở hai mắt, Dương Nghị Vân duỗi ra tay thần ma điểu liền đến hắn bàn tay chung, dăm ba câu Dương Nghị Vân đem tình huống nơi này đối thần ma điểu nói xong, sau đó nghiêm túc đối thần ma điểu truyền âm nói, quả đen ta vẫn luôn đều tưởng cấp đồ long đem chế tạo Cambridge, tựa như sư phụ ta Lục Giáp nói kiếm cái loại này. Nhưng vẫn luôn đều không có cơ hội, chủ yếu là không có thích hợp vỏ kiếm chi linh, càng không có thích hợp vỏ kiếm tài liệu. Hiện giờ xem bị trấn áp ở phong hồn tiểu trong tháp phong vân kiếm thánh vợ chồng, tựa hồ đều thực thích hợp, người nói có thể hay không đưa bọn họ luyện hóa thành đồ long kiếm vỏ kiếm. Dù sao này hai cái cao chó má phong vân kiếm thánh nếu có thể bị người trấn áp lại lần nữa trăm vạn năm hẳn là cũng không phải cái gì thứ tốt, còn luôn miệng uy hát yêu ta tính kế ta, luyện hóa bọn họ lòng ta an lý đến. Ngươi cảm thấy thế nào? Vừa lúc càn khôn hồ trực tiếp áp chế bọn họ, phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới, mượn dùng càn khôn hồ lực lượng, đưa bọn họ luyện hóa thành vỏ kiếm hẳn là không khó. Dương Nghị Vân một hơi đem ý nghĩ của chính mình ra tới, kỳ thật sớm tại phía trước liền nghĩ tới. Chỉ là hắn chưa từng có vỏ kiếm trải qua, lúc này vừa lúc tạp mao điểu thức tỉnh, có một cái dò hỏi, hắn trong lòng cũng nhiều một phân tự tin. Dương Nghị Vân nói xong lúc sau. Nửa ngày thần ma điểu cũng chưa phản ứng. Hắn nhịn không được quát, tạp mao điểu ngươi có hay không nghe ta đang nói chuyện. Có cái gì kiến nghị nhanh lên nói, lại kéo dài đi xuống càn khôn hồ sẽ đem phong vân kiếm thánh vợ chồng cắn nuốt rớt. Thần ma điểu há có thể không nghe, chỉ là hắn đối Dương Nghị Vân nói nửa ngày không quải quá cong tới. Theo sau mở miệng nói, không nghĩ tới lão tử ngủ say một đoạn thời gian, ngươi cái nhược kê nhưng thật ra trưởng thành a ngươi cái này chủ ý kỳ thật đi. Thần ma điểu đem thanh âm kéo dài quá. Kỳ thật cái gì, nhanh lên nói, không bao nhiêu thời gian chậm trễ. Dương Nghị Vân trừng mắt giống lên lên. Thần ma điểu mở miệng nói, hắc hắc, nhược kê kỳ thật ngươi cái này chủ ý thật đặc nương không tồi. Phá lệ. Dương Nghị Vân trước nay chưa từng nghe qua tạp mao điểu khen hắn, mỗi một lần tạp mao điểu cùng nói chuyện tam câu nửa trong vòng tuyệt đối tổn hại. Lần này cư nhiên ở khen hắn. Ta nói tạp mao điểu mặt trời mọc từ hướng Tây A, người đây là khen ta đâu. Dương Nghị Vân trừng lớn đôi mắt nói. Hắc hắc,
đích xác lão tử trong mắt ngươi chính là nhược kê, cứ việc ngươi hiện tại tu vi bước vào tiên quân tiểu tử ngươi ở lão tử trong mắt vẫn là cái nhược kê, nhưng là vừa rồi nói chủ ý sao? Đích xác có điểm ý tứ. Tiểu tử ngươi còn tính có điểm nhãn lực kính, hai tòa tiểu tháp là thiên giới mới có thể có phong ấn thạch, hơn nữa là cao giai phong ấn cục đá, chất chứa ngũ sắc thần lực, rất là không yếu, chấn thần phong thượng hải không nói chơi. Cứ việc hiện tại nhìn qua uy lực đã còn thừa không có mấy, nhưng dùng để cho ngươi tiểu tử làm vỏ kiếm lại là nhất thích hợp bất quá, khó được là bên trong trấn áp hai cái thần nhân, đích xác có điểm ý tứ, bọn họ vợ chồng là trời sinh kiếm bôi không sai, nhưng lại không phải cái gì kiếm thánh, thần giới kiếm đạo nhập thánh hạng người, há có thể bị cầm tù phong ấn tại nơi này này. Bọn họ a, nhiều nhất là kiếm đạo thánh nhân đãi kiếm sĩ, bất quá a, này hai hóa liền tính là không phải thánh kiếm giả, cũng tuyệt đối không đơn giản, thân là thiên giới kiếm đạo thánh nhân đãi kiếm sĩ, bị trấn áp, chỉ có hai cái nguyên nhân, bọn họ kiếm đạo thánh nhân ngã xuống, bọn họ thành u hồn, đệ nhị sao, cũng là lớn nhất khả năng, bọn họ là bị bọn họ kiếm đạo thánh nhân tự mình phong ấn tại này. Bất quá hiện tại này đó đều không quan trọng, trọng điểm là này hai đãi kiếm hầu nhất thích hợp làm ngươi đồ long kiếm vỏ kiếm, quả thực giống như là chuyên môn vì ngươi tiểu tử chuẩn bị giống nhau, quá mẹ nó thần kỳ. Thần giới kiếm đạo thánh nhân tả hữu đãi kiếm hầu, chỉ còn lại có tàn hồn, trùng hợp bị trấn áp phong ấn tại phong ấn thần thạch chung, vẫn là một đôi vợ chồng, càng là phong vân thuộc tính, một cái tu phong chi đạo, một cái tu vân chi đạo, oa ha ha, phong vân hợp nhất, ngự kiếm giết địch, rất khó tưởng tượng, sẽ là một cái kiểu gì cảnh tượng, tiểu tử ngươi lần này xem như kiếm được. Thần ma đều nói chuyện chung, trong giọng nói chính hắn đều bị kích động hỏng rồi. Dương Nghị Vân nghe thần ma đều nói chuyện, có chút địa phương tuy rằng nghi hoặc, nhưng tổng thể tới nói hắn vẫn là nghe minh bạch, việc này nhưng thành. Này với hắn mà nói cũng là đại hỷ sự. Đồ long kiếm ở trong tay hắn vẫn luôn đều không có vỏ kiếm, năm đó ở tán tiên đảo kiến thức quá lão nhân lục giáp nói kiếm uy phong lúc sau, hắn rất là hâm mộ, chết lão nhân rời đi thời điểm cho hắn nói qua, hắn đồ long kiếm không thể so lục giáp nói kiếm phẩm cấp thấp, làm hắn ngày sau cấp đồ long kiếm tìm kiếm thích hợp vỏ kiếm, chờ đồ long kiếm có vỏ kiếm mới là hoàn chỉnh kiếm, đến lúc đó có thể phát huy ra uy lực có thể to lắm. Chuyện này Dương Nghị Vân vẫn luôn cũng ở lưu ý, chỉ là không tìm được thích hợp. Hôm nay cuối cùng là cơ duyên tới rồi. Ở nghe được thần ma điểu như vậy vừa nói, hắn cũng nhịn không được kích động lên. Thuận miệng hỏi, đãi kiếm sĩ là cái gì? Chuyên môn dùng để hầu hạ kiếm đạo thánh nhân chi kiếm người, giống như kiếm đồng, trên cơ bản cùng vỏ kiếm một cái ý tứ, đương nhiên hai người một cái là người, một cái là khí, dù sao đều là vì kiếm phục vụ. Thần ma điểu nói, ta đây bắt đầu rồi, người giúp ta nhìn điểm. Dương Nghị Vân dặn dò một tiếng. Thần ma điểu mở miệng nói, yên tâm đi, trực tiếp đi luyện hóa, đem hai tòa tiểu tháp luyện hóa luyện thành vỏ kiếm đó là, phong vân hai người chi hồn chính là tàn hồn hơn nữa đều bị phong ấn tại trong đó, còn bị ngươi càn khôn hồ áp chế, phiên không dậy nổi sóng gió tới, vừa lúc mượn càn khôn hồ chi lực, luyện hóa bọn họ, chuyện này đối với ngươi tiểu tử quả thực là bạch nhặt giống nhau. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, đôi tay duỗi khai điều động thanh liên tiên hỏa xuất hiện, bỗng nhiên đem thanh liên tiên hỏa đánh vào ở hai tòa tiểu tháp thượng. Oanh! Một tiếng nặng nề vang lên, hai tòa tiểu tháp bị thanh liên tiên hỏa bao vây lên bắt đầu thiêu đốt. Lúc này nội loại truyền đến thét chói tai. Tiểu tử ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi, tiểu tử ngươi. Lúc này hai đại phong vân thánh kiếm vợ chồng, hoặc là nói bọn họ chính là đãi kiếm sĩ mà thôi, phi thường hoảng sợ. Đến lúc này Dương Nghị Vân cũng không có gì giấu giếm bọn họ, một bên dùng thanh liên tiên hỏa đốt cháy tế luyện, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra đi, một bên nói, tính kế tiểu gia các ngươi tìm lầm đối tượng, vốn dĩ muốn cho các ngươi hồn phi phách tán, nhưng tiểu gia ta còn khuyết thiếu vỏ kiếm, khiến cho các ngươi xưng là tiểu gia ta vỏ kiếm đi, như thế đối với các ngươi tới nói cũng là một cái quy túc, nếu không chết chính là các ngươi duy nhất lộ. Đương nhiên hiện tại các ngươi muốn chết đều khó khăn, ở tiểu gia trong tay, ngoan ngoãn phối ngẫu trở thành vỏ kiếm đi. Dương Nghị Vân một bên nói chuyện, một bên một tay thủ pháp quyết không ngừng đánh ra, đây là lúc trước chết lão nhân rời đi thời điểm, để lại cho hắn chuyên môn dùng để luyện chế vỏ kiếm bí pháp thủ đoạn. Tuy rằng là luyện chế, nhưng lại cùng tầm thường luyện khí khác nhau rất lớn. Bởi vì chung quy là có linh chi vỏ kiếm. Phải làm rất nhiều, tay quyết cũng là độc nhất vô nhị. Phong ấn tiểu tháp tuy rằng là phong ấn thần thạch, nhưng lại có càn khôn hồ lực lượng chấn áp, hơn nữa hắn thanh liên tiên hỏa, cũng không khó luyện chế thành hình. Càn khôn hồ đã đình chỉ cắn nuốt, là Dương Nghị Vân cố tình ngưng hẳn,
Trước kia càn khôn hồ bởi vì có càn khôn chi linh, giống loại này hấp thu hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản, bởi vì hắn không hoàn toàn khống chế càn khôn hồ, nhưng là từ hắn diệt càn khôn chi linh sau, khống chế càn khôn hồ liền hoàn toàn. Hết thảy đều đây là hắn một ý niệm mà thôi. Ngược lại càn khôn hồ không gian nội đã hoàn thành thăng cấp biến hóa, hiện tại đình chỉ hấp thu, đảo cũng không ngại, chung quy muốn lưu lại một ít phong ấn thần lực ở vỏ kiếm bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dương Nghị Vân cảm giác đi qua rất dài thời gian rất lâu, dù sao nhớ không rõ đã bao lâu, có lẽ mấy tháng, có lẽ mấy cái năm đầu, rốt cuộc hòa tan hai tòa tiểu đạp, hợp hai làm một, đem chi luyện hóa thành vỏ kiếm. Mà phong vân chi hồn vẫn luôn bị càn khôn hồ chi lực áp chế ở bên trong, căn bản liền không ra tới quá. Theo hắn luyện hóa, phong vân vợ chồng cũng không có tiếng động. Sắp hoàn thành hết sức, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động đem đồ long kiếm triệu hồi ra thể, trong tay ở lòng bàn tay một cắt, tức khắc máu nhỏ giọt ở vỏ kiếm phía trên, rồi sau đó trong lòng vừa động xu thế đồ long kiếm tiến vào vỏ kiếm, hoàn thành cuối cùng một bước, tam linh tương đồng, lấy máu nhận chủ. Ong! Đồ long kiếm nhập vỏ kiếm nháy mắt phát ra trường minh thanh, rất là vui sướng. Dương Nghị Vân trong tay bay múa dựng lên, tức khắc một hơi đánh ra cuối cùng 998 10 đạo dung linh quyết, bạo giống một tiếng, đồ long vào vỏ, phong vân tương phụ, kiếm đạo hợp nhất, nghe Ngô hiệu lệnh, vỏ kiếm thành. Ầm vang, một tiếng nổ vang, đồ long kiếm vầng sáng đại tác phẩm. Bộc phát ra chói mắt vô cùng ngân quang. Trong phút chốc nội liễm, tinh xảo vô cùng vỏ kiếm xuất hiện, một mặt là vân văn, một mặt là phong văn. Phong vân vỏ kiếm. Hắc hắc hắc. Từng đợt ngây ngô cười vang lên ở phong ấn trong tháp. Lại là Dương mẫu nhân cầm đồ long ra một tay nhẹ nhàng vỗ, sờ vỏ kiếm tiếng cười. Đồ long kiếm vỏ kiếm thành, có phong vân vỏ kiếm, ý nghĩa phi phàm. Nhớ rõ lão nhân nói qua, nói kiếm mới có vỏ kiếm, hoặc là nói mới có tư cách này. Bất quá có một chút Dương mẫu nhân đến nay cũng không rõ ràng lắm, cái gọi là nói kiếm rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Hắn đồ long kiếm, có phải hay không nói kiếm cấp bậc? Không đã làm nghĩ đến, liền tính là không phải, cũng sẽ không quá kém. Huống hồ ở Dương Nghị Vân trong lòng, kỳ thật vẫn luôn đều cho rằng đồ long kiếm cấp bậc là không thấp, lúc trước chết lão nhân cũng đối đồ long kiếm chưa nói đi lên một cái có nhị tam, chỉ là khen quá. Trước kia không có vỏ kiếm, hiện tại hảo, vỏ kiếm thành công, lúc này mới xem như hoàn chỉnh đồ long kiếm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này đồ long kiếm là tam điểm một đường trạng thái. Ba cái điểm là vỏ kiếm nội phong vân vợ chồng cùng đồ long kiếm chi linh, một đường đó là kiếm cùng vỏ, nhị hợp nhất lúc sau trở thành một cái chỉnh thể. Cùng hắn chi gian có vô hình liên hệ, thật giống như là chính mình thân thể một bộ phận, này chung cảm giác thực kỳ diệu, cũng là tinh huyết tế luyện nhận chủ tất nhiên. Từ nay về sau ngự kiếm càng có thể tùy tâm sở dục mà động, chính yếu chính là Dương Nghị Vân biết có phong vân vỏ kiếm lúc sau, hắn ngự kiếm tốc độ cùng uy lực tăng trưởng sẽ là thành lần tăng trưởng. Vỏ kiếm nội phong vân vợ chồng, vốn chính là thiên giới hoặc là nói thần giới tu kiếm đạo. Dùng thần ma điểu nói, này hai người là chân chính thần đạo kiếm thánh đãi kiếm sĩ, nhất hiểu biết kiếm đạo, thuộc tính càng là một phong một vân. Phong vân chi lực, vốn chính là tốc độ. Như thế, đối hắn ngự kiếm chi đạo uy lực là không thể đo lường. Trong tay cầm đồ long kiếm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vỏ kiếm trong vòng phong vân vợ chồng oán niệm. Giờ phút này, Dương Nghị Vân khóe miệng cong cong, đối với vỏ kiếm hừ lạnh một tiếng nói, ngươi chờ hẳn là cảm tạ ta, nếu không phải ta các ngươi liền tính là đi ra ngoài, chỉ sợ cũng là hồn phi phách tán tan thành mây khói kết cục, bị trấn áp ở chỗ này trăm vạn năm, bản thân chính là dầu hết đèn tắt tàn hồn trạng thái, liền tính là có thể đi ra ngoài, lại có thể như thế nào. Tới rồi bên ngoài cũng là một cái bị người bắt được luyện hóa kết cục. Chẳng lẽ các ngươi thật thiên chân cho rằng, hiện tại là tiên giới thời đại, các ngươi là thần giới chi hồn, liền cao nhất đẳng. Chê cười, liền tính là thần hồn, như cũ là tàn hồn, đi ra ngoài tới rồi bên ngoài gặp phải một vị tiên đế, các ngươi cũng tử lộ một cái. Còn nghĩ tính kế tiểu gia, tìm lầm đối tượng đi. Hiện giờ ngươi có thể trở thành tiểu gia vỏ kiếm, cũng là các ngươi phúc duyên, từ nay về sau hảo có hiệu lực lực, tiểu gia ta tự nhiên sẽ vì các ngươi mưu cầu một cái đường ra, nếu như bằng không, các ngươi chính mình ước lượng làm. Tin hay không tiểu ra một ý niệm là có thể cho các ngươi hồn phi phách tán. Phía trước là phong vân vợ chồng uy hát yêu ta Dương Nghị Vân, hiện tại trái ngược, đổi thành Dương Nghị Vân nguy hiểm phong vân vợ chồng.
đây là điển hình phong thủy thay phiên chuyển, hôm nay đến nhà ta. Mà Phong Vân vợ chồng nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, tuy rằng vô cùng chói tai, nhưng bọn họ cũng biết, Dương Nghị Vân nói chính là lời nói thật. Đích xác bọn họ mạng nhỏ hiện tại nắm giữ ở Dương Nghị Vân trong tay, hơn nữa chính như Dương Nghị Vân lời nói, nếu là bọn họ đi ra ngoài, chưa chừng sẽ trở thành người khác tu luyện đồ bổ. Hiện tại tuy rằng bị Dương Nghị Vân dung hợp ở tiểu trong tháp hoàn toàn phong ấn tại bên trong, xưng là hắn vỏ kiếm, khá vậy chưa chắc không phải một cái an thân chỗ. Hơn nữa Dương Nghị Vân còn cấp ra ngày sau mưu cầu đường ra nói. Này ở Phong Vân vợ chồng trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít có một tia an ủi. Lúc này bọn họ đã không có bất luận cái gì lợi thế, sinh tử đều ở Dương Nghị Vân nhất niệm chi gian. Bọn họ biết nếu là không thức thời vụ, tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Đích xác bọn họ là thần nhân, càng là thần giới kiếm đạo thánh nhân đãi kiếm sĩ, chẳng qua phía trước hù dọa Dương Nghị Vân nói bọn họ là kiếm thánh người, không nghĩ tới Dương Nghị Vân rõ ràng. Gốc gác đều bị nhân gia nhìn thấu, còn có thể có cái gì tự tin câu oán hận. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt đạo lý này bọn họ vợ chồng so với ai khác đều rõ ràng. Ong ong! Ngay sau đó Phong Vân vỏ kiếm phát ra kiếm minh thanh, ở Dương Nghị Vân trong tay run rẩy hai hạ. Cái này Dương mẫu nhân nở nụ cười, hắn biết Phong Vân vợ chồng xem như thấy rõ tình thế. Cười nói, hảo, nếu biết nặng nhẹ vậy không có việc gì, ta cũng nói cho các ngươi một tiếng, hôm nay chi hứa hẹn, thiên đạo làm chứng hữu hiệu, hơn nữa các ngươi cho ta đổ long kiếm làm vỏ kiếm bạc đãi không được các ngươi. Ong! Đổ long kiếm như là đáp lại Dương Nghị Vân, phát ra một thân run minh. Giờ phút này đồ long kiếm phát ra chính là tràn đầy ngạo khí. Dương Nghị Vân lắc đầu cười cười, nhẹ nhàng ở vỏ kiếm phất quá. Một cọc tâm sự hiểu biết. Trong lòng thoải mái không ít. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ dùng uy hát yêu ta ngữ khí cùng Phong Vân vỏ kiếm câu thông, lẽ ra vỏ kiếm chi linh, nặng nhất chính là trung thành, người kiếm một lòng, mới là kiếm đạo. Nhưng đối mặt Phong Vân vỏ kiếm vợ chồng phát ra uy hát yêu ta đây cũng là không có cách nào sự tình. Bởi vì bọn họ vợ chồng là thần giới kiếm đạo thánh nhân đãi kiếm sĩ, có thể nói là bức cách phi thường cao tồn tại, há có thể dễ dàng thần phục. Như thế chỉ có cường ngạnh thủ đoạn đi uy hát yêu ta, đương nhiên cũng không thể nói là uy hát yêu ta, rốt cuộc Phong Vân vợ chồng vận mệnh đích xác khống chế ở trong tay hắn. Trọng điểm là cùng bọn họ vợ chồng câu thông hảo, nếu không ngự kiếm chi đạo há có thể như vậy thông thuận. Cái này cường thế câu thông là tất yếu. Lại nói đồ long kiếm cũng bôi nhọ không được bọn họ. Nghĩ đến đồ long kiếm, Dương Nghị Vân lấy lại tinh thần hỏi thần ma điểu nói, quả đen ngươi nói một chút ta đồ long kiếm có tính không nói kiếm cấp bậc. Còn có nói kiếm rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Thần ma điểu mở miệng nói, tiểu tử ngươi có đôi khi khôn khéo giống con khỉ, có đôi khi lại là xuẩn không thể thành. Như vậy cho ngươi tiểu tử nói đi, nói kiếm cấp bậc là siêu việt cực phẩm tiên khí chí cao pháp bảo cấp bậc, cùng bẩm sinh linh bảo là cùng cái cấp bậc. Tiên giới tiên khí cấp bậc ngươi biết là thượng trung hạ cùng cực phẩm bốn cái cấp bậc, tính lên đều là tiên nhân luyện chế khí, mà cực phẩm tiên khí phía trên, liền tính là bẩm sinh linh bảo, như thế nào bẩm sinh? Bẩm sinh chính là tự nhiên hình thành, thiên địa chi gian có một ít thiên tài địa bảo, trời sinh là linh tính, có thuộc tính, thiên nhiên chính là bảo, nếu ở tu sĩ trong tay tăng thêm cải tạo luyện hóa, chính là bẩm sinh linh bảo. Loại này cấp bậc cũng xưng là nói khí, nói kiếm cũng là một trong số đó. Chẳng qua là chuyên nhất kiếm đạo thuộc tính, cho nên xưng là nói kiếm, tiểu tử ngươi đồ long kiếm là cái gì tài chất luyện chế mà thành, lão tử cũng không biết, đương có một chút có thể khẳng định, đồ long kiếm tất nhiên là thiên nhiên thành hình thiên tài địa bảo luyện chế mà ra, nếu không ngươi cái kia lão hỗn đản sư phụ trời cao tà há có thể nhìn không thấu. Nói nữa, có thể nhẹ nhàng thừa nhận rồi Phong Vân vợ chồng hóa thành vỏ kiếm, đồ long kiếm là cái gì cấp bậc còn không rõ ràng lắm sao? Phong Vân vợ chồng là người nào? Là thần giới kiếm đạo thánh nhân đãi kiếm sĩ, tuy rằng là đãi kiếm sĩ, nhưng cũng là thần nhân cấp bậc tồn tại, bực này sinh linh chịu tải vỏ kiếm, há có thể là giống nhau kiếm khí có thể thừa nhận. Trời cao tà lục giáp nói kiếm lão tử biết, chính hắn rõ ràng hơn, đó là tiêu chuẩn nói kiếm, nếu trời cao tà đều nhìn không thấu đồ long kiếm, chỉ có thể nói mệnh tiểu tử ngươi này đem đồ long kiếm chỉ biết so nói kiếm càng cao, sẽ không càng kém, cho nên tiểu tử ngươi đừng dối dám vấn đề này. Có thời gian này thử xem hiện tại đồ long kiếm uy lực ta không phải càng tốt. Dương Nghị Vân nghe xong thần ma điểu nói chuyện, ngẫm lại cũng là đạo lý này, bất quá hắn trong lòng lại là thật cao hứng, đồ long kiếm so lão nhân lục giáp nói kiếm cấp bậc còn cao, ha ha. Mạc Danh trong lòng có chút hưng phấn.
lập tức Dương Nghị Vân trong lòng vừa động thúc dục Đồ Long Kiếm. Hắn đích xác muốn thử xem hiện tại Đồ Long Kiếm uy lực. Có vỏ kiếm lúc sau, Đồ Long Kiếm có thể phát huy ra kiểu gì lực lượng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Đồ Long ra khỏi vỏ, phong vân tương phụ, khởi, khai, phá. Dương Nghị Vân trong tay pháp quyết véo khởi, nguyên thần chi lực sử dụng, pháp lực tương phụ, ngự kiếm mà ra, thúc dục Đồ Long Kiếm một phi dựng lên. Hắn mục tiêu là nhất kiếm phá vỡ này tòa thật lớn phong ấn tháp. Một tòa khắc họa đầy thần văn trận phong ấn cự tháp. Không biết có thể hay không lay động. Tuy rằng trăm vạn năm qua đi sau, thần văn trận pháp lực lượng đã vạn không tồn một, nhưng chung quy là trấn áp phong ấn thần linh đại trận pháp, có thể hay không cảm động, thật đúng là khó mà nói. Ong! Đồ Long Kiếm phát ra một tiếng kiếm minh. Ngay sau đó ra khỏi vỏ dựng lên, hóa thành một đạo thô tráng ngân quang. Ngay sau đó phong vân vỏ kiếm quang mang đại tác, bùng nổ chói mắt ngân quang, một hóa nhị, Dương Nghị Vân lại là thấy được khác cái bóng người cao lớn xuất hiện. Một nam một nữ, hiện lên ở Đồ Long Kiếm tả hữu. Hai người là hư ảnh trạng thái, hẳn là chính là phong vân vợ chồng, đây là Dương Nghị Vân lần đầu tiên nhìn đến bọn họ vợ chồng khuôn mặt. Hiện ra tới lúc sau, này đối vợ chồng lại là đối với Dương Nghị Vân gật đầu ý bảo, xem như bái chủ. Kế tiếp một màn, lại là xem đến Dương Nghị Vân tâm tình mênh mông lên. Dương Nghị Vân thấy được phong vân vợ chồng ở nháy mắt hóa thành lưỡng đạo lưu quang, một thuần trắng một lòng trắng chứng sắc lưỡng đạo lưu quang, nháy mắt như là linh xà giống nhau quấn quanh ở Đồ Long Kiếm thân kiếm thượng. Này tình làm Dương Nghị Vân nhớ tới năm đó ở Tán Tiên Đảo, lão nhân Lục Giáp nói kiếm ngự kiếm giết địch tình cảnh. Nhưng là trong lòng là vô cùng hâm mộ. Bất quá hiện tại hắn rốt cuộc có chính mình vỏ kiếm, làm Đồ Long Kiếm hoàn chỉnh. Ong! Đồ Long Kiếm phát ra kiếm minh thanh. Mà ở phong vân vợ chồng hóa thành lưỡng đạo bạch quang lúc sau, toàn bộ phong ấn tháp nội lại là quát lên cuồng phong, gào thét tiếng động giống như sấm rền, từng đóa mây mù hội tụ ở Đồ Long Kiếm bốn phía xuất hiện. Giờ khắc này Dương Nghị Vân thấy được thiên địa biến sắc, phong vân mà động cảnh tượng. Ngay sau đó ngân bạch vầng sáng bùng nổ, như là hóa thành tiểu thái dương, bỗng nhiên từ dưới lên trên, bùng nổ mà đi. Dương Nghị Vân đứng ở phía dưới nhìn đến, Đồ Long Kiếm hóa thành một thanh mấy chục mét thật lớn đại kiếm, tản ra vô tận kiếm khí, hung hăng đối với phong ấn tháp đỉnh tầng nhất kiếm đánh xuống. Ầm vang, như tiếng sấm giống nhau ầm vang thanh ở hắn trên đỉnh đầu hơn trăm mễ vang lên. Dương Nghị Vân thấy được Đồ Long Kiếm chỉ uy, lại là ngạnh sinh sinh nhất kiếm đem thật lớn phong ấn tháp cấp phá khai rồi. Răng rắc sát, bạo liệt thanh không ngừng. Hắn thấy được một cái vết rách từ thượng mà xuống không ngừng khuếch tán mở ra, càng ngày càng to rộng. Trong nháy mắt chỉnh phong ấn tháp hồn nhiên sập hơn phân nửa. Dương Nghị Vân thấy được bên ngoài hoàn cảnh, như cũ đang ở thật lớn thâm giếng đáy giếng. Giờ phút này thần ma điểu ngồi xổm Dương Nghị Vân trên vai chật lưỡi nói, chép chép tạp kiếm ra phong vân thiên địa biến A, tiểu tử ngươi này nhất kiếm. Ân, còn tính có điểm uy lực. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu nói chuyện, có chút cười khổ không được. Tạp mao điểu ngươi khen người đều như thế keo kiệt sao? Lão tử tam giới đệ nhất thần ma điểu đại nhân, có thể cho tiểu tử ngươi điểm này đánh giá thấy đủ đi, cứ việc như thế tiểu tử ngươi ở lão tử trong mắt vẫn là cái nhược kê một mở miệng thần ma điểu lại khôi phục cái loại này tiện tiện trạng thái. Đối này Dương Nghị Vân đã thói quen, cùng này chỉ tạp mao điểu phân cao thấp hắn sẽ có nội thương, vẫy tay một cái Đồ Long Kiếm bay vọt mà đến, lấy ở trong tay. Kiếm vào vỏ, như cũ bình đạm. Rất khó tưởng tượng vừa rồi kia nhất kiếm là trong tay hắn chi kiếm bùng nổ uy lực. Đương nhiên ngự kiếm vẫn là chính hắn, uy lực đích xác đại, nhưng hắn hao phí thần hồn cùng pháp lực cũng đại, loại này cấp bậc toàn lực xuất kiếm, Dương Nghị Vân cảm giác hắn căng chết có thể phát ra 8-9 kiếm liền sẽ mệt nằm sấp xuống. Thử kiếm hoàn thành, lần này hành trình, Dương Nghị Vân xem như đại hoạch được mùa. Tuy rằng tiến vào là tìm kiếm có linh tính ngũ sắc thần lực, đến nay không thấy được, nhưng mục đích đạt tới. Hắn hấp thu này khẩu thâm trong giếng cường đại năng lượng, đột phá tới rồi tiên quân lúc đầu đỉnh tu vi, cũng cấp Đồ Long Kiếm tìm được rồi vỏ kiếm, càng là làm càn khôn hồ thăng cấp, ngũ lôi tím thụ một lần nữa khôi phục. Tạp mao điểu thơm lây càn khôn hồ sinh cơ thức tỉnh, sinh mệnh chi thủy, linh đào đều có tăng lên. Nơi đây khốn cục hóa giải. Hiện tại nghĩ nên đến đi ra ngoài lúc. 10 năm thời gian, Dương Nghị Vân ở chỗ này đều quên mất thời gian, cũng không đi nghĩ nhiều. Nếu còn có thời gian, đơn giản liền đi ra ngoài nhìn xem này hỗn loạn nội thành địa phương khác.
có thể tìm được cái này thâm giếng, đã nói lên còn có địa phương khác. Ngũ sắc thần lực, cũng không phải là một chỗ mới có. Đương nhiên Dương Nghị Vân cảm giác cái này thâm giếng trong vòng ngũ sắc thần lực khả năng liền ở hắn đột phá khi đó trong lúc vô ý đã bị hắn hấp thu luyện hóa rớt. Phong ấn tháp bản thân liền chất chứa ngũ sắc thần lực, mà trấn áp Phong Vân vợ chồng tiểu phong ấn tháp dựa theo thần ma điểu cách nói, chính là thần thạch. Chẳng qua bị hắn luyện hóa thành vỏ kiếm mà thôi. Hiện tại đi ra ngoài đi. Đương nhiên ở đi ra ngoài chi gian hắn còn tưởng tiến Càn Khôn Hồ một chuyến, Càn Khôn Hồ cắn nuốt đại lượng phong ấn tháp lực lượng. Thăng cấp lúc sau bên trong xuất hiện một tòa hoàn toàn mới sơn, kia tòa sơn thượng có thứ gì Dương Nghị Vân tràn ngập chờ mong. Ngũ lôi sơn có ngũ lôi tím thụ, linh đào sơn có linh đào, long ngư hồ có sinh mệnh chi cục đá có sinh mệnh chi thủy tam thích. Đều là chí bảo. Lại là lần này Càn Khôn Hồ thăng cấp lúc sau xuất hiện hoàn toàn mới núi lớn thượng sẽ có cái gì chí bảo tồn tại. Sửa lại tại đây vạn mét thâm trong giếng, cũng không sợ có người quấy rầy. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động. Lần này bản tôn tiến vào Càn Khôn Hồ. Hắn biến mất lúc sau, tại chỗ xuất hiện lọ thuốc hít lớn nhỏ Càn Khôn Hồ. Càn Khôn Hồ không gian nội. Dương Nghị Vân trực tiếp xuất hiện ở kia tòa tân xuất hiện chân núi, ngẩng đầu nhìn lại, lại là phát hiện đây là một tòa, hoàng thổ chi sơn. Coi trọng trụi lủi, rất khó xem. Bất quá có cái đặc điểm là, hắn phát hiện này tòa thượng phi thường cứng rắn, một dậm chân đi xuống, dấu vết đều dẫm đạp không ra. Ngược lại làm hắn chân sinh đau. Cũng không xem như một tòa núi cao, nhìn ra cũng chính là trăm mét có thừa, nói là một ngọn núi chi bằng nói là một tòa thật lớn gò đất. Mang theo nghi hoặc Dương Nghị Vân lên núi mà đi, một đường đi đến, một gốc cây thảo đều không có phát hiện. Bất quá lại là phát hiện, có thật lớn cái hố. Cực kỳ giống mặt trăng mặt ngoài cái loại này ảnh chụp. Tất cả đều là lớn lớn bé bé cái hố. Càng là hướng lên trên đi. Xuất hiện cái hố càng lớn. Tiểu nhân đường kính nửa thước, chiều sâu một thước, đại đường kính mấy chục mét, chiều sâu cũng đạt tới mấy thước bộ dáng. Chờ hắn bước lên đỉnh núi lúc sau, lại là thấy được lớn nhất một cái hố to, đường kính đạt tới gần 90 mễ nông nỗi, thừa chiều sâu gần 10 mét bộ dáng. Phi thường kỳ quái một ngọn núi. Một đường bước lên, Dương Nghị Vân cái gì đều không có phát hiện, một viên thảo đều không có. Cái này làm cho hắn phi thường kỳ quái, lẽ ra không nên a. Càn Khôn Hồ mỗi một lần thăng cấp đều sẽ có biến hóa, lần này trực tiếp xuất hiện ngồi xuống núi lớn, đây là Càn Khôn Hồ không gian lớn nhất biến hóa. Vốn đang nghĩ có thể xuất hiện ngũ lôi tím thụ cùng linh đào mẫu thụ cùng loại trí bảo, nhưng là hiện tại xem ra, có chút thất vọng rồi, trừ bỏ nhìn đến này đó cái hố ở ngoài, cái gì đều không có phát hiện. Lúc này Dương Nghị Vân đang ở đỉnh núi một chỗ hố to. Kỳ thật cũng không có đạt tới tối cao chỗ, chỉ là liếc mắt một cái có thể nhìn đến đỉnh núi tình huống. Cái gì cũng chưa phát hiện, này không phải dựa theo kịch bản diễn biến a. Hắn không tin tà, từ hố to đi lên, trực tiếp đăng đến tối cao chỗ đi xem, bằng không hắn không chết tâm. Không tin Càn Khôn Hồ lần này thăng cấp, liền xuất hiện một tòa trụi lủi hoàng thổ sơn, hơn nữa là vô cùng cứng rắn sơn. Đi lên lúc sau như cũ cái gì cũng chưa nhìn đến. Cái này làm cho hắn khí dậm chân, trong miệng mắng, Càn Khôn Hồ ngươi mẹ nó chơi ta a. Mắng chung một dậm chân, cái này lại là dưới chân vừa động, như là dẫm lên cái gì viên cầu đồ vật thượng, thiếu chút nữa không làm hắn té ngã. Ổn định thân hình vừa thấy. Gì? Đây là cái gì? Dương Nghị Vân nhìn kỹ, cái này rốt cuộc phát hiện bất đồng chỗ. Lại là ở dưới chân hắn vừa mới dẫm lên một viên nắm tay lớn nhỏ, tròn tròn như là tiểu dưa hấu giống nhau đồ vật thượng. Hơn nữa tựa hồ sinh trưởng ở mạn đằng phía trên trái cây. Định nhãn nhìn lại quả nhiên là một gốc cây thực vật, nhìn cùng dưa hấu đằng phi thường tương tự. Sở bất đồng chính là, mặc kệ là đằng vẫn là mọc ra viên cầu, cùng cả tòa thượng thổ là một cái nhan sắc, trách không được hắn ngay từ đầu cái gì đều phát hiện. Nếu không phải đi lên tới, trong lúc vô ý đạp lên dưới chân, thật đúng là phát hiện không được. Bất quá, này mẹ nó là cái quỷ gì? Một gốc cây diện mạo như là dưa hấu đằng thực vật. Ngồi xổm xuống thân vừa thấy, tổng cộng có 3 viên, nắm tay đại trái cây. Chính là màu đất. Mang theo nghi hoặc chi tâm, Dương Nghị Vân duỗi tay trích, hắn yêu cầu nghiên cứu một chút này ngoạn ý đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật. Căn bản liền không có cảm giác đã có cái gì năng lượng tồn tại, nếu không phải sinh trưởng ở mạn đằng giống nhau thực vật thượng, hắn đều cho rằng đây là thổ ngật đáp. Dưa hấu giống nhau mạn đằng thực vật cũng kỳ ba. Cơ hồ là bình phô trên mặt đất,
rất khó phát hiện đây là thứ gì. Duỗi tay đi trích, lại là làm Dương Nghị Vân sửng sốt, cư nhiên không có hái xuống. Lại lần nữa bỗng nhiên dùng sức lôi kéo, răng rắc, một tiếng thanh thúy. Rốt cuộc hái xuống, bỗng nhiên phát lực lại cũng thiếu chút nữa làm hắn phiên cái té ngã. Một mông ngồi ở trên mặt đất. Trong miệng mắng một tiếng, Dương Nghị Vân cầm ở trong tay quan khán này viên trái cây, mắt thường dưới cái gì đều nhìn không ra tới, chính là một viên thổ mật đáp. Ngay sau đó hắn dùng tới càn khôn hồ nhìn lại, rốt cuộc phát hiện bất đồng. Lại thấy này viên nắm tay lớn nhỏ trái cây thượng cư nhiên có cổ xưa khắc văn tồn tại. Cái này có điểm ý tứ. Ta liền nói sao, không có khả năng là tầm thường đồ vật. Thì thầm trong miệng Dương Nghị Vân cũng không phát hiện cái khác hữu dụng chỗ, cũng không biết này ngoạn ý có ích lợi gì. Nghiên cứu nửa ngày, cũng không có cái manh mối, trong lòng có chút bực bội. Dương Nghị Vân lấy ở trong lòng bàn tay dứt khoát đối với bên trong thúc dục pháp lực đi vào. Nhưng mà cái này, rốt cuộc có biến hóa lớn. Hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ tử làm hắn đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng từ này viên trái cây trung phát ra, hơn nữa là cái loại này một chút muốn lao tới cảm giác. Vô cùng hơi thở nguy hiểm truyền đến, làm Dương Mỗ Nhân sắc mặt biến đổi. Tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng là Dương Nghị Vân cảm giác không thích hợp, bản năng cảm nhận được này ngoạn ý rất nguy hiểm, không chút do dự quả thực vứt đi ra ngoài. Ầm vang, như cửu thiên lôi đình đánh rớt, càng như một cái đạn đạo nổ tung thanh âm vang lên. Cả tòa núi lớn đều đang run rẩy. Kinh thiên động địa cái này từ ngữ dùng tại đây một khắc vô cùng phù hợp. Dương Nghị Vân trợn to mắt nhìn mấy chục mét ở ngoài dâng lên nồng đậm bụi đất sông thẳng phía chân trời. Há to miệng, lỗ tai ong ong kêu to. Giờ khắc này hắn cảm giác chính mình nhất định thất thông. Lỗ tai bị chấn điếc. Nửa ngày, Dương Nghị Vân không hề hình tượng ngồi ở tại chỗ, trừng mắt dương miệng. Thẳng đến. Qua nha nha, ngươi cái nhược kê làm cái gì? Toàn bộ không gian đều ở chấn động, ngươi là tưởng hủy hoại ngươi cái này động thiên thế giới sao? Lại là thần ma điểu chớp động cánh bay lượn mà đến. Lúc này Dương Nghị Vân lỗ tai như cũ ở ầm ầm vang lên chung, căn bản không có nghe được thần ma điểu đang nói cái gì, chỉ là nhìn đến thần ma chim bay lại đây hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Rầm rầm. Theo bản năng Dương Nghị Vân nuốt khẩu nước miếng. Đứng dậy nhìn lên phía trước. Vài phút vết xe đổ thổ mới tan đi. Ở hắn 30 mét ra ngoài hiện một cái 8 đến 90 mét thật lớn hố to. Sau đó Dương Mỗ Nhân phát ra liên tiếp ngây ngô cười, hắc 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 hắc. Ha ha ha, tiểu tử ngươi có phải hay không si ngốc, sao lại thế này, cái kia hố to ngươi chỉnh ra tới. Thần ma điểu nhìn Dương Nghị Vân ngốc hề hề cười to, liên tiếp hỏi ra vài cái vấn đề. Nhưng là trả lời thần ma điểu như cũ là Dương Mỗ Nhân ngây ngô cười thanh. Giờ phút này Dương Nghị Vân ù tai nghiêm trọng, căn bản là nghe không thấy thần ma điểu đang nói cái gì, nhưng chính hắn trong lòng lại rõ ràng, vừa mới trong tay hắn dẫn phát rồi một viên đạn đạo giống nhau trái cây. Hoặc là nói hẳn là kêu sét đánh quả. Ở hắn độ nhập pháp lực nổ mạnh lúc sau, trong đầu rốt cuộc được đến một đạo tin tức. Đúng là về này viên trái cây. Trong óc xuất hiện tin tức là, sét đánh thụ ba chữ. Nói cách khác, trái cây tên gọi sét đánh quả. Bất quá Dương Nghị Vân cấp nổi lên một cái tên gọi dưa hấu lôi. Tuy rằng không có dưa hấu đại, chỉ có nắm tay lớn nhỏ, cũng mặc kệ là sét đánh thụ vẫn là sét đánh quả thượng văn lạc đều rất giống là dưa hấu. Trọng điểm là đầu sau khi rời khỏi đây, như là lựu đạn giống nhau nổ mạnh. Cho nên chính hắn gọi là dưa hấu lôi. Cảm giác thực thích hợp. Càn khôn hồ sinh cơ sau đệ tam tòa sơn, sét đánh sơn. Đỉnh núi có cây cối tên là sét đánh thụ, thụ kết tam quả, tên là sét đánh quả, hội tụ hấp thu thiên địa hai người âm dương chi lôi, chất chứa trong đó pháp lực kíp nổ nháy mắt bạo liệt. Đây là hắn trong óc tiếp thu đến về sét đánh thụ tin tức. Còn có chính là thành thục kỳ chậm rất nhiều, sử dụng rất một viên, tiếp theo viên sinh trưởng chu kỳ yêu cầu 3 năm thời gian. Này ngoạn ý không thể hái xuống bảo tồn, nếu là nghĩ hái xuống bảo tồn dùng, chờ tân sét đánh quả xuất hiện đây là không có khả năng, bởi vì hái xuống lúc sau cần thiết muốn sử dụng, nếu không sẽ tự động nổ mạnh rớt. Cho nên loại này trái cây thực quý hiếm. Nghe tới chu kỳ có chút trường, bất quá Dương Nghị Vân ngẫm lại hiện tại đang ở tiên giới, cũng liền không sao cả. Một năm thời gian căn bản không tồn tại. Một lần tu luyện chớp mắt chính là đã nhiều năm qua đi, bế quan qua thời gian trôi đi càng mau, một năm không tính cái gì. Có 3 viên sét đánh quả cũng đủ hắn dùng. Đây là ngũ lôi tím thụ lúc sau có một gốc cây đại sát khí,
đồng dạng là lôi đỉnh chi lực, nhưng cách dùng cùng ngũ lôi tím lá cây khác nhau rất lớn. Ngũ lôi tím lá cây, nhưng từng mảnh sử dụng, nhưng nháy mắt đồng thời sử dụng dẫn động lôi đỉnh chi uy. Nhưng mà sét đánh quá là nội loại chất chứa thật lớn năng lượng sét đánh lôi đỉnh, nháy mắt nổ mạnh chi vị, hủy diệt phá hư tính lớn nhất. Đặc biệt áp dụng với đại diện tích oanh tạc, Dương Nghị Vân nghĩ đến nhất định thực sản thực đồ sộ. Liệt miệng cười ngây ngô nửa ngày lúc sau, Dương Nghị Vân lúc này mới vung tay lên chuẩn bị đi ra ngoài. Dùng hết một viên, còn có hai viên. Sử dụng rất một viên sẽ ở một năm sau lại lần nữa sinh trương ra tới. Trên cơ bản cùng ngũ lôi tím thụ một cái dạng, chẳng qua ngũ lôi tím thụ chu kỳ đoạn, nhưng là lần này càn khôn hồ thăng cấp lúc sau, toàn bộ càn khôn hồ đều đã xảy ra biến hóa, Dương Nghị Vân cũng không có kiểm tia, quá, nghĩ đến tình huống kém không lớn. Buông ra tâm thần cảm giác một chút, quả nhiên cùng phỏng đoán không sai biệt lắm. Tất cả đồ vật chu kỳ đều biên dài quá, yêu cầu một năm thời gian mới có thể tái sinh trường. Sinh mệnh chi thủy cùng mẫu thụ linh đào cũng là như thế. Đương nhiên chu kỳ biên trường, hưởng ứng uy lực công hiệu tự nhiên cũng gia tăng, cũng coi như là đền bù thượng đoạn bản. Ở càn khôn hồ không gian chuyển động một vòng lúc sau, Dương Nghị Vân mang theo thần ma điểu trong lòng nhất định đi ra ngoài, chuẩn bị lại bên ngoài nhìn xem. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, đuổi ra đi, chính là một trận trời đất quay cuồng truyền đến. Phản ứng cũng chưa tới kịp. Ngay sau đó liền xuất hiện ở nội thành tường thành bên ngoài. Lúc này hắn mới phản ứng lại đây, 10 năm thời gian đã tới rồi. Phương Đông Hạo ông trời tử nói qua, ở bên trong thành chỉ có 10 năm thời gian, 10 năm thời gian đã đến, hắn sẽ bị nội thành lực lượng tự động truyền tống ra tới. Định thần lúc sau, Dương Nghị Vân cười cười cũng hảo, dù sao chuyến này xem như viên mãn. Hắn được đến muốn hết thảy, hơn nữa ra ngoài dự kiến hảo. Phóng nhãn nhìn lại, cổ xưa nội thành tường thành như cũ đứng dậy, bốn phía có vẻ chút hoang vắng. Nơi này ở hỗn loạn tiên thành trung ương nhất, lại là nhất thần bí nơi, phạm vi mấy dặm đều không tồn tại kiến trúc, chỉ có từng mảnh rừng rậm vần quanh. Cho nên có vẻ có chút hoang vắng. Xoay người Dương Nghị Vân chuẩn bị hồi Đông Phương gia tộc, nhoáng lên 10 năm qua đi, cũng không biết Lạc Dương cùng Tuyết Hương mấy người thế nào. Hắn lo lắng vẫn là Lạc Dương, sợ ma thần ý thức phản phệ. Bất quá lúc trước hắn đối Phương Đông Hạo ông trời tử nói qua Lạc Dương việc, làm hắn chăm sóc Lạc Dương, có Phương Đông Hạo thiên nhìn nghĩ đến sẽ không ra cái gì vấn đề. Trong lòng nghĩ Lạc Dương Tuyết Hương các nàng, Dương Nghị Vân xoay người bước đi. Bất quá liền ở ngay lúc này, hắn nhạy bén cảm giác hạ, xác thật phát hiện mười mấy luồng hơi thở xuất hiện ở bốn phía trăm mét ở ngoài. Tức khắc hắn liền nhíu mày. Hắn này vừa mới từ trong thành ra tới, đã bị theo dõi, thật đúng là âm hồn không tan. Cái thứ nhất ý niệm nghĩ đến đó là Tây Môn gia tộc người. Dừng lại bước chân, Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt nói, các người Tây Môn gia tộc người thật đúng là mũi chó a, tiểu gia ta mới ra tới liền theo dõi, có phải hay không đã sớm ở bên ngoài thủ, liền chờ tiểu gia ra tới. Nếu đều tới, sao không chính đại quang minh đứng ra? Một đám tránh ở chỗ tối cho rằng tiểu gia cảm giác không đến sao. Có loại ra tới một trận chiến, có cái gì thủ đoạn tiểu gia ta tiếp theo đó là... Ha ha ha, quả nhiên không hổ là nổi danh hỗn loạn tiên thành Dương Nghị Vân, đủ nhạy bén, bất quá có một chút ngươi nói sai rồi, chúng ta cũng không phải là Tây Môn gia tộc người, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, lời nói thật cho ngươi nói đi, ta chờ chính là hỗn loạn tiên vực thảo đầu. Có người treo giải thưởng ngươi đầu người, giá trị xa xỉ, đối với ta chờ thảo đầu tới nói, ăn chính là này khẩu cơm, nếu ngươi đầu người đáng giá, chúng ta đây 10 hình ác nhân đã có thể nhận lấy, tiểu đệ đệ đừng trách móc nga. Dứt lời lạc bế, Dương Nghị Vân nhìn đến chính phía trước xuất hiện một cái mang theo khăn che mặt một thân hắc y trang điểm nữ tử, ngay sau đó bốn phía vầng sáng chớp động, tái xuất hiện 9 người. Không nhiều không ít vừa lúc 10 cái người. Dương Nghị Vân cảm giác đến chỗ xa hơn còn có một ít hơi thở tồn tại, lại là không ra tới, nghĩ đến không phải một đường người. Thảo đầu cái này từ ngữ, lúc trước cùng Phương Đông người sắt nói chuyện phiếm thời điểm, Phương Đông người sắt cho hắn giảng quá một ít hỗn loạn tiên vực sự vật. Thảo đầu kỳ thật liền thổ phỉ giống nhau người, những người này mạo hiểm, vào nhà cướp của hỗn nhật tử, không chuyện ác nào không làm. Hắc y nữ tử tự xưng 10 hình ác nhân, hẳn là các nàng tổ chức tên. Cầm đầu hắc y nữ tử tu vi ở Dương Nghị Vân cảm giác trung tiên quân đại viên mãn đỉnh, dư giả 9 người giải thích tiên quân hậu kỳ, cổ lực lượng này hợp ở bên nhau, đích xác không dung khinh thường. Chính là Dương Nghị Vân nheo lại mắt không sợ chút nào,
ngược lại nội tâm ẩn ẩn có chút hưng phấn. Tu vi đột phá, Đồ Long kiếm có vỏ kiếm, hắn thực lực tăng lên, đang lo không có đối tượng thử xem thực lực của chính mình. Nếu các nàng tới sát chính mình, kia vừa lúc thử xem hiện tại thực lực thủ đoạn. Hắn hiện tại tuy là tiên quân lúc đầu đỉnh, nhìn qua cùng những người này cảnh giới kém xa, chính là chân chính đánh lên tới, ha ha, Dương Mỗ Nhân ở không đột phá phía trước, tiên vương đô giết qua. 10 cái tiên quân, thật sự còn uy hát yêu ta không đến hắn. Thảo đầu, 10 hình ác nhân, nhưng thật ra có ý tứ. Nghe tới có người treo giải thưởng muốn sát chính mình, kẻ thù không nhiều lắm, ở hỗn loạn thiên vực đắc tội chỉ có Tây Môn gia tộc cùng Vu Tôn thực lực. Tây Môn gia tộc có Phương Đông Hạo Thiên uy nhiếp, còn không đến mức, kia chỉ có thể nói Vu Tôn thế lực, cũng chỉ có Vu Tôn thế lực có cái này lực ảnh hưởng. Chuyện này bị Phương Đông Hạo ông trời tử cấp nói chuẩn. Híp mắt Dương Nghị Vân nhìn che ở chính phía trước nữ tử mở miệng nói, lại là không biết người nào treo giải thưởng ta mệnh. Giá trị bao nhiêu? Yêu mị tiếng động từ nữ nhân trong miệng mang theo diễn ngược vang lên, khanh khách, tiểu đệ đệ cái này liền không cần đã biết đi, dù sao đều phải chết người, biết cũng vô dụng không phải, bất quá tỷ tỷ có thể nói cho ngươi, người mệnh giá trị tam vạn thượng phẩm tiên thạch, nhưng thật ra thật sự thực đáng giá. Còn có thể nói cho ngươi, muốn ngươi mạng nhỏ mặc kệ là chúng ta, toàn bộ hỗn loạn tiên thành, thậm chí phóng nhãn hỗn loạn tiên vực đều có khối người, chúng ta chính là phí thật lớn sức lực, mới nghe được ngươi tiến vào nội thành, chính là đợi ngươi mau 10 năm đâu. Ha ha, đích xác thực đáng giá, tam vạn thượng phẩm có chút thiếu điểm, ngươi chờ muốn kiếm cái này tiên thạch sợ là muốn sinh mệnh đại giới, còn kiếm không? Dương Nghị Vân cười tủm tỉm nhìn nữ nhân nói. Ha ha ha, tiểu đệ đệ sợ là còn không biết chúng ta làm thảo đầu, đi chính là vết đao liêu ta huyết lộ. Ăn chính là này khẩu cơm, ân, nghe qua tiểu đệ đệ ngày đó chém giết quá Tây Môn Thanh kia trở tiên vương. Bất quá ta muốn nói cho ngươi chính là, giống Tây Môn Thanh kia trở nhị thế tổ tiên vương, đối chúng ta 10 hình ác nhân lão nói, tùy tiện ra tới một cái đều có thể tiêu diệt hắn, thảo đầu thời thời khắc khắc đều đi ở mũi đao thượng, nửa cái chân đạp ở quỷ môn quan, nếu là không điểm thủ đoạn, đã sớm đi u minh. Cho nên nói a. Tiểu đệ đệ nhưng đừng lấy chúng ta 10 hình ác nhân trở thành Tây Môn Thanh kia trở gối thêu hoa, nhưng có gì ngôn? Không đúng sự thật, đầu người cho chúng ta mượn đi Nga đúng rồi, nhớ kỹ tỷ tỷ là lột ra tiên quân, mặt khác mấy cái đều là tỷ tỷ đệ đệ chém eo, ngũ sa phanh thây, lăng trì, treo cổ đầu, nấu nấu, cung hình, ngoạt hình, chôn sống, rửa mặt chải đầu, chúng ta 10 hình ác nhân, tiễn ngươi một đoạn đường đây chính là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận Nga. Tự xưng là lột ra hắc y nữ tử như là lầm bầm lầu bầu giới thiệu một vòng nàng đồng lõa, bất quá cuối cùng một câu nghe vào Dương Nghị Vân trong tai lại là có chút tức giận. Cũng có thể từ nàng trong giọng nói nghe được ra tới, nàng hoặc là nói các nàng đều thực tự tin. Tây Môn Thanh tuy rằng là tiên vương lúc đầu, nhưng lại ở nàng trong miệng nói thành nhị thế tổ, thực bất kham. Một vị tiên quân khinh thường tiên vương, nếu không phải thực sự có thủ đoạn, đó chính là đầu óc có hố. Dương Nghị Vân giác tự xưng là lột ra tiên quân nữ tử không đến mức đầu óc có hố, đó chính là có thủ đoạn. Đối này hắn trong lòng an an thu hồi coi khinh chi tâm. Tuy rằng hắn thực lực tăng lên, nhưng là đối mặt địch nhân tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Nếu đối phương dám như thế trắng trợn táo bạo xuất hiện, hơn nữa tự xưng là thảo đầu 10 hình ác nhân vậy nhất định có chỗ hơn người. Đối với nàng tự báo danh hào, Dương Nghị Vân nghe xong lại là trong lòng vô cùng cổ quái lên. Lột ra. Chém eo, ngũ sa phanh thây, lăng trì, treo cổ đầu, nấu nấu, cung hình, ngoạt hình, chôn sống, rửa mặt chải đầu, không nhiều không ít, vừa lúc là mãn thanh 10 đại khổ hình A. Dương Nghị Vân trong lòng cổ quái này 10 cái người có phải hay không đi qua mãn thanh thời đại địa cầu. Danh hào thuần một sắc 10 đại khổ hình, trách không được kêu 10 hình ác nhân. Có thể làm thảo đầu cũng tất nhiên không phải cái gì hảo điều. Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm tự xưng là lột ra tiên quân hắc y nữ tử không đang nói chuyện, hắn biết đối phương muốn động thủ. Nhưng hắn cũng không nhàn rỗi. Trong lòng vừa động Đồ Long kiếm từ trong cơ thể mà ra, huyền phù với trước người. Ha ha, xem ra tiểu đệ đệ ngươi là chuẩn bị tốt liều chết, lại là hà tất đâu. Ngoan ngoãn làm tỷ tỷ chúng ta thu đi đầu của ngươi, chẳng phải là tỉnh điểm sự, đúng hay không? Lột ra tiên quân nói chuyện chung trong tay xuất hiện một thanh nửa thước lớn lên đoản đao, nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, nhìn chằm chằm mỏng ra tiên quân, gằn từng chữ, đừng nói ta khi dễ người, cho các ngươi một lần cơ hội, hiện tại lăn, ta bảo đảm không truy các ngươi.
Nói những lời này thời điểm Dương Nghị Vân thực nghiêm túc. Nhưng xem ở đối phương trong mắt, đây là ở hù dọa người. Đại đương gia cùng tiểu tử này phí nói cái gì, trực tiếp băm đó là. Giờ phút này lại là bên trái một gã đại hán ồm ồm mở miệng, trực tiếp hướng về Dương Nghị Vân đánh tới. Lột ra tiên quân vừa thấy, trong lòng thở dài, lão tam vẫn là vô cùng lo lắng tính tình, cái này Dương Nghị Vân có thể sát tiên vương Tây Môn Thanh, đặc biệt là đơn giản như vậy. Nàng sở dĩ nói nhiều như vậy vô nghĩa, đơn giản là tưởng nhiễu loạn Dương Nghị Vân đạo tâm mà thôi. Nhưng hiện tại lão tam đã xông lên đi, cũng liền không cần thiết lại háo đi xuống, lập tức đối với những người khác nói, cùng nhau thượng, tốc chiến tốc thắng. Tức khác là cá nhân bốn phương tám hướng đối với Dương Nghị Vân khởi xướng công kích. 10 cái người đều cách xa nhau Dương Nghị Vân mấy chục mét ở ngoài, mỗi người trong tay các có pháp khí. Đoàn đao, trường đao, co duỗi, đại ung từ từ, 10 cái người từng người trong tay tiên khí bất đồng, Dương Nghị Vân xem ra đều là ác độc hình pháp khí đối với hắn tiếp đón lại đây. Hừ lạnh một tiếng, đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi chính mình không quý trọng. Đông. Hắn không có trực tiếp vận dụng đồ long kiếm, mà là thúc giục chuông Đông Hoàng. Một tiếng chuông vang lúc sau, chuông Đông Hoàng huyền phù trong người, kim sắc phù văn lưu chuyển lên. Dương Nghị Vân liền muốn thử xem chính mình phòng ngự năng lượng hiện tại có thể đạt tới tình trạng gì. Đương nhiên là chuông Đông Hoàng kết hợp pháp lực phòng ngự, cũng là hắn cơ bản nhất phòng ngự. Tu vi nhập tiên quân lúc sau, thực lực tăng trưởng cho hắn một loại gần như trăng bành trướng cường đại cảm. Lần này cũng vừa lúc thử xem thực lực của chính mình. Chuông Đông Hoàng hơn nữa pháp lực kết hợp phòng ngự, Dương Nghị Vân nghĩ đến hiện tại cũng là không tồi. Hắn hiện tại có thể đem chuông Đông Hoàng triệu hồi ra tới, hơn nữa lấy pháp lực thúc dục dựng lên, hai người tương kết hợp dưới, có thể sinh ra phản ứng hóa học giống nhau hiệu ứng. Đương nhiên chuông Đông Hoàng cùng pháp lực tương kết hợp vấn đề này, cho rằng hắn không nghĩ nhiều quá, chẳng qua tự bước vào tiên quân cảnh giới sau. Ở tu luyện phương diện các loại lực lượng vận dụng thượng, giống như là thể hồ quán đỉnh giống nhau có một cái hoàn toàn mới khái niệm, tựa hồ trước kia rất nhiều khó hiểu chỗ, ở thời điểm này đều có một cái rõ ràng phương hướng. Lúc này chuông Đông Hoàng hiện lên ở bên ngoài cơ thể, cuồn cuộn không ngừng pháp lực dung nhập ở chuông Đông Hoàng thúc dục lúc sau, chuông Đông Hoàng cơ hồ từ hư ảnh trạng thái biến thành thực chất hóa. Không hề nghi ngờ lực phòng ngự tăng lên không biết nhiều ít cái trình tự. Dương Nghị Vân muốn thử xem. Này đó tiên quân hậu kỳ thậm chí là đại viên mãn cấp bậc tiên nhân có thể đối hắn chuông Đông Hoàng phòng ngự đả kích lực độ có bao nhiêu đại. Chỉ chớp mắt 10 hình ác nhân công kích lấy đủ loại phương thức dừng ở Dương Nghị Vân trên người. Bất quá Dương Nghị Vân không đánh trả, chỉ là toàn lực vận chuyển chuông Đông Hoàng thúc dục hồn hậu pháp lực ở chuông Đông Hoàng thượng, đem chuông Đông Hoàng hóa thành thực chất. 10 hình ác nhân công kích mà đi, lại là nhìn đến Dương Nghị Vân trên người bao phủ thượng một ngụm đại trung. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị phòng ngự không chuẩn bị động thủ. Lần này làm 10 hình ác nhân tức giận. Tiểu tử này mẹ nó đây là khinh thường người a. Một đám đều cảm thấy đã chịu thật lớn vũ nhục. Đường đường hỗn loạn tiên vực xú danh rõ ràng 10 hình ác nhân, trừ bỏ lão đại lột ra tiên quân là tiên quân đại viên mãn ở ngoài, những người khác đều là thuần một sắc tiên quân hậu kỳ tu vi, hơn nữa các có thủ đoạn thần thông. Nhưng là Dương Nghị Vân ở bọn họ trong mắt chính là tiên quân lúc đầu mà thôi. Liền tính hắn tiểu tử cái này tiên quân lúc đầu so với tầm thường tiên quân lúc đầu cường đại lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể kháng hạ bọn họ 10 người công kích? Quả thực cuồng vọng. Giết hắn. Lột ra tiên quân cũng tức giận, chưa thấy qua như thế cuồng vọng người. Ra lệnh một tiếng, mọi người công kích nháy mắt dừng ở Dương Nghị Vân trên người. Ầm ầm ầm. Liên tiếp nổ vang vang vọng. Dương Nghị Vân bị cường đại pháp lực công kích vùi lấp ở bên trong. Các loại lực lượng nhan sắc hội tụ ở bên nhau, ngũ quang thập sắc, khí thế như hồng. Nhìn không thấy Dương Nghị Vân thân ảnh. Cũng chính là ngắn ngủn không đến 10 tức chi gian, giữa sân quay về bình tĩnh. Nhưng lại tràn đầy nồng đậm bụi đất phi dương, cuốn tịch mấy chục mét chi cao. 10 hình ác nhân lạnh mắt nhìn chằm chằm, bọn họ tin tưởng lần này tiêu diệt Dương Nghị Vân vậy là đủ rồi. Nhưng mà ngay sau đó lại là một tiếng lạnh băng từ bụi đất trung truyền đến, nên ta đi. Dứt lời, 10 hình ác nhân một đám sắc mặt đại biến. Nghe thanh âm tựa hồ lông tóc phô thương a. Bọn họ cảm giác không thích hợp, một đám thần kinh căng chặt dựng lên. Nhưng lại ở ngay lúc này, lại thấy một đạo ngân quang lộng lẫy bùng nổ. Từ nồng đậm bụi đất trung lóng lánh dựng lên. Ong! Một tiếng kiếm minh. Che trời lấp đất kiếm khí tung hoành bùng nổ.
Đồ long ra khỏi vỏ, phong vân chu sát. Quát nhẹ vang lên. Vèo vèo vèo. Ngân quang chợt lóe ở 10 hình ác nhân chi gian, giữa sân trong lúc nhất thời giống như là một đạo tia chớp du tẩu một chút. Phốc 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 phốc. Một thật sâu nặng nề không ngừng vang lên. Ngô ngô ngô. Thống khổ trầm thấp thanh âm từ giữa sân 10 hình ác nhân trong miệng hàm hồ mà ra, xác thật nghe tới không có một câu hoàn chỉnh nói. Một đám bưng kín cổ, mà ở bọn họ trên người còn lại là một đám huyết lỗ thủng. Lúc này, bụi đất dần dần tan đi, Dương Nghị Vân từ bụi đất chung không đồng nhất từng bước đi ra, vung tay lên đồ long kiếm trở vào bao, dừng ở trong tay hắn. Bùm bùm. 10 hình ác nhân một đám ngã xuống trên mặt đất, không một may mắn thoát khỏi, bao gồm mạnh nhất lão đại Lột Da Tiên Quân, toàn thân sinh cơ sói mòn. Kiếm ra nghiền áp, ngay lập tức chi gian toàn bộ bị chảm. Bẻ gãy nghiền nát giống nhau nghiền áp 10 hình ác nhân. Dương Nghị Vân nhìn ngã trên mặt đất 10 hình ác nhân, vung tay lên 10 đóa thanh liên tiên hỏa rừng ở bọn họ 10 người trên người, bắt đầu thiêu đốt lên. Hà tất đâu, đã cho các ngươi cơ hội. Lầm bầm lầu bầu chung. Dương Mỗ Nhân thu hồi 10 hình ác nhân chứa đựng nhẫn. Vừa mới hắn vốn dĩ không nghĩ xuất kiếm, chính là tưởng lấy thuần túy tự thân lực lượng đánh một trận, nhưng mà chuông Đông Hoàng phòng ngự ở thực hành cá nhân phát động công kích lúc sau, lại là xuất hiện vết rách. Cho nên Dương Nghị Vân biết đây là cá nhân thủ đoạn lực lượng đích xác thắng qua cùng cấp bậc tiên quân, nếu như vậy liền không cần thiết lãng phí thời gian. Thúc dục đồ long kiếm. Có phong vân vỏ kiếm phụ trợ hơn nữa hắn thực lực tăng lên, kiếm ra lúc sau. Ra ngoài hắn đoán trước hiệu quả hảo, uy lực đại. Cơ hồ là tia chớp sao băng xẹt qua trời cao, ở 10 hình ác nhân chi gian chợt lóe rồi biến mất, mỗi người trên người đâm ra ít nhất 3 cái huyết lỗ thủng, cuối cùng một kích là cắt yết hầu. Căn bản là không có cho bọn hắn 10 người cơ hội phản kích. Có phong vân vỏ kiếm phụ trợ đồ long kiếm sắc bén, tốc độ toàn như một đạo lưu quang, căn bản vô pháp bắt giữ. Hơn nữa Dương Nghị Vân ngự kiếm chi đạo. Quả thực chính là một phen sát thần chi kiếm. Mọi việc đều thuận lợi, thế không thể đỡ. Nháy mắt hạ gục 10 hình ác nhân. Đối này 10 cái người Dương Nghị Vân không hề từ bi, bởi vì là thảo đầu là thập đại ác nhân, giết chính là vì dân trừ hại. Lúc này Dương Nghị Vân tâm không gợn sóng động, nhìn chung quanh bốn phía. Bốn phía nhìn không thấy một người xuất hiện, nhưng hắn lại biết, này thiên trong rừng rậm còn tồn tại không ít người đang âm thầm nhìn trộm hắn. Có lẽ 10 hình ác nhân chỉ là đi tiền trạm mà thôi. Nếu là bị người treo giải thưởng tam vạn thượng phẩm tiên thạch người, có lẽ lực hấp dẫn vẫn là rất nhiều đại. Nếu không 10 hình ác nhân cũng sẽ không nhảy ra giết hắn kiếm tam vạn thượng phẩm tiên thạch. Hắn chém giết 10 hình ác nhân, nhưng nơi xa che giấu hơi thở như cũ tồn tại. Dương Nghị Vân cười lạnh mở miệng nói, còn có ai muốn kiếm ta Dương Mỗ Nhân tam vạn thượng phẩm tiên thạch cứ việc đi lên, bị tránh ở âm thầm lén lút. Dương Mỗ Nhân trong tay kiếm khách không khách khí, 10 tức trong vòng không lăn giả, sát. Đối âm thầm nhìn trộm những người này Dương Nghị Vân phát ra cảnh cáo. 10 tức thời gian nếu là còn có người tồn tại, vậy đừng trách hắn không khách khí. Nếu muốn kiếm tam vạn nhiều thượng phẩm tiên thạch, vậy phải có giác ngộ, làm tốt bị giết giác ngộ. Hắn không giết hại, nhưng cũng không sợ những người này. Càng không phải mềm quả hồng. Nói xong lúc sau đứng ở tại chỗ trong lòng mặc số. Cũng chờ có người đi lên, càng chờ những người này biết khó mà lui. Có thể chém giết 10 hình ác nhân, là có thể giết bọn hắn. Dương Nghị Vân này phiên cảnh cáo chính là muốn nói cho sở hữu đối hắn nhìn trộm người, bị chọc ta. Trêu chọc hắn, hắn sẽ không khách khí. 1, 2, 3, 9, 10. Dương Nghị Vân ở trong lòng mặc đếm 10 cái số, khóe miệng giơ lên cười lạnh lên. Xem ra thật là có không sợ chết người, cũng hảo. Hỗn loạn tiên thành lập uy liền từ các ngươi bắt đầu. Muốn hướng nơi xa, Dương Nghị Vân nói thầm giả. Có thể phát hiện những người này tồn tại, kỳ thật đều là thần ma điểu trợ giúp báo động trước. Lúc này thần ma điểu mở miệng nói, tiểu tử ngươi nghĩ kỹ nga, nhưng có thượng trăm luồng hơi thở tồn tại, trong đó nện bước tiên vương hơi thở, hỗn nguyên nói tiên chiếm cứ đa số, tiên quân thứ chi, một khi trêu chọc, chưa chừng liền sẽ vây quanh đi lên. Biết có mấy cái tiên vương tồn tại sao? Dương Nghị Vân trực tiếp hỏi thần ma điểu. 3 cái tiên vương, trong đó một người hậu kỳ, dư giả 2 cái trung kỳ, nhìn qua tựa hồ không phải một đợt người. Thần ma điểu trả lời Dương Nghị Vân. Hảo, vậy ngươi cũng đừng quản, chỉ cần không phải tiên đế trình diện, tiểu gia ta liền giết bọn hắn một cái hoa rơi nước chảy. Này đám ô hợp, đều nghĩ lấy chúng ta đầu đi đổi tiên thạch,
ha ha, cũng hảo, nếu như vậy, ta liền giết sạch bọn họ, xem ai còn dám đánh ta chủ ý. Dương Nghị Vân cắn răng nói xong, ngay sau đó thân hình một tiếng trực tiếp mà động, không phải lao ra đi, mà là nhảy phi thân dựng lên, phía trên phía chân trời. Đồ Long kiếm ra khỏi vỏ. Ong! Đồ Long kiếm kiếm minh dựng lên. Tức khắc gió nổi lên mây di chuyển. Có cuồng phong gào thét, có cuốn vân hội tụ. Đồ Long kiếm ngân quang lộng lẫy, Dương Nghị Vân pháp lực thần hồn cuồn cuộn không ngừng độ nhập trong đó. Phong vân vỏ kiếm hóa phong hóa vân, hội tụ dưới hình thành vô cùng đồ sộ nhất kiếm. Dự trữ lúc sau, Dương Nghị Vân bạo giống một tiếng, chảm. Một chữ vang vọng phía chân trời. Vèo. Nhất kiếm phi lạc mà xuống, lại là tại đây một khắc hóa thành mấy trăm kiếm khí. Cường đại kiếm khí dưới, phía dưới rừng cây răng rắc đứt gãy. Lại là vào lúc này, bị chỉ số không rõ kiếm khí cấp phá hủy. Giấu ở trong rừng cây tiên nhân, cảm nhận được sắc bén vô cùng kiếm khí, lại là cảm giác không ổn, nhưng lúc này muốn chạy cũng chưa môn. Bởi vì lúc này Dương Nghị Vân ngự kiếm chỉ đạo đạt tới cây số phạm vi, nguyên thần ý thức bao phủ dưới, cây số phạm vi ngự kiếm như ý niệm. Tâm động tác kiếm đến. Trốn không thoát. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại đây một rừng cây trong vòng. A a a. Quỷ khóc sói gào. Đoạn thủy, tích mà. Trước sau hai tiếng ngự kiếm chỉ đạo kiếm chiêu, trong tay kiếm quyết phũ động, Dương Nghị Vân huyền phù giữa không trung phía trên, ngự kiếm giết địch. Dưới thân phương, cây số trong vòng, lấy hắn vì trung tâm, kiếm khí vô khác biệt bay đi xuống. Hoàn toàn bị kiếm khí bao phủ. Ngắn ngủn 10 tức lúc sau, Dương Nghị Vân ngự kiếm dừng lại, đầy trời bóng kiếm hợp nhất, khôi phục thành Đồ Long kiếm, huyền phù với trước người. Nhưng phía dưới cây số rừng cây lại vẫn như cũ xưng là cho tàn. Không có một thảo một mộc hoàn chỉnh. Đều bị kiếm khí phá hủy. Mà trong đó còn lại là lưu lại 135 cụ huyết nhục mơ hồ thi thể. Một hơi ngự kiếm giết sạch rồi sở hữu dấu ở trong rừng cây hỗn nguyên nói tiên cùng tiên quân hạng người. Bất quá. Lúc này Dương Nghị Vân ánh mắt lại là như cũng nhìn chằm chằm phía trước. Ba cái tiên vương còn sống. Chính như thần ma điểu lời nói, một cái tiên vương hậu kỳ, hai cái tiên vương trung kỳ. Đặt ở dĩ vãng, ở Dương Nghị Vân trong mắt bực này tu vi chính là cường giả. Nhưng hiện tại, hắn không sợ mảy may. Ngự kiếm dưới. Hắn cũng không trông cậy vào một chút là có thể xử lý ba cái tiên vương. Mục đích chính là xử lý những cái đó hỗn nguyên cùng tiên quân, thanh trừ chướng ngại lại nói. Tiên vương trung quy là tiên vương, siêu việt tiên quân tồn tại. Tới rồi cái này cấp bậc, chính là một cái cảnh giới chênh lệch vẫn là rất lớn. Ba cái tiên vương chặn hắn ngự kiếm công kích, này ở trong dữ liệu. Vốn dĩ ngự kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm chính là đại diện tích công kích, uy lực sẽ phân nhược. Ba cái tiên vương có thể ngăn trở, cũng bình thường. Nhưng là kế tiếp chiến đấu, liền không nhất định, mục tiêu thu nhỏ lại, hắn có rất nhiều lực lượng cùng bọn họ một trận chiến. Giảng nói thật Dương Nghị Vân cảm giác chém giết tiên quân dưới tiên nhân chính là ở khi dễ người. Này ba cái tiên vương mới xem như chân chính động thực lực. Một cái tiên vương hậu kỳ chạm một bên, hai cái tiên vương trung kỳ chạm cùng nhau, nhìn qua chính là hai đám người bộ dáng. Dương Nghị Vân nheo lại mắt đảo qua. Này ba người hơi thở chung, tiên vương hậu kỳ tiên nhân cho hắn một loại quen thuộc cảm, nghĩ lại hồi tưởng một chút, tựa hồ trên người hắn tu luyện hơi thở cùng Tây Môn gia tộc hơi thở thực tương tự. Ngươi là Tây Môn gia tộc người? Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm tiên vương hậu kỳ tiên nhân đặt câu hỏi. Đối phương không có trả lời hắn, chỉ là toàn thân căng chặt lên. Đến nỗi hai cái tiên vương trung kỳ tiên nhân, giờ phút này sắc mặt lại là trắng bệch chi sắc. Không chờ Dương Nghị Vân mở miệng. Trong đó một người lại là ôm quyền nói, Dương đạo hữu chúng ta huynh đệ là Độc Cô gia tộc người, chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi, tuyệt không mạo phạm chi ý. Trước mắt chi ý tưởng giải hòa, sau khi nói xong vội vàng chỉ vào cái kia tiên vương hậu kỳ tiên nhân nói, hắn chính là Tây Môn gia tộc người, hôm nay xuất hiện ở chỗ này những người khác trong đó có mấy chục người đều là Tây Môn gia tộc người, dư giả đều là muốn giết người đến treo giải thưởng người, bọn họ đều là hỗn loạn thiên thành tu sĩ. Hôm nay việc với chúng ta Độc Cô gia không có quan hệ. Ha ha ha. Lúc này tên kia Tây Môn gia tộc tiên vương hậu kỳ tiên nhân nghe Độc Cô gia người này nói chuyện, lại là ha 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 cuồng tiếu lên, ngay sau đó tức giận nói, vô sỉ, toàn bộ hỗn loạn tiên thành ai không biết các ngươi Độc Cô gia tộc chính là hỗn loạn tiên vực đệ nhất sát thủ tổ chức. Các ngươi dám nói hôm nay những người này chung không có các ngươi Độc Cô gia tộc sát thủ sao?
Lời này một chỗ, Độc Cô gia tộc hai người sắc mặt thanh đỏ lên. Dương Nghị Vân lúc này xem như minh bạch, đều không phải thứ tốt. Hơn nữa Độc Cô gia tộc người cư nhiên vẫn là hỗn loạn thiên vực đệ nhất sát thủ tổ chức, như thế hôm nay việc, không có một cái vô tội giả. Ha ha! Dương Nghị Vân cười lạnh một tiếng, ngươi chờ đều đáng chết, nếu muốn giết ta, liền phải có bị giết chuẩn bị, nhìn đến tiểu gia thực lực cường đại liền tưởng bỏ qua một bên can hệ, đương nhiên là sát ngốc tử sao. Dứt lời Dương Nghị Vân bỗng nhiên bạo giống, đoạn thủy, tích mà. Đồ long kiếm nổ vang một tiếng, vèo một chút trực tiếp chém đi xuống, lần này là hai kiếm. Hoa sen đen truyền thụ hắn ngự kiếm chi đạo chung, bốn chiêu kiếm pháp. Dương Nghị Vân dùng ra hai kiếm, lại cũng tin tưởng đủ hai cái tiên vương trung kỳ uống thượng một hồ. Bất quá ngay sau đó hắn trong lòng lại động, lại là ong đuôi châm vô thanh vô tức thi triển đi ra ngoài. Này hai kiếm nhằm vào chính là hai cái tiên vương trung kỳ tiên nhân, là Độc Cô gia tộc sát thủ. Hắn biết không nhất định có thể chạm được, cho nên ong đuôi châm chính là chuẩn bị ở sau. Đến nỗi cái kia Tây Môn gia tộc tiên vương hậu kỳ, còn lại là ở hắn xuất kiếm lúc sau, cư nhiên trước tiên hóa thành một đạo lưu quang chạy thoát. Hừ, thoát được sao? Dương Nghị Vân trong lòng cười lạnh. Trước giải quyết hai cái tiên vương trung kỳ, lại đi giết cái kia tiên vương hậu kỳ, hôm nay một cái đều đừng nghĩ trốn. U Minh Đằng Thụ. Ầm vang. Vung tay lên Dương Nghị Vân đem U Minh Đằng Thụ vứt ra tới, vô số dây mây lan tràn mở ra, đi vây khốn Tây Môn ra cái kia tiên vương hậu kỳ. Rầm rầm. Ngự kiếm mà ra tia chớp hai kiếm, trước sau đối với Độc Cô gia tộc hai cái tiên vương trung kỳ chém xuống. Độc Cô gia này hai cái tiên vương, vừa rồi lĩnh giáo qua Dương Nghị Vân ngự kiếm chi uy, phía trước cái loại này phạm vi lớn kiếm khí công kích, so cái này nhược nhiều, đều làm cho bọn họ dùng ra ăn nãi sức lực, mới phòng ngự xuống dưới. Lúc này thực rõ ràng nhằm vào bọn họ hai người hai kiếm chi uy, cũng thật làm hai người trong lòng phát mao. Dương Nghị Vân kiếm hiển nhiên không phải tầm thường tiên kiếm, hơn nữa vẫn là cao giai ngự kiếm chi đạo, kỳ thật không tin tưởng ngạnh kháng đi. Lần này ra tới chính là cái sai lầm. Thật là vô tôn thế lực có người thả ra lời nói, treo giải thưởng Dương Nghị Vân đầu người, bọn họ Độc Cô gia tộc cũng thật là sát thủ tổ chức, nhưng lại không phải bọn họ. Độc Cô gia tộc sát thủ, kỳ thật dễ dàng như vậy, bọn họ chi thức gia tộc thành viên, nghe nói treo giải thưởng việc sau xung phong nhận việc tiếp được nhiệm vụ này, mang theo 20 danh tiên quân tu vi sát thủ mà đến. Nghe nói Dương Nghị Vân 10 năm đi tới vào nội thành, liền ở chỗ này chờ phục kích. Lại là không nghĩ tới sẽ là bực này kết quả. Ở hỗn loạn tiên bên trong thành, mọi người đều biết Dương Nghị Vân có Phương Đông Hạo Thiên che chở, tự nhiên không dám động thủ, nhưng nội thành ở ngoài này phiến rừng cây, vừa lúc là cái cách đất chống mang. Tới nơi này tru sát Dương Nghị Vân nhất thích hợp. Không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện nhiều người như vậy. Càng không nghĩ tới Dương Nghị Vân tu vi cư nhiên bước vào tiên quân chi cảnh, hơn nữa có như vậy cường hãn ngự kiếm chi thuật. Cùng hiểu biết đến tình báo hoàn toàn không phù hợp. Nhưng hiện tại hết thảy đều chậm. Dương Nghị Vân theo dõi bọn họ. Không chiêu, không nghĩ chứng minh ngăn cản cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Tiên vương chi ấn giáp. Độc cô chi kiếm đạo, thiên địa nhất kiếm. Hai người một cái lựa chọn phòng ngự, người trước trong tay thành ấn xuất hiện lộng lẫy kim giáp phù văn lưu truyền, người sau trong tay cầm kiếm, đối với Dương Nghị Vân ngự kiếm mà đến, bạo giống một tiếng trực tiếp đón nhận. Phốc phốc. Nhưng lại ở một kích lúc sau, đều là hộc máu hôi hổi lùi lại mấy chục mét. Hô! Còn hảo cuối cùng là kháng hạ. Độc cô ra hai cái tiên vương giờ phút này bị thương nặng. Nhưng lại kháng hạ Dương Nghị Vân ngự kiếm chém giết công kích. Hai người thật sự là không nghĩ ra, một cái nho nhỏ tiên quân lúc đầu mà thôi, liền tính trong tay kiếm là thượng phẩm thậm chí là cực phẩm tiên kiếm, uy lực cũng không xưng sao khủng bố đi. Bọn họ hai cái đường đường tiên vương trung kỳ cao thủ. Hoàn toàn bị tiểu tử này cấp ngược. Chẳng qua bọn họ hai cái không biết chính là Dương Mỗ Nhân đồ long kiếm so với bọn hắn tưởng tượng còn cao giai, thậm chí hiện tại có phong vân vỏ kiếm liền càng là như hổ thêm cánh. Phong vân vỏ kiếm chính là thần giới kiếm đạo thánh nhân đãi kiếm sĩ, đối với kiếm đạo lý giải viễn siêu tiên giới cái này trình tự, càng là ngự phong đáp mây bay tồn tại, đối đồ long kiếm quả thực là như thần trợ. Này hai kiếm chính là Dương Nghị Vân cái này chủ nhân tu vi vẫn là nhược kê điểm. Nếu không đủ để chém bọn họ. Hai người thực sự bị kia khủng bố kiếm đạo hơi thở cấp làm sợ, lúc này vừa thấy, Tây Môn ra cái kia tiên đế bị một gốc cây màu xám đằng thụ cấp vây khốn, mà Dương Nghị Vân kia tiểu tử còn lại là nhanh chóng từ phía chân trời vọt xuống dưới.
lúc này không đi càng đãi khi nào. Hai người không chút do dự nhanh chân liền chạy. Chẳng qua bọn họ không thấy được chính là, giờ phút này Dương Nghị Vân lại là khóe miệng lộ ra ý cười. Nhưng hai cái tiên vương xoay người chạy trốn một khắc liền chú định bọn họ tử lộ một cái. Nếu không xoay người chạy trốn có lẽ còn có thể sống lâu trong chốc lát, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Bởi vì giờ phút này Dương Nghị Vân sử dụng ong đuôi châm đã tới rồi hai người 10 mét trong vòng, vô thanh vô tức công kích, chính là muốn bọn họ mệnh truy mệnh châm. Xoay người lúc sau lực chú ý tự nhiên sẽ phân tán. Cho nên Dương Nghị Vân nhìn đến hai người xoay người, khóe miệng liền lộ ra ý cười. Chuẩn bị sử dụng ong đuôi châm hết sức, mà xui quỷ khiến Dương Nghị Vân trong tay pháp quyết biến ảo, lại là biến thành ngự kiếm chi đạo kiếm quyết. Dùng ngự kiếm phương pháp đi sử dụng ong đuôi châm không biết hiệu quả như thế nào. Dương Nghị Vân muốn thử xem. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy ong đuôi châm chợt lóe rồi biến mất ở trong đó một người sau đầu. Lần này Dương Nghị Vân đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, ngày thường bình thường đi thúc dục ong đuôi châm hắn là có thể thấy vận hành quỹ đạo, nhưng vừa rồi chuyển biến một chút ý nghĩ lấy ngự kiếm chi đạo đi sử dụng ong đuôi châm, cư nhiên không có nhìn đến ong đuôi châm vận hành quỹ đạo. Này thuyết minh cái này ý nghĩ là chính xác. Càng thuyết minh tốc độ nâng lên thăng một mảng lớn. Đạt tới hắn cái này chủ nhân chỉ có thể cảm giác được, lại nhìn không tới nông nỗi, đây là phi thường khủng bố. Hắn đều nhìn không tới, người khác liền càng nhìn không tới. Cho nên ong đuôi châm chợt lóe biến mất ở trong đó một người tiên vương nội sau, tên này tiên vương như cũ còn ở phi hành chung. Nhưng là Dương Nghị Vân lại biết hắn đã xong rồi. Đây là bởi vì ong đuôi châm tốc độ mau tới rồi cho đến nguyên nhân. Kỳ thật đã trúng chiêu. Quả nhiên giây tiếp theo, tên này tiên vương bỗng nhiên ở phi hành trung chấn động tin tức xuống dưới. A, à, lại hét thảm một tiếng, cái thứ hai tiên vương rơi xuống dưới. Trong tay ngự kiếm phương pháp điều khiển ong đuôi châm, hai gã vốn là đã không có chiến đấu chi tâm, đạo tâm đều đại loạn tiên vương trước sau ong đuôi châm đâm trúng yếu hại. Đến tận đây tử vong. Ở bọn họ giữa mày đều có một cái nho nhỏ miệng vết thương, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Dương Nghị Vân vừa lòng, hắn không nghĩ tới ong đuôi châm đồng dạng có thể sử dụng ngự kiếm chi đạo thủ đoạn tới sử dụng, hơn nữa hiệu quả càng tốt. Ong đuôi châm thu hồi, đồng thời nhân tiện cướp đoạt hai người chứa đựng hết hạn, Dương Nghị Vân không lại để ý tới hai cái độc cô gia tiên vương, độc cô gia, Dương Nghị Vân nhớ kỹ. Ngay sau đó nhìn về phía mấy chục mét ngoại. Bị hắn dùng u minh đằng thụ vây khốn Tây Môn gia tiên vương hậu kỳ. Ầm vang. Lúc này u minh đằng thụ tạc nứt tắc tắc mà đoạn, biến trở về nguyên hình u minh cốt khí. Dương Nghị Vân biết đối với tiên vương hậu kỳ cao thủ u minh đằng thụ vây không được bao lâu, bất quá mục đích của hắn chính là kéo dài một chút thời gian. Giờ phút này u minh đằng thụ bị đối phương đánh tan cũng ở trong dự liệu, chỉ tiếc yêu cầu một lần nữa lại triệu hoán u minh sinh vật, mỗi một lần triệu hoán đều phi thường hao phí thần hồn. Đối với Tây Môn gia cái này tiên vương hậu kỳ, Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không lấy hai cái độc cô gia tiên vương trung kỳ giống nhau đối đãi, trung kỳ cùng hậu kỳ nghe tới chỉ là một cái tiểu cảnh giới khác biệt. Nhưng trên thực lực lại là cách biệt một trời. Có thể vây hạ điểm này thời gian thật là không dễ. Vốn dĩ tính toán chính là trước giải quyết hai cái độc cô gia tiên vương trung kỳ, trên thực tế cũng vô dụng bao nhiêu thời gian không đủ nửa phút. Này nửa phút nội. Tây Môn gia cái này tiên vương liền hủy diệt rồi hắn U Minh Đằng Thụ, cũng chứng thực U Minh Đằng Thụ đối thượng tiên vương hậu kỳ, nửa phút quá miễn cưỡng, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Chỉ chớp mắt Tây Môn gia tên này tiên vương hóa thành một đạo nước lũ mà chạy, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Dương Nghị Vân nheo lại mắt thấy, trong lòng vừa động đồ long kiếm ngân quang lập lòe, hắn đứng ở đồ long kiếm thượng, ngự kiếm mà truy. Trên thực tế công kích ở trong phạm vi, nhưng Dương Nghị Vân cũng không có công kích. Mà là đuổi sát mà đi. Ngự kiếm lúc sau, tốc độ chút nào không cần tên này tiên vương chậm, liền bảo trì ở 5 đến 60 mét khoảng cách. Chẳng qua Dương Mẫu Nhân trong tay một phen xuất hiện một viên thổ hoàng sắc trái cây, thật là sét đánh quả, hoặc là nói là dưa hấu lôi. Hắn càng thích dưa hấu lôi tên này. Khóe miệng mang theo xấu xa ý cười, không nhanh không chậm đuổi theo Tây Môn gia tên này tiên vương hậu kỳ cao thủ. Dương Mẫu Nhân quyết định chủ ý. Phải cho hắn cùng Tây Môn gia đưa một phần lễ. Này một phần lễ chính là trong tay dưa hấu lôi. Rất muốn biết, trong tay này viên dưa hấu lôi quăng ra ngoài tạc một cái tiên vương hậu kỳ cao thủ là cái dạng gì quang cảnh. Không biết có thể hay không nổ chết, hoặc là nói có thể tạc tới trình độ nào. Đối này Dương Nghị Vân trong lòng tràn ngập chờ mong.
Tưởng tượng rất đơn giản, người này nếu là Tây Môn gia người, tất nhiên sẽ trốn hướng Tây Môn gia tộc. Kia hắn liền đi theo hắn tới rồi Tây Môn gia cổng lớn sau, cầm trong tay này viên dưa hấu lôi quang ra ngoài, liền tính là tạc bất tử cái này tiên vương hậu kỳ cao thủ, tin tưởng nhất định có thể tạc hủy Tây Môn gia tộc đại môn đi. Ba lần bốn lượt trêu chọc hắn, Tây Môn gia, hắn đã sớm tưởng động nhất động, tuy rằng có cái tiên đế tồn tại, nhưng giờ phút này Dương Nghị Vân như cũ dám đi trêu chọc. Hơn nữa hắn tin tưởng chính mình nếu là muốn chạy trốn, Tây Môn gia vị nào tiên đế lúc đầu lão đông Tây không nhất định truy thượng, liền tính truy đến sơn, cũng chưa chắc dám động thủ, bởi vì hắn Dương Nghị Vân hiện tại là phương đông hạo ông trời tử che chở người, Tây Môn gia tiên đế dám động thủ. Dương Nghị Vân tin tưởng phương Đông Hạo Thiên định nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, việc này quan thể diện. Cùng phương Đông Hạo ông trời tử vị này phong hào tiên đế so sánh với, Tây Môn gia tiên đế thí đều không phải. Cho nên này đi chính là cấp Tây Môn gia mách lẻo đi, cũng là kinh sợ hỗn loạn tiên thành những cái đó tưởng kia người khác đầu đổi thiên thạch bọn đạo trích hạng người. Một viên dưa hấu lôi, này phân lễ, đủ rồi. Chỉ cần hôm nay hắn hủy hoại Tây Môn gia đại môn, tin tưởng từ nay về sau tại đây hỗn loạn tiên thành, liền không mấy cái không có mắt tìm hắn phiền toái. Bất luận cái gì địa phương, đại môn đại biểu chính là thể diện, mà hắn hiện tại chính là đi đánh Tây Môn gia mặt. Tây Môn gia vị này tiên vương nhưng buồn bực hỏng rồi, lần này hắn ra tới chính là phụng gia chủ chi mệnh, tiến đến thu thập Dương Nghị Vân, nhưng kết quả ra ngoài dự kiến a. Người này kêu Tây Môn Du, Tây gia môn tộc tộc lão chi nhất, hàng năm bế quan tiềm tu. Nhất hiểu được su cát tị hung, ở Tây Môn du khách sinh tín điều chung, sống được lâu mới là đại đạo. Hắn cho rằng chiến đấu chém giết, không phải liều mạng xưng hùng, mà là bảo mệnh. Đánh thắng được hướng đã chết đánh, đánh không lại lập tức trốn chạy, chỉ có sống sót mới có thể lại lần nữa đi chiến thắng địch nhân, sống được xa xăm mới có thể ngao chết đại bộ phận người. Liên tỷ như nói hắn, cùng thế hệ người chung, sống cùng hắn giống nhau lâu dài ở toàn bộ gia tộc đều tìm không ra một bàn tay tới. Đúng là bởi vì hắn hiểu bảo mệnh chi đạo. Lần này vốn dĩ đang bế quan chung, lại là bị gia chủ dám mạnh mẽ triệu hoán ra tới, cái này làm cho hắn thực khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp, gia chủ mệnh lệnh muốn nghe. Dựa theo gia chủ ý tứ làm hắn đi sát một cái gia Dương Nghị Vân người. Tiền căn hậu quả hiểu biết sau, Tây Môn Du lĩnh mệnh xuất quan, sát Dương Nghị Vân. Nhưng là giờ phút này, Tây Môn Du lại ở trong lòng vô hạn nguyền rủa Tây Môn gia chủ. Người đại gia Tây Môn Thiên Tinh, này mẹ nó tưởng hố chết ta à, tiểu tử này thực lực thủ đoạn tiên vương đô bị tàn sát, còn nói là hỗn nguyên nói tiên người đại gia à Tây Môn Du cấp tốc phi hành trung nguyền rủa gia chủ Tây Môn Thiên Tinh. Tây Môn Du hận chết Tây Môn Thiên Tinh, hắn biết Dương Nghị Vân thực lực thủ đoạn đã nghiêm trọng uy hát yêu ta đến hắn. Tuy rằng có thực lực cùng Dương Nghị Vân chém giết, nhưng cảm giác thượng Dương Nghị Vân cấp Tây Môn Du phi thường hơi thở nguy hiểm, không cần thiết đi liều mạng. Hắn mới sẽ không vì đi liều mạng, bị Dương Nghị Vân giết là người Tây Môn Thiên Tinh nhi tử, rớt mặt mũi là người cái này gia chủ sự tình, lão tử hảo hảo đang bế quan, ngươi làm ta đi chạm vào cái này lôi, thật sự vô sỉ. Lúc này Tây Môn Du nhìn đến Dương Nghị Vân đuổi theo, căn bản là vô tâm ham chiến, trực tiếp hướng về gia tộc bay đi. Hắn cũng không tin Dương Nghị Vân dám đuổi theo Tây Môn gia tộc. Thật muốn là dám đi, Tây Môn gia cao thủ đông đảo đảo cũng không sợ. Hơn nữa ở Tây Môn Du nghĩ đến có nguy hiểm đại gia cùng nhau gánh vác chính là, hắn mới không đi chính mình liều mạng. Dù sao cũng phải tới nói Tây Môn Du chính là một cái ích kỷ người, đối gia tộc quan niệm thật không thế nào mà. Dương Nghị Vân theo sát Tây Môn Du phía sau đuổi theo, quả nhiên trực tiếp tiến vào Tây Thành. Hai người một trước một sau, vài phút sau thực mau liền đến một chỗ thật lớn phủ đệ trước. Ngự kiếm phi hành ở trời cao phía trên. Dương Nghị Vân thấy được huy hoàng kiến trúc đàn, như là một tòa thật lớn lâu đài. Lại thấy tiên vương hậu kỳ tiên nhân trực tiếp hướng về này tòa thật lớn lâu đài bay đi xuống. Ở Dương Nghị Vân xem ra toàn bộ hỗn loạn tiên thành đều không có như thế to lớn kiến trúc đàn, khí phái xa hoa tuyệt đối là Tây Môn gia tộc không thể nghi ngờ. Trong lòng vừa động ra tốc bay vọt. Quả nhiên tại hạ một giây hắn thấy được viết Tây Môn phủ đệ thật lớn tấm biển. Một tòa cao nguyệt 30 mét. Bốn phiến đại môn xuất hiện. Mà hắn truy đuổi tiên vương trực tiếp tiến vào đại môn. Chính là hiện tại. Dương Nghị Vân trong lòng một hoành, trong tay dưa hấu lôi dẫn động, bỗng nhiên vứt đi xuống, trực tiếp dừng ở Tây Môn gia tộc trên cửa lớn. Nổ mạnh hậu quả sẽ thế nào, nói thật Dương Nghị Vân cũng không biết.
Đương nhiên hắn ở Càn Khôn Hồ không gian sét đánh sơn kíp nổ quá một viên dưa hấu lôi, nhưng lại tạc chính là sét đánh sơn. Càn Khôn Hồ không gian sét đánh sơn bùn đất rắn chắc trình độ vượt quá tưởng tượng, đều tạc ra mấy chục mét hố to. Hắn liền không tin, Tây Môn gia tộc đại môn có thể cứng rắn quá sét đánh sơn bùn đất đi. Lần này liền tính là tạc bất tử cái này Tây Môn gia tộc tiên vương hậu kỳ cao thủ, tạc hủy Tây Môn gia đại môn cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Huyền phù ở không, khoảng cách Tây Môn gia đại môn không đủ 80 mét địa phương, Dương Nghị Vân bỏ xuống dưa hấu lôi. Hắn dùng tới thân thể toàn bộ lực lượng, bỗng nhiên tạp đi xuống. Một chút liền dừng ở Tây Môn gia đại môn trong vòng, cơ hồ là cùng vị nào tiên vương cùng nhau tiến vào đại môn. Oanh! Tạc! Một khắc trước Tây Môn Du một chân bước vào gia tộc đại môn thời điểm, trong lòng rốt cuộc tặng khẩu khí, âm thầm nghĩ cuối cùng là an toàn. Hắn Dương Nghị Vân tiểu tử ở như thế nào hoành, cũng không dám truy tiến Tây Môn gia tộc hang ổ đi. Hơn nữa Tây Môn Du tin tưởng nhưng hắn tiến vào Tây Thành thời điểm, trong gia tộc những người đó hẳn là đã sớm phát hiện hắn cùng mặt sau đuổi theo hắn Dương Nghị Vân. Lúc này hẳn là đã làm tốt chuẩn bị. Một cục đá rơi xuống đất cảm giác chính hảo. Chính như Tây Môn Du suy nghĩ, đích xác ở hắn bị Dương Nghị Vân đuổi theo tiến vào Tây Thành thời điểm, Tây Môn gia tộc người liền phát hiện hắn cùng Dương Nghị Vân hai người. Ở Tây Môn gia tộc phòng nghị sự, Tây Môn Thiên Tinh cái này gia chủ, mặt là âm trầm đáng sợ. Từ lần trước chiến lúc sau, con của hắn Tây Môn Thanh bị Dương Nghị Vân chém giết, lão tổ Tây Môn Trường Giác thể diện bị Phương Đông Hạo Thiên cái kia lão Đông Tây dẫm đạp lúc sau, bọn họ Tây Môn gia liền thành hỗn loạn tiên thành trò cười. Đối này Tây Môn Thiên Tinh đem này hết thảy đều tính ở Dương Nghị Vân trên đầu, hết thảy đều là bởi vì Dương Nghị Vân kia tiểu tử dựng lên. Tuy rằng bên ngoài Thượng Phương Đông Hạo Thiên bảo hạ Dương Nghị Vân, làm hắn không dám trắng trợn táo bạo đối Dương Nghị Vân xuống tay, nhưng ngầm có thể. 10 năm trước Phu Tôn thế lực thả ra lời nói, treo giải thưởng Dương Nghị Vân đầu người tam vạn thượng phẩm tiên thạch, trong lúc nhất thời hỗn loạn tiên thành rất nhiều tiên nhân sủng sủng muốn động, cái này làm cho Tây Môn Thiên Tinh thấy được hy vọng. Tìm tới tộc lão Tây Môn Du, làm Tây Môn Du tiến đến chém giết Dương Nghị Vân, dù sao chính là đục nước béo cỏ, đến lúc đó sẽ bọn họ Tây Môn gia tộc không thừa nhận đó là, Phương Đông Hạo Thiên cũng không có cách. Được đến tin tức là muốn sát Dương Nghị Vân người rất nhiều, một đám đều canh giữ ở nội thành ở ngoài, hơn nữa nghe được tin tức là Dương Nghị Vân bị Phương Đông Hạo Thiên đưa vào nội thành 10 năm thời gian kỳ hạn, hôm nay kia tiểu tử nên ra tới. Quả bằng không buông ra tiên thức đi xem xét. Dương Nghị Vân đích xác hôm nay từ trong thành ra tới, cái này làm cho Tây Môn Thiên Tinh thực hưng phấn, nội thành ở ngoài hơn 100 người ẩn núp chờ chém giết Dương Nghị Vân. Từ ban đầu xú danh rõ ràng 10 hình ác nhân động thủ, Tây Môn Thiên Tinh liền kích động lên, hôm nay Dương Nghị Vân tiểu tử hẳn phải chết. Nhưng mà kế tiếp sự tình phát triển vượt quá Tây Môn Thiên Tinh tưởng tượng. Lại là Dương Nghị Vân bị một người đại sát tứ phương, nháy mắt hạ gục 10 hình ác nhân, nghiền áp hơn 100 tiên nhân. Cuối cùng càng là đuổi theo bọn họ Tây Môn liền ở tộc lão Tây Môn Du thẳng đến Tây Môn liền gia tộc mà đến. Nhưng Tây Môn Thiên Tinh một đường bị Dương Nghị Vân đuổi theo tiến vào Tây Thành lúc sau, Tây Môn Thiên Tinh liền nhìn không được chửi ầm lên, Tây Môn Du cái này ngu xuẩn. Như thế nào có thể đem người đưa tới gia tộc? Trước khi đi hắn cố ý dặn dò nếu sự tình có biến, nhất định không thể bạo nộ gia tộc, nếu không Phương Đông Hạo Thiên phẫn nộ Tây Môn gia tộc nhận không nổi. Hiện tại khen ngược. Tây Môn Du cái này ngu xuẩn trực tiếp hấp dẫn Dương Nghị Vân tới rồi gia tộc. Cái này làm cho Tây Môn Thiên Tinh hận không thể gõ chết Tây Môn Du cái này tộc lão. Nhưng hiện tại đã không có biện pháp, mắt thấy Dương Nghị Vân kia tiểu tử thực lực tăng nhiều, thủ đoạn quái dị, một đường sát hướng về phía Tây Môn gia, Tây Môn Thiên Tinh trong lòng có chút loạn cả lên. Vội vàng triệu tập Tây Môn gia tộc sở hữu tộc lão, cũng làm người thông chi lão tổ, nghĩ cách đối địch, đương nhiên cũng không phải sợ Dương Nghị Vân. Mà là sợ Dương Nghị Vân trực tiếp sát tiến Tây Môn ra, đến lúc đó Phương Đông Hạo Thiên cái kia lão Đông Tây tất nhiên ra tay, đến lúc đó mới là đại phiền toái. Chỉ chớp mắt Tây Môn Thiên Tinh mang theo một chúng tộc lão thấy được Tây Môn Du vọt vào đại môn. Ở bọn họ lo lắng Dương Nghị Vân không màng tất cả đánh sâu vào Tây Môn ra thời điểm, lại là nhìn đến Dương Nghị Vân đột nhiên dừng lại, ở giữa không trung đối với Tây Môn Du tung ra một cái nắm tay lớn nhỏ đồ vật, lại cũng không biết là vật gì. Tới rồi giờ khắc này, Tây Môn Thiên Tinh ngược lại trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Dương Nghị Vân không vọt vào Tây Môn ra, vậy là tốt rồi nói, liền sợ hắn đánh sâu vào Tây Môn ra, đến lúc đó chém giết lên, Tây Môn gia tộc lão tất cả đều động thủ,
Phương Đông Hạo Thiên cái kia lão Đông Tây tất nhiên sẽ lấy cớ Tây Môn gia ỷ lớn hát yêu ta nhỏ đến lúc đó ra tay. Nhưng mà Tây Môn Thiên Tinh trong lòng xả hơi, Dương Nghị Vân không truy tiến vào, âm thầm may mắn thời điểm, ngay sau đó lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng động vang lên. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, đại địa chấn động, ngay sau đó tiên thức nhìn thấy, Tây Môn gia tộc đại môn ở vang lớn trung tan thành mây khói, thật lớn đến làm hắn đều tim đập nhanh hơi thở khuếch tán mở ra. Toàn bộ Tây Môn gia tộc lấy đại môn vì trung tâm kiến trúc đàn, phạm vi 500 mễ nháy mắt hóa thành phế tích, dư ba đi ra ngoài cây số. Nửa cái Tây Môn gia thành phế tích. Tây Môn dù đường đường tiên vương hậu kỳ tộc lão, trực tiếp tại đây một tiếng kinh thiên động địa nổ vang nổ mạnh trung tan thành mây khói, mấy trăm gia tộc đệ tử chết oan chết uổng. Đã xảy ra cái gì? Tây Môn Thiên Tinh cùng một chủng tộc lão kinh hồn táng đảm, một đám không hiểu ra sao. Tây Môn Thiên Tinh phản ứng đầu tiên là Phương Đông Hạo Thiên ra tay. Nhưng ngẫm lại không có khả năng, Phương Đông Hạo Thiên lão nhị không xuất hiện, hắn đường đường phong hào tiên đế còn không đến mức đối Tây Môn gia tộc như thế vũ nhục. Muốn động thủ đã sớm động thủ. Hủy diệt đại môn thể diện. Nửa ngày lúc sau Tây Môn Thiên Tinh phục hồi tinh thần lại, thấy được huyền phù ở giữa không trung Dương Nghị Vân, hắn đột nhiên nghĩ tới tiểu tử này vừa rồi truy Tây Môn du thời điểm tung ra một cái nắm tay lớn nhỏ đồ vật. Tây Môn Thiên Tinh mang theo một chúng tộc lão ngây người. Đứng dậy ở hỗn loạn tiên thành thành Tây mấy chục vạn năm truyền thừa lâu Tây Môn gia tộc, lần đầu tiên đại môn bị người phá hủy, đây là trực tiếp vả mặt. Một kích vô cùng vang dội cái tát a. Này so giết người còn khó chịu. Làm Tây Môn gia tộc đương đại gia chủ, Tây Môn Thiên Tinh nửa ngày lúc sau. Phốc, lại là hộc ra một búng máu dịch, thét dài giống giận, Dương Nghị Vân tiểu nhi khinh người quá thượng. Tây Môn liền ở con cháu nghe lệnh, cho ta không tiếc hết thảy đại giới giết Dương Nghị Vân. Gầm lên giận dữ, Tây Môn Thiên Tinh đi đầu bỗng nhiên xông lên phía chân trời. Theo sát sau đó Tây Môn gia tộc tộc lão ước chừng chín đại tiên vương một phi dựng lên. Chiếm địa mấy dặm Tây Môn gia tộc, ở Tây Môn Thiên Tinh này gầm lên giận dữ hạ, một đám phi thân mà ra. Vèo vèo vèo. Trong lúc nhất thời từng đạo lưu quang từ Tây Môn liền ở các nơi kiến trúc đàn xông lên phía chân trời. Ở phía trước một khắc, Dương Nghị Vân nhìn chính mình một tay tạc hủy Tây Môn gia đại môn, lại cũng thầm giật mình, không nghĩ tới dưa hấu lội uy lực ở bên ngoài cư nhiên lớn đến như thế nông nỗi. Tuyệt đối là nhất đẳng nhất đại sát khí. Hắn trong lòng hưng phấn. Lần này cũng thật sảng. Không chỉ có trực tiếp nổ chết truy đuổi tiên vương hậu kỳ, tạc hủy hoại Tây Môn gia tộc đại môn, lan đến phạm vi cây số, thành phế tích. Trong lòng nghĩ càn khôn hồ không gian còn có cuối cùng một viên dưa hấu lôi muốn hay không dứt khoát ngã xuống được. Dù sao hắn cùng Tây Môn gia thành tới chết thù, không biết xấu hổ Tây Môn gia ở biết rõ chính mình có Phương Đông Hạo ông trời tử che chở dưới tình huống, còn phái ra cho rằng tiên vương hậu kỳ tới giết hắn, bực này thủ đoạn đã làm tức giận hắn. Một khi đã như vậy, cũng không cần phải cùng Tây Môn gia tộc nhân khách khí. Nếu không phải hắn lần này tu vi tăng nhiều, đồ long kiếm có vỏ kiếm, càn khôn hồ thăng cấp, xuất hiện đệ tam tòa có xét đánh thụ dưa hấu lôi bực này vũ khí sắc bén, chết chính là hắn. Năm lần bảy lượt đều là Tây Môn gia tộc tìm hắn phiền toái, muốn giết hắn. Trái lại hôm nay hắn giết thượng Tây Môn gia cũng nói được qua đi. Trong lòng đang do dự có phải hay không muốn xuất ra đệ nhị viên dưa hấu lôi thời điểm, lại là không nghĩ tới Tây Môn Thiên Tinh bạo nộ chung mang theo người bay lên phía chân trời, hạ lệnh Tây Môn gia tộc đệ tử giết hắn. Trong nháy mắt toàn bộ phía chân trời đều là người, đen nghìn nghịt một tảng lớn, không dưới 5-600 người, hơn nữa nơi xa như cũ có một đạo tiếp theo một đạo lưu quang dựng lên, Dương Nghị Vân biết đây là Tây Môn gia muốn toàn thể xuất động. Không chút do dự cuối cùng một viên dưa hấu lôi tới rồi trong tay. Ngay sau đó Dương Nghị Vân rộng mở giọng nói mắng lên, Tây Môn Thiên Tinh là các ngươi mẹ nó so với ta, năm lần bảy lượt ta với các ngươi Tây Môn gia tộc không oán không thù, là các ngươi muốn sát tiểu gia. Lần này càng là không biết xấu hổ, phái ra tiên vương giết ta, nếu không phải tiểu gia có thủ đoạn, sớm đã chết. Thiên hạ lý không phải cho ngươi Tây Môn gia tộc một nhà, tiểu gia hôm nay liền cùng các ngươi Tây Môn gia tộc rằng co, tới a, có bản lĩnh tới, có thể sát một cái là một cái, sát hai cái tiểu gia ta kiếm, a ha ha ha. Lời nói đến cuối cùng Dương Nghị Vân cất tiếng cười to. Hắn từ giờ trở đi sẽ không làm chính mình trong lòng chịu nghẹn khuất, cái gì chó má gia tộc. Cái gì cường giả, tiểu gia ta chỉ cần có thể sát có thể diệt thủ đoạn, hết thảy cho các ngươi dùng tới. Người nhiều như thế nào? Không sợ cũng.
đánh không lại ở chạy đó là. Liền tính các ngươi Tây Môn gia vị nào tiên đế tiến đến, tiểu gia ta hôm nay cũng muốn gặp phải một chạm vào. Trong lòng nảy sinh ác độc lúc sau, Dương Nghị Vân nheo lại nhìn chằm chằm, vài trăm thước ở ngoài, Tây Môn Thiên Tinh mang theo người vào tới. Sát! Tây Môn Thiên Tinh đỏ bừng con mắt, khí thế như hồng giết lại đây, ở hắn phía sau ít nhất có 500-600 người. Chỉ chớp mắt tới rồi 30 mét trong vòng. Dương Nghị Vân trong tay dưa hấu lôi không chút do dự vứt đi ra ngoài. Ở Tây Môn Thiên Tinh trong mắt lại thấy giống nhau cách mấy chục mét đối với bọn họ ném qua tới một vật. Nhìn kỹ hắn đồng tử bỗng nhiên co rút lại, bỗng nhiên nhớ tới phía trước Dương Nghị Vân đối Tây Môn Du ném quá đổ vật. Ngẫm lại vừa mới kinh thiên động địa nổ mạnh giống như chính là ở Dương Nghị Vân đối với Tây Môn Du ném một cái nắm tay lớn nhỏ chi vật sau, Tây Môn gia tộc đại môn hôi phi yên diệt, Tây Môn Du đường đường tiên vương hậu kỳ cường giả cũng tan xương nát thịt, 500 mễ trong vòng hóa thành cho tàn, cây số dư ba đại lượng kiến trúc sập, mấy trăm người táng thân trong đó. Một khắc trước bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, giờ khắc này nhìn đến Dương Nghị Vân đối với bọn họ lại ném lại đây như vậy cái khủng bố đồ vật, Tây Môn Thiên Tinh một chút thanh tỉnh lại đây. Thậm chí có thể nói hắn toàn thân lông tơ ngã xuống đất dựng lên. Cuồng loạn giống ra một câu, đều né tránh. Phản ứng lại đây trước tiên Tây Môn Thiên Tinh trong tay quang mang chợt lóe xuất hiện một khối ánh vàng rực rỡ ngọc phù, đây là hắn Tây Môn gia tổ truyền chi vật, nghe đồn chính là Tây Môn gia đời thứ nhất gia chủ luyện chế truyền xuống tới tiên đế phù. Là phòng ngự loại hình cổ phù chú. Tổng cộng cũng không có 10 khối, truyền tới trong tay hắn liền dư lại này một khối, nếu không phải thân là gia chủ cũng không tới phiên trong tay hắn. Tây Môn Thiên Tinh luyến tiếc dùng, nhưng giờ khắc này hắn bản năng phản ứng cảm giác vô cùng nguy hiểm, không chút do dự với niết bạo này khối phòng ngự phù, hơn nữa thiêu đốt căn nguyên bay nhanh xa đột. Phía trước tạc hủy đại môn kia một màn rõ ràng trước mắt, phi thường đáng sợ, cũng không dám mạnh mẽ xông lên đi. Oanh! Giống như là thiên sụp đổ giống nhau thanh âm vang lên. Toàn bộ không gian đều đã xảy ra vặn vẹo. Khoảnh khắc chi gian nổ mạnh. Phốc! A a a a a! Tây Môn Thiên Tinh nháy mắt xa độn 200-300 mễ, lại như cũng bị lan đến một chút, cường đại vô cùng năng lượng dao động từ trên người hắn đảo qua đi. Làm hắn hộc ra một ngụm lão huyết. Ngọc phù phòng ngự một chút tiêu tán chín thành nhiều. Cũng may kháng hạ này một đợt nguy cơ. Nhưng mà Tây Môn Thiên Tinh là không có việc gì, trong tay hắn có tổ truyền ngọc phù, nhưng hắn phía sau chín đại trưởng lão không có, mấy trăm trong tộc đệ tử không có. Cho nên hắn trong tai nghe được từng tiếng kêu thảm thiết. Đôi mắt tại đây một khắc hồng thấu. Tây Môn Thiên Tinh cả người đại chấn nhìn 300 mễ ngoại nổ mạnh trung tâm, một mảnh huyết vụ. Trong không khí mùi máu tươi 10 phần. Chín đại tộc lão tan thành mây khói, 500-600 trong tộc đệ tử bỏ mình, rơi xuống. A, à, Tây Môn Thiên Tinh cổ họng phát ra thanh âm, nhưng lại rất tiểu, hắn tưởng than khóc, lại là phát không ra thanh âm. Giờ khắc này hắn biết Tây Môn gia tộc xong rồi. Chín đại tộc lão không có tới tránh thoát, 500-600 trong tộc đệ tử có thể ở trước tiên xông lên đều là trong gia tộc gian lực lượng, lần này toàn xong đời. Cứ việc ở không trung tạc liệt, nhưng lại uy lực như cũ, cường đại năng lượng dao động khuếch tán ngàn dư mễ phạm vi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 165.